Đi vào. Còn còn có cái này mua dư mà nó này không để thì để đi như chị nhé à cái dư mà nó để chạy với cái này này phải dùng cái đầm cái đồ nãy này nhé chị mua bông nó bị chỉ ta alo rồi hello mấy chế nha. Ồ hello chị Dung Na Bi nè, hello chị Trinh Nguyễn, hello chị Hữu Lê, hello chị Tiết Hoan ha. Chị nào vô rồi cho em xin nút tương tác đi nha. Em like hôm nay, ngày mai nữa là em nghỉ Tết nha mấy chị nha. À, ngày mai là bữa nay là ngày mấy? Bữa nay là 10 17 18 19 đi đơn nha mấy chị nha. Được like của sáng giờ luôn, đợi like sáng giờ. Đợi like sáng giờ luôn à. Không chắc là ngày mai. Ngày mai em like tối ngày thứ tư đi. Thứ tư em like ca sáng để em tặng mấy cái thứ mà lặt vặt một cái mà kiểu như là còn lặt vặt với lại của khách để lâu không ghé lấy này kia, xong rồi em sẽ đi đơn luôn ở trong cái ngày đó luôn nha, đi đơn luôn ở trong cái ngày thứ tư luôn nha mấy chị nha. Sáng thứ tư là em sẽ like một ca để dành tặng hàng tặng mấy chị nha, mấy chị nha. Rồi chia sẻ like dùng cho Hải nha mấy chị nha. Đợi em chút nha mấy chị nha. Rồi bữa nay em tặng bom nhiều lắm mấy chị, còn có 2 ngày like nữa thôi mà còn rất là nhiều hàng bom luôn. Em mới nhận được hàng rồi nha chế. Ok ok chị anh Minh ha. Rồi chia sẻ like dùng cho Hải với, Hải sẽ tặng rất là nhiều luôn á nghe, tại vì còn có 2 ngày like nữa nhưng mà hàng bom nhiều lắm luôn mấy chị, cũng còn hàng bom nhiều á nên là tặng nhiều á, tặng cũng phải là mất nửa tiếng đồng hồ nha. Rồi chia sẻ like dùng cho Hải với. Trời ơi thì cái tình đó bé ơi, nghĩ sao mà buông cái này trời, không có hàng để like luôn ấy, thề luôn á. Bây giờ tặng nè, không mình dùng cho em mã tặng bom kèm số điện thoại đi, nghĩ sao vậy mấy bà ơi. Của bà nào đi, tên gì đi, trời mới vừa cắt hàng bom luôn, cái cục bom nguyên không quan tâm nè. Bướm nó hơi trồng đổ rồi, bướm qua không đem lên trên sổ luôn rồi. Ủa đang rớt. Trời ơi không quan tâm nè, nghĩ sao vậy trời, y cái mấy không còn một cái nào luôn á mấy thầy. Trời ơi bà nào cũng hỏi là chị Hải ơi còn cái mẫu này hay không luôn á, thề cái commento này nó đẹp lắm luôn á cả nhà. Tay nè, trời ơi nở lòng nào mà bom của tôi cái áo này, lên mã tặng bom kèm số điện thoại đi. Cái mã này á là bây giờ em sẽ tặng luôn, và em nói Vương là chép ra chị nào chia sẻ like nhiều nhất ha, và nhớ là chia sẻ like đúng cú pháp dùng cho em, một lần vào trang cá nhân và 5 lần hội nhóm để chế độ công khai nha mấy chị nha. Nhớ là để chế độ công khai và em ưu tiên cho chị nào chia sẻ vào trang hội nhóm nhiều nhất nha. Để em cắt hết bom đi, em sẽ tặng cái con áo vest này nha mấy chị nha, con áo manto này. Ôi có rất là nhiều chị luôn ấy, để chị đó chị Võ Hồng Yếu bom trước quá trời, mấy chị mua không được luôn ấy, thề khoác đẹp ghê á. À luôn á chế, quá trời chế không mua được con đó luôn. Ớt quá trời ớt nè, hàng LNG này nè mấy chế. Quá đáng nha mấy bà, quá đáng lắm luôn ý. Sao mà bom toàn siêu phẩm không mà. Thì Minh Tuyền nè, cái áo khoác Fendi nè mấy chị, áo khoác Fendi nè, áo nè. Lên liền chế mà tặng bom kèm số điện thoại đi mấy chị, tặng bom kèm số điện thoại nha. Hôm nay có nhiều hàng đẹp lắm luôn. Ở gì không kia ngủ việc hà, hẹn thứ tư về quê lấy mà mãi không thấy lấy. Rồi chia sẻ like lên nhanh mấy chị biết sao không, đợt này á hàng bom là toàn hàng đẹp không mà. Đây nè đó, mình mấy chị thấy mấy cái bao không, giá trị cực kỳ luôn, toàn hàng đẹp không, hàng hè á, hàng đông á, đa số là sẽ là hàng đẹp á mấy chị. Váy đẹp nè, tại vì em bán hàng Tết là em bán lâu rồi mấy chị, tới bữa nay đáng lẽ là để xả kho ấy nhưng mới chịu nha. Còn hàng Tết với nhà Hải là tầm bữa hôm mà tháng đầu tháng 12 với lại tháng 11 là em đã like hàng Tết rất là nhiều rồi. Này sơ mi nè,
Rồi lên liền cho em mã đi mấy chị. Tặng kèm số điện thoại nha mấy chị nha. Hôm nay tặng hơi bị nhiều nha mấy chị. Tặng nhiều lắm luôn, còn rất là nhiều hàng bom nên là tặng nhiều quá, tặng nửa tiếng luôn. Nửa tiếng hàng bom luôn nha, tặng bao giờ cho hết bom thôi. Chia sẻ like lên đi nha mấy chị nha. Quá trời quá đắt bom. À em, cái quần jean đó em coi phân size chưa? Quần jean ống lay á, em vô chị một cái với coi là đếm size luôn. Đó, toàn hàng giá trị không? Thanh, ủa, Thanh Nguyên 151 này là khách quen luôn đúng không? Đơn nó chỉ bố mình, đơn nó khu nó nhận không được. Khu nó nhận không được à? Rồi chia sẻ like tương tác lên nha mấy chị nha. Tương tác lên, không mình dùng cho em mã tặng bom kèm số điện thoại dùng cho em. Áo này xin sẽ lên nha mấy chị nha. Em sẽ tặng cho chị nào mà chia sẻ like nhiều nhất luôn nha mấy chị nha. Tầm khoảng em tặng hết cái này xong em sẽ quay qua tặng cái áo manto đó nha mấy chị nha. Rồi lên lẹ nha mấy chị. Đây. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. Lên liền cho em mã bom 1 dùng cho em. Em có 3 bộ nè. Em tặng luôn cho mấy chị luôn với giá là lên liền cho em mã bom 1 đi. Ủa Sunny Dương này sao không có một cái đơn hoàng nè. Trời ơi cái đơn mà lúc mà bùng dịch đó mấy chị giờ không biết nói sao luôn á. Em chỉ lưu những chị nào mà từ chối nhận hàng nè nha mấy chịu nha, là em sẽ không có bán lại ha. Còn những bạn nào mà kiểu như là không phát được do bùng dịch này kia nè nha mấy chị. Rồi lên liền cho em mã bô 1 tặng mấy chị luôn 29.000 luôn 3 bộ nha. Em có 3 bộ lụa mango quần dài 65kg đổ lại men ok. Lên liền cho em mã bô 1 dùng cho em đi. Bô 1 nha cả nhà ơi, tặng với chị luôn 29.000 chốt lệ nha, tặng lệ nha mấy chị. Bô 1 29.000 một bộ không bốc mẫu mấy chị hả? Bô 1 cho Phương tròn 29. Lên liền cho em mã bô 1 29.000. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. Bô 1 29.000 lên giúp em đi ạ. Trời bé con ốc mát nó đẹp như thế này cũng đi vô được 2. Bô 1 29.000 mấy chị nhà cho Nguyễn Quyên 504. Rồi lên liền cho em mã bôm 2 dùng cho em nè mấy chị. Một con áo khoác nút xà cừu nha. Tặng mấy chị 19.000. Lên liền cho em mã bôm 2 19.000 dùng cho em. Bôm 1 cho Nguyên Nguyên 29. Rồi lên liền cho em mã bôm 2 19.000. Một con áo khoác hàng to bao nè. Bôm 2 lên giúp em mấy chị nha. Rồi lên liền cho em mã bôm 3 dùng cho em nè. Bôm 3 nha mấy chị nha. Bôm 2 cho Nguyên Nguyên mấy chị cố gắng chia sẻ like lên cho em rồi đã lên mã mấy chị nha. Đây ha. Bôm 3 dùng cho em ha. Bôm 3 là con này là em like là 199.000 ha. Bây giờ em tặng luôn cho mấy chị luôn với giá là 79.000. Lên liền cho em mã bôm 3 79.000. Bôm 3 dùng cho em ha, 79.000. Em có một con áo nè. Em có hai con áo. Bôm 3 79.000 lên giúp em đi ạ. Em có 3 con áo nè. Bôm 3 cho Tiền Nguyễn 022. 4 con áo nè. Rồi em có 5 con áo nè. Rồi em có 6 con. Rồi lên liền cho em mã em tặng luôn 29.000 luôn. Bôm mấy anh? 4. Bôm 4 dùng cho em 29.000 nè. Áo LNG nè à, một con váy dây nè. Một con áo phông sọc hàng to bao nè. Một con áo len khoét ngoặt một chút xíu ở đây nha. Rất là hot luôn. Đây một con áo phông nè. Một con áo len sọc. Bôm mấy? Bôm 4 dùng cho em tặng mấy chị luôn 29.000. Mỗi chị mỗi con nha. Và ưu tiên những chị nào có đơn, mấy chị nào thường xuyên có đơn nha. Còn chị nào mà thường xuyên không đủ đơn thật sự luôn, em không dám chốt luôn. Tại vì còn có 2 ngày nữa thôi. Em đang ngày nay với ngày mai nữa là em nghỉ rồi mấy chị nha, mấy chịu nha. Nên là mấy chị cố gắng chọn đủ đơn trên 89.000 để em đi đơn nha mấy chịu nha. Hoặc là những chị nào khách quen ấy, tới lúc mà ngày đó bôn ở bên đơn 50.000 hay là 60.000, mấy chị muốn đi đơn thì mình nhắn tin cho Hải nha mấy chịu nha. Rồi lên liền cho em mã bôn 4 dùng cho em. Bôn 4 cho Trần Thị Ánh Lợi. Bôn 4 cho Hồng Cẩm. Trời ơi. Bôn 4 cho Kiều Dung. Ê, cái nhánh quần này nó đẹp ghê luôn á trời. Bôn 4 29.000 lên giúp em đi ạ. Trời ơi nhức cái nách luôn á mấy chị ơi. Bôn 4 mập mập. Rồi tiếp nha mấy chị nha. Lên mã hàng bôn 4 cho em nữa chị ạ. Bôn 4 Hiền Bùi. Rồi lên liền cho em mã bôn 5. Bôn 4 Lê Thảo Nguyên. Hết rồi giấc đây Trần ơi. Đẹp quá. Dạ? Lên liền mấy chị ơi, lên liền nha. Bôm 5 đi, tặng mấy chị con váy này bao nhiêu? 59.000. Bôm 5 59.000. Lên liền cho em mã bôm 5 nha, 59.000. Rồi em có tổng cộng nè. Hai con sơ mi nè. Bôm 5 lên cho em váy trắng 59.000 ạ. Rồi tiếp nha. Ôi trời ơi. Đây em có hai con sơ mi. Em tặng cho mấy chị luôn với giá là như ni nè em. Trời ơi hãm thật sự luôn á em.
Nè bơm mình hai con áo. Bơm 559.000 cho kim vô. Con màu vàng, con màu hồng. Đúng hãm luôn á mấy chê. Nở lòng nào, bơm một cái được rồi, một màu được rồi. Chậu hai cái hai màu, xong rồi bơm mất tiêu rồi mấy chị. Đây nè. Đó mấy chị thấy không? Màu vàng cũng chốt, màu hồng cũng chốt, mà có màu xanh nếu mà chốt được là cũng chốt luôn nha. Xong rồi bơm luôn mấy chị, bơm mấy. Bơm 6 dùng cho em tặng mấy chị luôn 39.000 luôn. Bơm 6 39.000, hàng em like là hàng 119.000. Bơm 6 dùng cho em. Bơm 6 39.000 cho chúng em chắc đê chồng một con cho Khoa một con ha. Rồi lên liền cho em mã. Bơm 7 dùng cho em tặng mấy chị con này 79.000 ha, 145.000. 145.000 một con áo rin. Mà mấy chị về mấy chị cầm con áo rin là đi nha. Nếu chung mấy bạn đi số mấy bạn phải mua trên 300.000 nha. 300.000 nha mấy chị nha. Lên liền cho em mã dùng cho em. Bơm 7 dùng cho em 79.000 luôn. Bơm 7 79.000 cho Thu Bùi. Rồi lên liền cho em mã bơm 8 nè. Bơm 8 em cũng tặng luôn cho mấy chị 79.000 luôn. 200.000 ha, tặng luôn 79.000. Bơm 8 79.000. Lên liền cho em mã bơm 8 dùng cho em. Rồi lên liền cho em mã bơm 9 dùng cho em nè. Bơm 9 nha cả nhà ơi, tặng mấy chị con váy tầng này 59.000 luôn nha. Đây, này xương xương nha mấy chị nha. Bạn nào bán hàng cao cấp người ta bán cho mình 400-500.000 nha. Em bán cho mấy chị tặng luôn bao nhiêu rồi? Bơm 8 đi xuân đi. 59.000. Bơm 9 dùng cho em. Bơm 9 lên cho em 59.000. Chị nào có mã ông bơm mấy chị cố gắng chọn đủ lên trên 100.000 để thứ tư em đi lên luôn mấy chị ạ. Rồi lên tiếp nha mấy chị nha. Lên bơm 9 59.000 cho Thủy Huỳnh. Rồi lên liền cho em mã bơm 10 dùng cho em tặng mấy chị 59.000. Trời ơi bà nào được cái đầm này là về mặt xinh lắm nha. Mặt xinh ai hỏi là nó mua 200 mấy ngàn là nhớ tới Hải luôn á thật. Hãy bán cho mấy chị đi ăn luôn nè. Con váy này xinh lắm, hàng to bao nha. Ở phía sau là cột nơ như thế này, về cột nơ đẹp đẹp vô nha mấy chị. Em cột hơi bị nhanh một chút xíu nè. Dễ thương lắm, cái này là gấm nè. Hàng này là hàng to bao luôn á, cả nhà hàng to bao. Bởi thế mình mặc lên cái form của nó sẽ bồng lên rất là đẹp nha, dễ thương lắm. Bơm 10 59.000 lên giúp em cho HD Trần. Rồi em có hai con quần nè mấy chị. Em có hai con quần nha mấy chị nha, tặng luôn 39.000 cho lại luôn. Bơm mấy anh? Bơm 11. Bao nhiêu? 39.000 có hai con quần ống xung. Rồi lên nha mấy chị nha. Bơm 11 39.000 lên giúp em hết mã bơm 10 ạ. Con quần này em sẽ bán cho mấy chị giá là 179.000. 179.000 kèm size. Bơm 11 Y Hoàng. Và nói trước là cái dòng này nó sẽ khác hẳn với cái dòng chú Hải Lai cho mấy chế nghe. Khác hẳn luôn. Bơm 11 là giúp em 39.000 cho Đức Nguyễn. Con này bữa nay các bạn đi mua thị trường là tầm khoảng 300-320 một quần. 320 nha, em không được sale. Em bán cho mình có giá là 100 mấy. Mấy em? 100 x 5 màu. Em mới đọc bao nhiêu vậy? Rồi lên liền cho em 179.000 kèm size dùm em. Size S, size M, size L nha mấy chịu nha. 179 đi. Lên liền cho em mã A1 kèm size. A1 kèm size nha, 179.000 kèm size size S, size M, size L dùng cho em. Mấy chị nhìn cái khuôn quần này. Nhưng mà em có ít nha mấy chị. Người ta còn ít lắm, người ta sale cho em á. Từ hàng 300.000 nha mấy chị nha. 300.000 nha mấy chị. Lên liền cho em mã dùng cho em. 179.000 mấy chị. Giờ mấy chị mua hàng của Nhi mà được xé cho Hiền Bùi. Không có lãi đâu mấy chị. Nhưng mấy chị nha, bán khi ăn là chính để còn có 2 size M Thúy Kiều. Lên liền cho em mã A1 kèm size. Có co giãn nha mấy chị nha, size S, size M, size L dùng cho em. Size M Nguyễn Thị, tùy mấy chị cái khuôn quần này. Quần 300 mấy ngàn đó mấy chị, chứ không phải là hàng mà giá em đang like cho mình đâu. Thế cho Hoàng Diễm. Lên liền cho em mã dùng cho em. Lên liền cho em mã dùng cho em. Quần A7 kèm size. A1 kèm size S, L, 179 giúp em ạ. Dục nằm chị mang. Size L hậu ngân. Lên liền cho em mã dùng cho em mấy chị. A1 CL 11. Có một kèm size quần xin ơi, một kèm size với em 179 đi mấy chị ơi. Lên liền cho em mã A1 kèm size dùng cho em ha. 179.000 dùng cho em. A1 CM Hương Trần. A1 cái gì kèm size lên với em 179 á. Nguyễn Thị thì nay có rồi, Hậu Ngân có rồi nha. Giờ mặc xe gì thì lên xe đối với em đi mấy chị. A1 xe cho Hồng Trần. A1 CL Hình Phạm. A1 mấy chị kèm size với em CL Hình Nhung. Rồi váy em mang đây mấy chị rồi. Hậu Ngân có rồi chị nhã. A1 xé cho Trân Misa. Rồi A2 dùng cho em nè mấy chị. Váy em mang hàng lộ 1 luôn cho mấy chị luôn ấy. Đây A1 xé cho chị Thi Hoàng. Hàng này là hàng A1 em chỉ còn CM và L 580 ấy.
580 cho mấy triệu nha. Em bán chi ăn cho mấy chị luôn. Có 1CL cho gì xanh xanh rồi ra. 220.000 kèm size SML dùng cho em. Nè bà Quỳnh Phạm, à bà Hạnh Phạm lấy con này CL mang nè Hạnh Phạm. Đẹp lắm. Có 1 cho thầy Dương CM. Đẹp lắm nha. Lên liền cho em A2, em bán tặng mấy chị 220 kèm size dùng cho em. 220 kèm size ha, size S, size M, size L dùng. Ở một em còn một con size M cuối cùng chờ lấy chú liền cho em mới chờ cho thấy. Rồi lên cho em A2, 220 kèm size nha. Size S, size M, size L dùng. Hết mà A1 à. Hàng 500 mấy nha mấy triệu nha. Và em đợi sale lắm em mới về đó mấy chị. Em đợi sale lắm em mới về nha mấy triệu nha. Chứ lúc mà hàng cao là em chỉ dám để mua mặt thôi, chứ em không có bán nổi mấy cái hàng này nha mấy triệu nha. Thật sự rất là đẹp luôn. Lên liền cho em mã dùng cho em A2 kèm size. A2 kèm size SML 220 dùng cho em ha. Kèm size vô mấy chị, kèm size vô nha mấy chị nha. Mấy chị biết là tới thời điểm bữa nay em mới đợi hàng để em về. Mấy cái mẫu này là sale là cả nhà biết rồi đó. Lên liền cho em mã dùng cho em. A2 mấy chị kèm size lên cho em quần trên A1 hết rồi. Kèm size nha mấy chị nha. A2 kèm size lên cho em vậy. Lên liền cho em A2 kèm size dùng cho em. Size S, size M, size L 220 bao giá luôn cho mấy chị luôn. Mỗi thứ 5. Rồi A3 dùng cho em 79.000 sơ mi caro. Rồi nè. Đó bữa nay về được mấy con sơ mi caro cho mấy chị mang. 2CL Đặng Hà Thiên Trang. Rồi lên liền cho em mà A3 dùng cho em. A3 nha, 79.000 hàng này. Bao tác da ra luôn. 60kg rửa lạnh men ok. 2CM Tiền Nguyễn. Rồi lên liền cho em mà A3 dùng cho em. 79.000 một con sơ mi caro. Bao hết rồi. Tay này. 2CM bao nhiêu kia. Mặt bầu nha mấy chị nha. Lên liền cho em mà A3 sơ mi 79.000 dùm cho em. Mấy con không mấy chị? A1 hết rồi chị Hiền Ngọc ơi. Rồi lên liền cho em mà A3 dùm cho em 79.000. A2 sẽ cho Nguyệt hả? Lên liền cho em mã dùm cho em. A3 dùm cho em 79.000. A2CM thì Nguyễn có rồi à, Bella Kim có rồi à. A2 là áo hải mặt. Ai sẽ cho Tiểu Vi vô. A2 là váy hải mặt nha mấy chịu nha, 220. A2 kèm size SML 220 nha em ạ. Là váy hải mặt 220 kèm size SML nha mấy chịu nha. A2CM hậu ngân. Rồi A3 là 79.000 là sơ mi. Em cứ chị con sơ mi trắng nó luôn đi, sơ mi đều trắng. Sơ mi này. A2S Tiểu Vi vô có rồi à. M hậu ngân có rồi nha. Nguyễn Hà có rồi, A2 sẽ cho Nguyễn Ngọc Nam Phương. Rồi lên liền cho em mà A3 79.000 sơ mi caro dùm cho em. Sơ mi caro nha cả nhà ơi, xuất sắc luôn. A2CL Đặng Hà Thiên Trang có rồi nha. Cái này là đầu năm là ok luôn, bạn nào bán sốt hết bán đầu năm đi, đẹp lắm. Tại vì thường thường đầu năm là mấy chị sẽ chạy sơ mi nhiều hơn nha. Sơ mi lụa nè, sơ mi caro nè, đủ thứ loại sơ mi hết nha mấy chị nha. 79.000 qua đầu năm không có giá 79.000. A3 Ngọc Thắng. Thật sự luôn. Lên liền cho em mã A3 chị xanh xanh rồi ra. A3 dùng cho em ha, 79.000. A3 lên cho em 79.000 đi ạ. A3 cho chị Ngọc Thắng có rồi. Tiểu Vy Dương có mã A2 rồi chị nhá. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. A3 79.000 cho Đặng Hà Thiên Trang. Có rồi Thi Hoàng á. Lên liền cho em mã A4 99.000 một con áo sơ mi bì. A3 cho Lê Ngọc Anh Dương. Rồi lên liền cho em mã A4 dùng cho em. 99.000 dùng cho em. Đây. Lên liền cho em mà A4 99.000. Lên liền cho em mà A4 dùng cho em. Mấy bạn nào mà đợi, mấy chị biết là tới thời điểm như thế này mà em like mấy cái mẫu mới là cả nhà cũng biết là em đang đợi sale em mới lấy đó mấy chị nha. Em đang đợi kho người ta sale em mới lấy đó nha. A4 cho Lê Ngọc Anh Dương 99.000 hãy dùng cho em, nên là đợt này mấy bạn mua là được rẻ hết trơn á nha. A4 thì cái gì đâu. A4 dùng cho em. Lên liền cho em mà A4 đặng Hà Kim Trang. Sơ mi bèo dùng cho em. A4 qua qua con. Lên liền cho em A4 99.000 dùng cho em nè. Lên liền cho em A4 nha cả nhà ơi. 99.000 sơ mi bèo. Tranh thủ lấy mang. Hết rồi chị Nguyễn Thị Thiền đây ơi. A4 Nguyễn Xu Hiền. Cái này mà mang với lại chân vái nè. Chị Vy Dương có rồi ạ. À, chân vái nha mấy chị yêu nha. Hoặc là mấy chị mặc với A4 lại. Lên thì Ngọc Hoa. Quần ngố cũng rất là đẹp luôn. Siêu đẹp luôn. Lên liền cho em A4 sơ mi bèo dùng cho em. A4 Hương Phan. Lên liền cho em A4 nha mấy chị yêu nha. Rồi lên tiếp nha. Tuyết Nhung Nguyễn cái mới mà kèm số điện thoại cho em ạ. A4 Mây Hà. A4 Thủy Hình. Lên mà A4 cho em 99.000 đi bây giờ. Lên liền cho em mà A4. A4 Xuân Ly. Rồi lên nha, một bộ. A4 hả chị, 60kg rửa lại hả chị Tu Cao Nguyễn. Rồi lên liền cho em mà A4 Tuyết Nhung Nguyễn. A5 dùng cho em, bộ lụa dùng cho em 65kg đổ lại men ok. Thẳng mấy chị vậy là 119.000. 119.000 nha. Lên liền cho em mã A5 119. Lên liền cho em mã dùng cho em A5 119.000.
lẹ đi mấy chế ơi. Đó, hốt hồi cuối cái mấy cái bộ lụa này về mang Tết nè. Lên liền cho em mã dùng cho em. Tham ấy. A5 dùng cho em 119.000đ. Lụa mango nha, mango nha cả nhà. Lên liền cho em mã A5 dùng cho em 119.000đ dùng cho em. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em, đơn đi hết rồi mấy chị ơi. Lên liền cho em mã dùng cho em, A5 dùng cho em 119.000đ dùng cho Hải. Tình hình có đang say không em? Cô bồ lụa nè, mấy bữa hỏi chị nè. Lên liền cho em mã dùng cho em, A5 dùng cho em 119.000đ. Chút liền cho em mã A5. A5 mà 119.000đ em à. Lên liền cho em mã A5 dùng cho em 119.000đ. Rồi cái này chị mà bóc lên là chị biết gu của bà gì rồi. Cô của Quỳnh Âm nè. Lấy nè em, đẹp lắm luôn á. Xinh ha. Nào bán cho mấy chị giá 109.000đ, ok không? 60kg đổ lạnh men ok. Ủa, A5 119.000đ nha mấy chị ơi. Cái này nó dày tay. A5 mạnh vải, A5 hoàn nguyện. Nhưng mà cái vải của nó rất là mát nha. Nếu hôm qua là đi rồi gì lấy thì Ngọc Hoa á. Nha mấy chị ơi nha, vải này là mấy bạn trong miền Nam là mặc vô tư luôn, mặc được quanh năm luôn ha. Nếu mà chị nào ưng dày tay á. Nha mấy chị ơi nha, mặc rất là sướng luôn. Nè, vải này mấy chị nè. Lên liền cho em mã dùng cho em A6 109.000đ. 109.000đ phong cho mấy chị 60kg đổ lạnh men ok dùng cho em. Đẹp lắm. Lên liền cho em mã dùng cho em A6 109 dùng cho em. Cái này mấy chị mang trời ơi. A5 cho Ly Nguyễn. Cũng đẹp luôn. 109.000đ. Lên liền cho em mã A6 109. Lên liền cho em mã dùng cho em A6 dùng cho em 109.000đ. A5 Tuyết Phan. Siêu dễ thương luôn. A5 Nguyễn Trà My. Lên liền cho em mã dùng cho em A6 109 dùng cho em. Em có mấy cái hàng rất là đẹp nha. Cho chị con sơ mi hồng. A5 Kim Tuyết, A5 Hoàng Mến. Rồi lên liền cho em mã A6 dùng cho em 109.000đ. Hôm nay bán siêu rẻ nha cả nhà ơi. Chị nào mà đi xem chỗ khác mà thấy con này bán 140 là quý người ta mới chịu nha. 140 là người ta bán rẻ cho mới chịu nha. Có những bạn bán 250 cơ nha. Lên liền cho em mã dùng cho em mà người ta chạy số lượng nhiều đó. Lên liền cho em mã dùng cho hả. Đây con mà chị nào cũng hỏi em nè. Chị nào cũng hỏi luôn á. Chế nào cũng hỏi cái hãng có về mẫu này hay không nha. Nhưng mà đợi xe mới về được. Rồi lên liền cho em mặt lúc nãy 99.000đ cho xua con Nguyễn. Rồi lên liền cho em mặt A7 99.000đ. Một con sơ mi bèo 99.000đ. A7 dùng cho em. Gô của Hải đó. Nhưng mà Hải có ít quá, Hải không có mặt đó mấy chị. Tao lúc nãy 99.000đ cho Nguyệt Nguyên. Rồi lên liền cho em mặt dùng cho em A7 99.000đ. Chế nào mấy A5 Nguyễn Chào My có rồi. A5 Phương Thảo. Bà nào mà khách quen á là hai hỏi Hải có về mẫu này hay không để chị biết chị đợi. Nha mấy chịu nha, chị biết chị đợi, chị không mua cái chỗ khác. Nha mấy chịu nha. Lên liền cho em mã dùng cho em A6 109 cho Lê Hồng Ánh Dương. Rồi lên liền cho em mã A7 99.000đ dùng cho em. Lên liền cho em mã A7 99.000đ. Đẹp quá. A6 cho Lạc Hà Thiên Trang. Lên liền em mã A7 nha mấy chịu nha. A7 dùng cho em. A6 Nguyễn Hiền. Lên liền cho em mã A7 99.000đ dùng cho Hải. Cô mấy chị 60kg đổ lạnh men ok. A6 Hình Phạm. A6 Nguyệt Nguyên, A6 Linda Linda. Trời ơi, em có toàn hàng đẹp không đó mấy chế ơi. Cái nào nhớ A6 cho Tiên Tiên hết, A6 và Hoàng Nguyễn có A5 rồi nhỉ. Chị nhận được rồi, Ánh Dương chị nhận được rồi. Lên nha. Mã A7 đúng không, chứ mới chính nghe với em à. Cái chị nhớ cái hàng A7 chị Vi Dương. Cái gì nhớ cái hàng chi tao nè. Hàng này đi hơi lâu rồi, hàng mến ơi. A7 cho Khoa Khoa. Mấy rồi. A7 lên giúp em 99.000đ bây giờ. A7 thì Huy Dương có rồi, Khoa Khoa có rồi cho Bảo Quyên. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em A8. A7 Tuyết Phan. Rồi lên liền cho em mã A8 109 dùng cho em. Nhớ cái tan nào không mấy chị. Cái tan mà A7 Hà My Nguyễn. Một cái đầm của nó là hàng 550, 580 đó mấy chị. Trên, nói chung là trên 500 nha mấy chịu nha. A7 Sương Như. Lên liền cho em mã dùng cho em Ngọc nè mấy chị. Con này A7 Lê Ngọc Bánh Dương hai con. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em A8 dùng cho em 109.000đ. A7 Hà My Nguyễn có rồi, Bảo Nguyên có rồi, Lê Hồng Anh Dương có rồi, Sương Như có rồi ạ. Xin hết dán lên hết rồi mấy chị ơi, lên hết. A7 Hương Phan. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. Lên liền cho em mã này là mã A7 Chu Sơn Nguyễn My 109.000đ. Trời ơi cái phát này nó xịn lắm luôn á cả nhà ơi. Rất là xịn nha, một năm em chỉ bán được có mấy lần thôi mấy chị. Nhưng mấy chịu nha. Lên liền cho em mã dùng cho em được 5 con rồi mấy chị. A8 109 cho em nha, A7 cho Nguyễn Quyên. Lên liền cho em mã A8 15 em chỉ bán được một lần cái hãng. A7 Hồng Thảo. Ôi toàn hình đẹp không rồi.
Á à, bảy gì tiểu yêu chị Bảo Nguyên có rồi hả? Chị nghe em đọc tên nha, bảy ly hành. Lên liền cho em mặc A8 đi cả nhà. Á à, bảy Tiếp Phan có rồi ạ. À. Rồi lên liền cho em mặc A9. Á bảy Phương Thảo. Rồi lên liền cho em mặc A9 dùng cho em 109 ngàn. Mọi người ơi, một cái dùm một cái vui xì đó, Trang mới nhận được dùm. Đúng rồi, A7 là áo hồng mấy chị. Gửi xin. Cái vui xì đỏ. A8 109 cho Lan Hồng ở Dương. Đang hãy mang còn đó chị. A9 109 ngàn. A8 như Thúy Kiều. Ê, cái vải này nó đẹp lắm luôn á em. Đẹp lắm nè. Nè nè. Rồi toàn hàng cao bao không á. Với lại hàng cao cấp không à. Xin. Đẹp không? A8 cho Nguyễn Lê Cảm ơn. Sút nè. Lên liền cho em mã dùng cho em. A8 là mấy nhung mấy chị ạ? Lên liền cho em mã A9 dùng cho em. 109 ngàn dễ thương quá. Lên liền cho em mã A9 có 4 con rồi mấy chị ơi. Đó liền cho em mặc A9 dùng cho em 109 ngàn. 4 con duy nhất thôi mấy bà ơi. Có 4 con thôi nha. A7 lúc nãy là áo hồng mấy chị ạ. A7 áo hồng 99 ngàn cho Đặng Hà Thiên Trang. Rồi lên liền cho em mặc A10 dùng cho em 109 ngàn. Không lẽ vậy em bay ra em mặc cái đầm A9 lên màu anh Dương. Em thích lắm luôn á, em thích mấy cái đầm này. Cũng khiếp luôn mấy chị, mặc đẹp lắm. Chị nào mà nhỏ con mặc cũng được, chị nào to mang cũng được luôn, chị nào bầu mang cũng xinh luôn. Ờ chính xinh đi vô. Nhưng mấy chị yêu nha, mặc bầu xong rồi tới lúc mà hết bầu mặc tiếp nha. Còn chị nào mà đang bình thường xong rồi có bầu mặc cũng được luôn nha, đẹp lắm. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. Ờ chính Khoa Khoa. Rồi lên liền cho em mã A10. Chị Thủy lấy size gì? Đầm em mang là A mấy, A2 đúng không? Ừ giờ rồi, đầm em mặc thì lên mỗi đầm em mặc đó. Chị nào lấy mặt? A9 cho Bella Kim, chị nào lấy đầm hãy mặc thì lên mở đầm hãy mặc kèm sao giúp em mặc 2 với 2 chị nhá. Cho chị hai con đó đi em, cho chị con màu hồng màu xanh, em lên một con đầm siêu phẩm nè. Không, đó kìa, con đầm hoa màu hồng màu xanh. Rồi lên liền cho em mã A10 dùm cho em 109 ngàn, mấy chị nên lấy nha. Chị nào bán tốt á, để đầu năm bán mấy con này nè, siêu phẩm luôn đó. A9 cho màu hồng em hết rồi. Không có mấy cái hàng này đâu nha mấy chị nha, qua đầu năm đa số là set nha. Còn rất là ít váy luôn nha mấy chị nha. Và hàng rất là cao luôn. Đừng ai nói mà đầu năm là hàng không cao nha mấy chị nha. Chưa chắc đâu. Lên liền cho em mã dùng cho em. Cái dùng cho em mã A mấy? A10 dùng cho em. A10 cho Khoa Khoa 109. Màu xanh là cây gì, màu hồng là cây gì? A10 màu lẻ chính lên cho em đi ạ. Chị lên xanh chút. A10 lên màu bánh dương. A10 xanh đi dương. Trời ơi, con đầm mà lúc mà mới hết là 300-400 ngàn. A9 như Bella Kim có rồi ạ. À. A10 Kim Lê Trương. Rồi lên liền cho em mà A11, em có SML luôn. Em tặng mấy chị con đầm này 129 ngàn. Kèm size vô nha, hàng chuẩn nha mấy chị. Size S, size M. A10 là Hà Thiên Trang. Nói chung là nếu mà chị nào mua online là riết là quen đúng không? Còn nếu mà mình đi mua shop thôi mấy chị. A10 Lê Hoàng Bánh Dương có rồi ạ. Đi mua số á mấy chị, người ta bán 400-500 ngàn. A10 lên vô à. Nhưng mấy chị hiểu nha. Lên liền cho em mã dùng cho em. Lên liền cho em mã A11 kèm size S, M, CL 129 ngàn luôn, bán tặng luôn. Rồi với lại cho chị một cái mẫu áo vest mà chị dùng nhất ở đây đó. Thôi lúc rồi lên liền cho em mã A11 kèm size SML dùng cho em 129 ngàn. A1CL cho anh Phạm. SML nha mấy chị ơi nha. Lên A11 kèm size SML và 29 cho em nha. Rồi em lên một con siêu phẩm nè. A1CL cho Dung Nguyễn thế này không? Con này chị nào lên trước là có nha. Tại vì em bán rất là rẻ luôn. A11 kèm size SML 129 cho em vậy. Đây một con áo này. Hàng ta bao cao cấp luôn nha, mới vừa đáp luôn đó mấy chị. Mới vừa đáp luôn nha. Hello Nguyễn Khánh Linh nha. A11 con CSM thơ Lê Ngọc Ánh Dương ơi, cho Lê Ngọc Ánh Dương một con CM hả? Lên liền cho em mặc A12, em tặng mấy chị con này 125 ngàn luôn. Thì mới nãy làm giá lên là 129 ngàn. Bây giờ đứng đây bán A1 CS Mỹ Diệu. Đã bảo bán không có lãi mấy chị. Nè mấy chị nha, không nói điêu mấy chị luôn á. Làm giá ghi 129 đâu, cái bao 129 thì gì đâu nè, em mấy chị. Này, đi là 129 ngàn ha, xong rồi lên đây cũng phải nói 125 ngàn. Thiệt luôn mấy con người kỳ cục lắm mấy chị. Nè,
bán cho lãi được 4.000 nè mấy chị. Xong rồi giờ lên đây nè. Ở 12 ăn ba bay. Lên đây cũng đọc giá là 125.000. Thì cục lắm mấy chị ơi. Ở 12 Nguyễn Quyên. Sợ mình thật luôn ấy. Lên liền cho em, mã dùng cho em. Lên liền cho em mà A12 125.000. Không hiểu con người như thế nào luôn mấy chị. A12 lấy em 125 à. 129.000. Xong rồi lên đây cũng bán 125.000 bằng giá nhập luôn. A12 lấy em 125 mấy chị nha. Nguyễn Quyên có rồi, A12 có rồi, chứ xung đi. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. Lên liền cho em mã tại vì em còn có A12 Dung Nguyễn. Em lai còn có 2 ngày nữa thôi. A12 HD Trần. Em nay còn có 2 ngày, ngày nay ngày mai nữa là em nghỉ rồi mấy chị, nên là thôi em bán cho em. Ờ, A12 Nguyễn Khánh Linh. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. Đẹp thiệt. 100 à, em bán mấy chị 125.000. A12 Hồ Ngân. 125.000 nha. Bán chi ăn là chính đó mấy chị. A12 lấy giúp em 125 đi mấy chị ơi. Giờ chưa nghe em đọc tên lên mạng liên tục với em mấy chị ạ. Trời ơi, siêu vip quá nè. Siêu vip mấy chị ơi. Ê, cái thép chi mẳng đẹp riêng. Trời ơi, mấy chứ ơi, mà được có mấy thép. Một, được năm thép. Dạ, năm nay không có bán dài. Năm nay không có bán dài mấy chị ơi. Năm nay kiểu như là không có gì mới mẻ mấy chị. Với lại nó đắt lắm. Rất là đắt luôn, năm nay dài dép đắt quá mấy chị ơi, không dám nhập gì. Cái này là một con đầm rồi mấy chị nha, kèm cho mình một con ốc khoét. Tặng mấy chị cái set này 169.000. 169.000 nha, một con váy size M. 62 em Bùi. Size M nha, tặng mấy chị set này 169 luôn. Bình thường nếu mà em like là cái set này phải rơi tầm khoảng 200 mấy. 62 Mai Thị Trâm. 200 mấy nha cả nhà ơi, bán luôn cho mấy chị 169.000. 62 Nguyễn Tỷ. 169.000, lên liền cho em mà A13 dùng cho em. Một con áo khoét kèm cho mình một con váy có 5 set thôi mấy chị. 1, 2, 3, 4, 5 set. 32 HD Trần có rồi ạ. À. Nếu mà ngày thường làm cái này mà tầm khoảng mấy tuần trước đó là lãi lai là hàng 200 đổ lên đó mấy chị. 32 Mai Thị Trâm có rồi nha, Hiền Bùi có luôn rồi. Lên liền cho em mà A13 dùng. 32 Nguyễn 87. Lên liền cho em mà A13. 169. 32 Kim Phương Nguyễn Thị. Được có 5 set thôi. Rồi lên liền cho em mà A14 dùng cho em. 32 Cho Liên Hồ Bánh Dương. Lên liền cho em mà A14 99.000 dùng cho em áo sập. Trời ơi, nó hốt quá trời hốt cái con này luôn. 32 Nguyễn Thanh Linh có rồi ạ. À. Ok chị Nguyễn Thị nha. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. A14. 32 Ngân Thu. Lên liền cho em mã A14 dùng cho em. 99.000 dùng cho em. Xuất sắc luôn. Đẹp lắm. 32 Chu Ngân. 32 Minh Minh Ly. Mấy chị ơi, em like hết cái này nha. Mấy cái mẫu mới mới. Xong em sẽ cắt hàng bom, em like xả hết cho mấy chị nha. Em đang suy nghĩ là 32 Hoàng Diễm. Trong cái like này em sẽ lên hết hàng bom luôn nha, em cắt hết luôn. Còn rinh xanh dáng mới đang không hại ơi. Hết rồi chế An Ba Bay ơi, hết rồi. 32 Hoàng Thị Linh. Rồi lên liền cho em mã A14 dùng cho em. A14 nha cả nhà ơi, tặng mấy chị luôn với giá là 99.000 một con áo bèo. Áo sọc bèo nha mấy chị nha, sọc bèo A14 nha. 32 Ý Đoan. A14 này em có ít nha mấy chị. 32 cái còn con cuối cùng 125.000 giờ lấy cho đi chú em ạ. 23 169.000 có 5 cái thôi. Đây là đây. 23 169 cho đen hộ như hai con. Cái phát mai đang lên đây chứ. Từ từ để con nó đâu đây. Đây đúng không? Đây có mấy con kìa đây. Cái con này. Cái chừng đây con rồi hả? 23 cho hộ ngân. Mấy con, chúng ta rồi con sai ra luôn tìm. Có sai chưa? Sai F này. 23 HD Trần. Trời ơi mấy chị ơi. 23 Hình Phạm. Hết rồi ba. Nó có mấy con thôi à. 24 là 99 rồi. Ừ. 24 99.000 là như em đó chị ạ, cho Đông Huỳnh. Chị nào chưa nghe bên đầu tên cứ lên mã liên tục với em nó chị ơi, bố với lên hộ bao nhiêu hai con. Rồi lên liền cho em mã A15. A15 nha mấy chị nha. 200. Rồi lên liền cho em mã 249.000 kèm size. Ơi uống tưởng Thiên An. Cái gì nhỉ? Dạ, đúng. Mà là
A14 áo xanh 99 ngàn cho hình dung. Lên liền cho em là A15 dùng cho em 249 ngàn kèm size SML. Ơi bốn mẫu em. Nhưng mà em chỉ có 5 con thôi. 5 con nha, hàng lộ 1 luôn. Vì mấy chị cầm lên tay mấy chị biết nha. Này, nhìn cái vải này. Nhìn vải nha mới chịu nha. Ôi không phải là Nguyên Thảo. Mỏng te mỏng tét đâu nha mới chịu nha. Về cầm lên đi mới chịu nha mới chịu nha. Mỏng cho trả lại luôn. Ôi uống Lưu Kim. Nguyễn Thị Thùy Ni xã đơn ra anh kìa. Xã đơn. Quần đúng không? Bỏ cái quần đó cho chị nào đi. Quần với chị lấy quần riêng rồi lại chốt cho cái xe đi ra. Trần Huyền Trâm 24 không lấy. Rồi lên liền cho em ạ. A15 kèm size SML 249 ngàn. 249 nha chị nào mua một con này về mang Tết đi mấy chị nha. Thì phải ít thì bán mấy cái hàng này lắm. Đợi xe cuối năm mới lấy đó. Mở bỏ qua cho chị nào lấy đi, đưa ra chị qua cho. Cho chị nào cho. Còn có cái lo luôn mất con bị lẻ ra. Bán chưa lúc rồi, chưa chắc lãi đâu, lúc ngoài bỏ lẻ ra cái siêu lũ. Ơi bốn này cho xuân xuân cho mấy 9 ngàn. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em A15 kèm size SML dùng cho em hàng sần sò này mấy chị. Áo quần cho em đi anh đi, áo quần cho em nào. Rồi, em lấy không? Đây cái này có một con CL hả? Nãy sao? Ủa sao đây CL này? Cái này bỏ chứ chưa bỏ mà. Chưa bỏ quần riêng mà. À rồi, còn dư lại một con CM. Rồi cái này em còn một dư CM này cho Lê Ngọc Anh Dương ha. Lê Ngọc Anh Dương lên đi, cái chị bỏ cho. 25 tìm sai à? 25 như bao nhiêu đi? 249 này. À 15 249 ngàn có gì kèm size giúp em SML ạ. Quần này bắn cho Lê Ngọc Ánh Dương. 15 CL cho anh Phạm. Rồi em có cái bộ này nè. Bộ manh gồm. À 15 chiều lấy thì lên size với em mới chạy SML. Ê 4 ưu tiên có rồi nha. Nè yeah. Đẹp không? 65kg đổ lại đó mấy chị. Ơ lâm hát cho Nguyễn Phương à. Phôm to mà đẹp lắm luôn nha. Nè. Xịn to lắm luôn. Lên liền cho em ạ A16. 55cm lấy Ngọc Anh Dương. Lên liền cho em ạ A16 nha. 119 ngàn. 65kg đổ làm em ok mua mang nha. Thiệt. Hãy đi tìm bộ lụa lắm luôn á mấy chị. Tại vì là chế nào cũng hổ hết trơn à. Thế về mấy cái mẫu bộ tay ngắn là mấy chị. A15 cho qua 1S á. Hết M rồi qua chỉ còn S và L thôi. Rồi lên liền cho em ạ dùng cho em A16 119 nghìn. Buồn liền mấy cái đèn người ta muốn chiếc luôn. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. Người ta muốn chiếc luôn. Có chi lộn sang chứ. Dạ không có màu nâu chị Như Lê ơi. A15 nếp em chỉ còn CL thôi à. Cho Nguyễn 87 CL cho con Thu CL 249 ngàn hết mà A15 à. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. A16 119 ngàn. 119 bộ lụa manh gồ nha, lụa manh gồ 65kg đổ lại. A14 áo xanh lúc nãy cho Tiểu Vi Dương 99 ngàn. Rồi lên liền cho em A16 bộ lụa đi mấy chị. 119 ngàn nốt. Lên một con siêu phẩm nha, rất là đẹp luôn. A16 nha. A16 119 ngàn. A16 lên em 119 ngàn đi ạ. Này ốc mình rồi nè. A14 lúc nãy 99 ngàn cho May hả? A14 là áo xanh gì vậy hả? Thở này, mua gì mọi người anh với áo xanh rồi. Đẹp lắm luôn này, bà nào lấy đi. Lên liền kìa. Cái gì? Còn sát thôi. Còn. Bao nhiêu rất nhiều đây. Sát rồi. A16 cho đi ảnh. Lên liền cho em A17 109. A15 em hết rồi mấy chị ạ. Hôm nay em lên nhiều siêu phẩm lắm luôn á. Tại nhiều. Đẹp chua. Nhiều lắm luôn á. Mà giá siêu rẻ nha. A16 cho Phong Hải. Phong Hải. Rồi lên liền cho em A17 109 ngàn. A16 lên tiếp. Thấy hệ trần nha. Mấy chị cầm con đầm này lên mấy chị thấy giá trị luôn á. Thật sự luôn. Nha. Bây giờ đi mua một con áo phong thôi. Nha. Mấy năm mang là... còn size SML chị Nguyễn Kim Châu á. 189 nha mấy chị nha. Một con váy như này bán mấy chị 109 ngàn. Ôi bảy 109 ngàn đẹp luôn. Đẹp lắm luôn á cả nhà ơi. Lấy liền cho em mã dùng cho em 109 ngàn. Giờ lấy thì chốt liền cho em. Sao mấy nha? 17 liền cho em.
Lên liền cho em mà ăn. Thôi vậy lên một bao nhiêu? 109.000. Phải nói thật luôn á, đẹp lắm luôn. Chứ 10 cả nhà lấy 7109 bao nhiêu em đi ạ? Rồi lên liền cho em tiếp nha mấy chị nha. Con này là hàng KDTY nè. Ok chị Nắng Hoa nha. Cái nào hãy ôm được rẻ thì bán giá siêu rẻ cho mình. Ơi 7109 bao nhiêu mấy chị ơi? Hồi nào về cầm cái áo khoác này hộ đó. Áo 16 như anh có rồi, áo 17 như Bình Minh. Cái này là mấy chị nào mà 60kg đổ lại mang nha. Ơi 7 dung nguyện 60kg đổ lại mang ok luôn. Lên liền cho em mặc A18 139.000. Ơi 7 Khoa Khoa 139.000 ha. Lên liền cho em mã dùng cho em có mẫu áo không nào ngồi đó không nha. Ngồi đó chừng mấy thằng. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em A18 139.000 nha. Hàng này là hàng của KBTY nè. Alo ạ. KBTY nha, mà hàng này em về. Em về kiểu như là em móc mẫu á mấy chị, mà em biết giá bao nhiêu mới đại luôn. Một là lời ăn lỗ chịu mà mấy chị thấy 139.000 siêu rẻ luôn. Em coi lại coi. Lại bán 139 rồi giờ. Để em gọi khách cho anh, tại vì em chưa nhận được tiền chuyển khoản khách đó. Để em gọi khách cho anh, gửi em 7 ngày đi. Dạ dạ, em có việc bận. Đây luôn đó mấy chị, 139.000. Em nghe chị. Lửa sắp mặt lờ luôn. Lên liền cho em, mã dùng cho em. Chị chỉ phải ý là ai báo đơn cho mình chị ạ? À? Ý là ai báo đơn, em báo đơn cho chị hay là Hải báo đơn qua tin nhắn cho chị? Rồi lên liền cho em, mã dùng cho em. Là chị báo mua tái cho chị. Chứ bây giờ em đang lợi. Lên liền cho em, mã dùng cho em. A18 139.000. Báo 18 lời lựa em đây về. Chốt đơn không biết gửi địa chỉ này rồi quá. Đơn đi chưa Hải không gọi đâu. Ủa ai vậy kìa? Bỏ đổi địa chỉ gì vậy? Rồi lên liền cho em, mã dùng cho em A18 SML được mang ok nha. Mấy con. Ôi 8 lên là bao nhiêu hai con? Rồi lên liền cho em. 18 hình phạm. A18 dùng cho em 139.000 luôn. A18 bao nhiêu em? 139 đi hình phạm có rồi, lên là bao nhiêu có rồi nha. Rồi lên cho mấy chị cái con này nữa. 18 Ngọc Châu. 18 Xuân Ni. Ừ lên con cho em. Ở mấy tám một bài chân lên nha mấy chị ạ. Rồi chân vái này mấy chị ơi. Ở mấy tám nghi ảnh. Rồi lên liền cho em, mã dùng cho em 75.000. Ở mười tám cho Quy Nguyễn 687. Đây chị Ngọc Bella đó, chị Thiên Nhi ơi. Vì đơn chị nhiều đơn em không gọi chốt từng cái chị ạ. Rồi lên liền cho em, mã dùng cho em A 18 Chi Phi. A19. Em chi cho trừ cập luôn cho mình rồi chị ạ. 75.000 luôn. 75.000 nha. SML XL được mang ok. Hôm nay bán 75.000, bình thường bán 79.000. Được lãi được 4.000 ha. Bữa nay bán 75.000 luôn. Bữa nay bán 75 nha. Lên liền cho em, mã dùng cho em A19 dùng cho em 75.000. Chân vái xếp ly dùng cho em. Em tưởng là chưa có về nên là không có mình đó mấy chị. Alo. Lên liền cho em, mã dùng cho em A19 dùng cho em. Giờ chị cứ để em tá tụi người ta gọi em rồi người ta đem về bưu điện đi em sửa code lại rồi người ta phát lại chị ha. Chân vái xếp ly nha. Người ta phát lại cho mình chị ạ. Chân vái xếp ly này chị nào cũng phải có hết trơn, rất là đẹp luôn. Cũng tá tụi người ta gọi em. Bao nhiêu ký cũng được hết mấy chị. Lên liền cho em, mã dùng cho em A19 dùng cho em. Lên liền em, mã dùng cho em. Cái chân vái đẹp lắm luôn, em mặc chụp 8 cái album. Lên liền cho em, mã dùng cho em mấy chị. Trời ơi tới lúc mà mấy chế hỏi là em là không có có. Đếm đi chốt đi con nhỉ. Lên liền cho em, mã dùng cho em. 19 nha anh Phạm, 75 nha. Lên liền cho em 219 75.000. 19 nha Lê Hội, bao nhiêu năm con? Ok chị Mỹ Hạnh, chị Hải báo cho. Rồi lên liền cho em mã A19 nha. 19 lên cho em 75.000 đi ạ. 75.000. Trời ơi, chốt lẹ đi mấy chế ơi. 19 nha Nắng Hoa ba con. Lên liền cho em, mã dùng cho em A19 75.000 nha. Chị Hải lấy chốt liền cho em. Chân váy mã A19 75.000 cho em ạ. 19 hình phạt có rồi, đây là bao nhiêu có rồi nha. 19 hình phi. Lên liền cho em, mã dùng cho em A19 kèm. 19 nhau Nguyễn Ngọc Nam Phương. Lên liền cho em A19 kèm số lượng. 19 75.000 cho em đó chị ạ. Lên mạng liên tục cho em đi ạ. 19 hồng tròn. Thì cái này mới có lẽ một con rồi nãy giờ lúc còn. 19 hình phạt có rồi nha. 19 75.000 cho em. 19 cho Phương Kỳ.
con này nhưng mới chịu nha. Không, chính cho tôi tiêu nguyện. Em về được của hàng tao bao mới chịu. Không phải hàng của mình lên nha. Chắc của nó dài dặn lắm, có cầu vai bên trong luôn. À, 19 cho tôi nguyện, 059. Lên liền cho em mã dùm cho em. Lên liền cho em mã A20 đi. Em tặng với chị con này nốt 169.000. Được có 4 con thôi. 4 con nha. Chị nào mặc size M đổ lại thì lấy nha. 4 con duy nhất 169.000. Thường con này phải trên giá 250 nha, tại vì đây là hàng to bao nha mấy triệu nha, hàng Quảng Châu á. Có em mặc là 220 dùm em hết à. Lên liền cho em mã dùm cho em. Lên liền cho em mã này là mã A20 169.000 mấy chị mua đi. Tuyết lên 055. Đi làm này kia đẹp lắm nha mấy triệu nha, hai lớp này. Hai lớp á, có cầu vai. 19 nha mọi người. 169.000. Bạn nào mà mua được này là toàn là hàng sạch giá rẻ không à. Nha mấy triệu nha, tại vì ôm hàng siêu mấy chị. Lên liền cho em mã dùm cho em. 19 nha thằng Nana. Rồi lên liền cho em mã A20 dùm cho em. Lên liền cho em mã A20. Ôi, chứ Nguyễn thì xin không? A20 169 nha, chị lấy thì múc nhanh đi mấy chết. Múc lẹ đi mấy chết ơi. Đây có S nè, có một con S cho chị HD, quên cho chị Thiền Bùi nè. Ôi, 19 em 1 cho Thu Huyền. À mấy chị ơi, A20 lên size đi, SM đi mấy chị. Ôi, 19 cho Kim Phi. A20 lên size SM nha, em có 2 con S, 2 con M. Rồi siêu phẩm. Ơ, 19 cho Lưu Thảo. Ơ, 19 cho anh có rồi, Thu Huyền thêm 1, có rồi chị nhá. A20 kèm size SM dùm cho em, chị nào mặc M ghi M, nhà mặc S ghi S nha. A20 có gì kèm size cho em đi ạ. Trời ơi. Ơ, 19 cho Nguyễn Văn Thanh Minh. Quần anh lấy nè em. Chị nào có đơn của em chọn đủ đơn trên 100.000 để ngày mai thứ tư em đi đâu luôn mấy chị ạ. Rồi lên liền cho em mặc A21 kèm size SM dùm cho em. Tiếp Lê có rồi chị nhá. 20 S đâu? Đây này, S là hai cái này, còn M là hai cái này. 169. Lên liền cho em mặc A21 S cho Hiền Bùi 169. 109.000 kèm size SM nha, cái này em bán size với chị. Nhưng mà nó không có trên bao nhiêu hết nha. 20 với chị kèm size lấy cho em 169 ạ. Nếu bạn nào mà tầm khoảng 55kg á, mình lấy size S cũng được nha. Chị nào mà 60kg lấy size M. 20 xe mờ Nguyễn Trà My. Rồi lên liền cho em mã dùm cho em. 20 em còn một con S ạ. A21 109.000. Trời ơi cái vải nó đẹp. 20 S thì mùi có rồi hả? 20 S cho An Nhiên 269. Cái này này nó đẹp lắm luôn mấy chị ơi. Lên liền cho em mã dùm cho em. Lên liền cho em mã A21 kèm size SM dùm cho em. Lên liền cho em mã A21 kèm size SM nha. Mấy chị ơi, lấy cái đầm này may nè, dữ luôn, lắm luôn ấy. To nè. Ok, Thu Huyền nha. Đừng bỏ vô trên phá. 21 tầm xe SM. Ừ. 109. 109. Rồi cho chị một cái đai luôn. 21 hai cái M cho Lê Ngọc Ánh Dương 109. Rồi lên liền cho em mã dùm cho em. Không kia chị cái đăng đi. Rồi lên liền cho em mã dùm cho em. 21 cái gì kèm size với em 20 em hết à. 21 xe M hành phàm. Rồi lên liền cho em mã A22. Tặng với chị cái set, nguyên cái set này luôn. Một con ghi lê nha. Kèm một con đầm body nè. Màu nâu nha. Màu này này mặc trắng da lắm luôn. 21 xe M Thu Bùi. Đây, úp hình rồi nghe mấy chị. Sao mà kèm đai cho mình đẹp. 21 xe cho Yên Duy. Lên liền cho em mặt A22 149.000. Lên liền cho em mặt A22 149 dùm cho em. Cái này mấy chị nào mà mặc size S, size M đổ lại nha. SM đổ lại dùm cho ai. Tầm khoảng 55kg á, 55kg đổ lại nha mấy chị. Cái gì lên size kèm A21 cái gì kèm size nha mấy chị. Rồi lên liền cho em mặt A22 dùm cho em một con ghi lê hàng 2 lớp nha. Kèm cho mình một con đầm body luôn 149.000. Lên liền cho em mặt dùm cho em A22 149 dùm cho em. Lên liền cho em mã 21 cho Nguyễn Thị Xuyên Long. Rồi lên liền cho em mã A22 149.000 nè mấy chị. Một con đầm body nè mấy chị nè. Xong rồi kèm cho mình một con ghi lê. 20 lẻ hết rồi chị Thu Huyền hả? Đây kèm đai cho mình luôn 149.000. Lên liền cho em mã dùm cho em A22 dùm cho em. Lên mấy chị con số 149 lên cho em đi ạ. Lên liền cho em mã A22 149. Rồi tiếp nha. A20 3 dùng cho em 79.000. Chị nắng hoa lấy không chị? Lấy lấy sơ mi caro không? Chị cố gắng 10 xe 18 tháng 8 rồi chưa xả bao chứ mấy chị ạ. Đây là chưa ốp hình nha mấy chị. Chưa ốp hình sơ mi caro chưa ốp hình. Chưa gì Ngọc Huy ơi. A20 bích trăm 149. Rồi lên liền cho em mặt A23.
Lên liền cho em mà Amiba 79.000 Sumicaro. Hàng bao Yara luôn, không phải là hàng thường đâu nha. 79.000. Lên liền cho em mã dùm cho em. Lên liền cho em mã Amiba dùm cho em. 79.000. Amiba nắng hoa. Rồi lên liền cho em mã A20. Sumicaro mã Amiba lên cho em đi ạ. A20 kèm size SML dùm cho em. 120.000. Amiba lên ở bên dương. Rồi lên liền cho em mã A24 kèm size SML dùm cho em. 129.000 lên size nha, SML dùm cho hả? Ai ba nghi hình. Mới có nhiều hàng đẹp lắm luôn. Nhưng mà lên tới lâu hay tới đó nhưng mới chết. Còn không thì tối lên nha. Ai ba cho Phong Hải. Rồi lên liền cho em mã A24 kèm size SML dùm cho em. Đầm hoa. Đầm hoa nha, A24. A24 kèm size lên cho em SML ạ. 129.000. Còn em có con đầm hàng LNG nha. Ai tôi kèm size SML lấy cho em 129 ạ. Trời ơi, xinh lắm. Ai tôi cái gì em trai với em cái gì hả? Em mới chứ, nhìn cái con đầm này thôi chứ cực kỳ xinh luôn ấy. 109.000. Size M này, ai mấy? Lên liền cho em mã A25 xem nào, thề lên cái con đầm này. Cái mã A25 lên một bánh dương 129. Trời em nói con đầm này bà nào mà không chốt là tiếc lắm luôn ấy. A24 xe chu sông Hiển My. Trời ơi nói xin gì đâu luôn, hàng LNG ấy. Hàng nó có co giãn này mới chứ. 109. A24 xe chu Nguyễn Nhung. Lấy con đầm này mới chứ. Thì nào trong nang nó mặc cái con này ok luôn nè. Tơ nè. Tay mồi nha. Ai mà áo sơ mi caro chơi chị à? Thức lê 055. 109.000. Quá trời rẻ. Tới bà 25109 giúp em ạ. Rồi cái này bóc. 25 lê bảo anh Dương 3 con. Tay mồi nha, từ em lên tay mồi chút đi mấy chị, có cả S nữa nè. Chị nào ông lấy S thì đi S dùm cho em đi. Không anh cứ chút mồi đi mấy chị, đó là chút mồi. Alo Nguyễn Thủy. Rồi lên liền cho em mà A25S. A25S nha, có được 3 con. A25 size S có 3 con, chị nào mặc S thì ghi S dùm cho em. Alo Nhân Ngọc Hân. Rồi lên liền cho em mà A25 kèm S dùm cho em ha, 3 con S. Rồi lấy A25S là mà A25S cho em ạ. S nha cả nhà ơi, tình xấu quá à. Ngọc Hân đổ qua S đi em, cho Ngọc Hân S đi. Giờ nữa Ngọc Hân bỏ vô, Ngọc Hân qua đây. Rồi lên liền cho em mã dùm cho em. S nha, chị nào cũng lấy S thì lấy S. 25 mời cho Xuân đi. Ui 25 em còn S thôi, bây giờ chờ lấy 25S lên mà 25S cho em ạ. Trời ơi, mấy con này mua 500-600 ngàn đây mấy chế ơi. Lên liền cho em mã dùng cho em. 25S cho Hùng Lam. A26 size M có 2 con à. Bản luôn 109 ngàn. 25 em chỉ còn xe thôi ạ. Trời ơi, 600-700 ngàn đó. Đẹp quá. 26, có 2 con thôi, tặng luôn 109 ngàn, nhập rẻ bán rẻ nha. Chứ không phải là hàng tàu lao đâu nha, mấy chế ơi. 26, 109 lên cho em đúng rồi. 26, Lê Bảo Anh Dương, 26, Nguyễn Thủy hết mà 26 ạ. Rồi lên liền cho em mà A27 dùng cho em nè. Lên liền cho em mà A27 size M dùng cho em 109.000. A27 109 size M dùng cho ai? Lên liền cho em mà A27 size M 109. Đây, chị nào mà ưng ôm hàng sale, mua hàng sale lấy ngay con liền con đầm này dùng cho em với nha. Con đầm này là trên 300.000. 300.000 nha. Đây, tặng với chị 109.000. Ai mấy? 27. 27 dùng cho em. 3 4 con 5 con thôi. Lên liền cho em mà 27 lấy đầm đỏ về mang Tết mấy chị. Lấy mấy con đầm đỏ về mang Tết. Lên liền cho em mã dùng cho em. Lên liền cho em mã 27 đi cả nhà ơi. Mang Tết liền mấy cái hoa đẹp quá trời đẹp mà. Lên liền cho em mã 27. Rồi chốt liền cho em mã dùng cho em. A28 nè. Nè cái con này nó giống mấy con đầm màu kem á đúng không? Giống mấy con đầm màu nâu nâu mà được trước bán hàng 249 ngàn ấy. Đầm đỏ mà 27 lại chứ nó mấy trời. Đây. Lên liền cho em 28 mấy chị nhỏ nhớ không? Xem 18 tháng 8 mình như sẽ like lên giúp em đi ạ.
nó giống cái mẫu đầm nâu mà đang hot trend đó mấy chị, nhưng mà đây là màu trắng nha mấy chị nha. Đây là màu trắng nè, cái vải của nó là vải gấm nè, đẹp hơn con đợt trước luôn. Mấy chị nhớ con màu nâu không? Con màu nâu mà đang hot trend đó. Đây này nó ra phiên bản màu trắng nè. Ai mấy à? 28 size M 109 ngàn. Lên liền cho em A28 dùng cho em 109 ngàn. Size M 28 tham trương. Lên liền cho em A28 dùng cho em. Size 28 là mấy màu trắng mấy chị nhỉ? 109 ngàn. Chờ lấy chút em A28. A28 màu lẻ chín lên giúp em đi ạ. Chút liền cho em A28. A28 Nguyệt Minh M, A28 chẳng hạn Thiên Trang. Rồi tiếp nè. Ai đó mới dung nguyện chính hay không? Lấy con này nè, lấy con này mấy bạn nào trong kia mặc nè, sau mặc kìa, con là body đúng xình luôn. Này nó đắt đó mấy chị kìa. Xong nó làm cái con đầm body là nó có dáng, có yêu này kia luôn ha. Ai đó mấy con cứ còn chờ lấy chút liền cho em 109 ngàn hả? Ai đó mấy trần không? Lấy liền cho em A29 mình cho em 109 ngàn. Một con đầm body ha. Xong rồi kèm cho mình một con ốc khoác nè. Đẹp quá. 109 lên liền cho em A29 dùng cho em. Mấy chị nhìn con đầm body này, mấy con này là mấy chị nào mà mùa hè mình mặc dây cũng được nè. Nếu mà chị không hoặc mặc dây thì mình mặc thêm một con áo khoác đó. Nhưng mấy chịu nha. 109 ngàn lên liền cho em A29 dùng cho em. Nhưng mà quan trọng mấy chị nhìn cái form dáng body đi, mình sẽ thấy hàng nó là hàng body. Chứ quần thì lên nha. Nè, body rất là đẹp luôn, 109 ngàn. Lên liền cho em A29 dùng cho em, 109 dùng cho em. Lên liền cho em A29 nha cả nhà ơi, 109 ngàn. Ai chín luôn lại chín lấy cho em đi ạ. Lên liền cho em 29 dùng cho anh. Ai chín cho Khoa Khoa. Lên liền cho em 29 109 đi mấy chị. Còn con này là hàng LNG nè mấy chị. Trời ơi. Ai chín 109 lấy cho em đi mấy chị nhỉ. Lên liền 29 cho em ạ. 29 cho Quỳnh Như. Rồi lên liền cho em 29 Quỳnh Như ơi, đến hàng vừa rồi em gửi về địa chỉ cũ cho mình luôn rồi chị nhỉ. 29 109 lấy cho em mấy chị ạ. Quỳnh này lên có rồi ạ. Rồi lên liền cho em cái mã này là mã A30 đúng không? A30 dùng cho em 109 ngàn. Đầm hàng LNG. LNG nha mới chịu nha. Lên liền cho em mã dùng cho em. Chốt liền cho em mã này là mã A30 dùng cho em 109 ngàn. Hàng LNG nha, hàng siêu xịn luôn mấy chị. Rồi cuối năm rồi mới ôm được cái hàng xe của nhà này. Xét đen. Xét đen là cái xét ha. Cái set áo khoác lúc nãy á. A30 lên cho em 109 đó chị ơi. Cho em mã, chị nào lấy A29 ghi A29 nha. Chị nào lấy A30 ghi A30 dùng cho em. Ôi chứ chào anh em. Rồi lên liền cho em mà A30 dùng cho em 109 ngàn. Trời ơi mấy chế ơi, xịn sò lắm nha. A30 Quỳnh Thị Linh. Xịn cực kỳ luôn á, hàng LNG chứ không phải hàng thường đâu nha. Còn cái gì Lạc Lan á, có size SML. Chị lo lấy đâu phải mặc, lên mở đâu phải mặc, kèm size SML cho em. Cái quần ngố 220 mấy chị ạ. 35 còn á. Con này mình sẽ để lại một con mà. A30 109 lên cho em đi ạ. Liền cho em A31 129 ngàn. Nhưng mà size này chỉ dành cho những bạn nào mặc size S thôi nghe. Còn size gì nữa. Còn size M là không có vừa nha. Chỉ mặc S thôi nghe, em lấy một con đó. Lên liền cho em mã dùng cho em. Con này thường mà nếu mãi thích quá hãy đi mua toàn phải trên 500 ngàn đổ lên á. Thiệt sự luôn. Đẹp lắm. Ơ muốn cho lên 1941 129. Lên liền cho em mã dùng cho em A31 129 dùng cho em. A31 Hồ Nhi, A31 Hồng Trần. Lên liền cho em A31 dùng cho em 129 ngàn. Đây mấy chị ơi, quần ngố 35 ngàn nè. Đây lên liền cho em mã dùng cho em. Lên liền cho em mã ngố dùng cho em 35 ngàn. Ngố đây nha. Ngố này còn mốt người diễm, mốt viên môn. Lên liền cho em mã ngố 35 ngàn. Ngố nha, 35 ngàn dùng cho em. Ngố này lấy mà mang hết chứ. Giờ lấy quần ngố lên mà. Ơ, ngố của em hết rồi. Giờ lấy quần ngố lên mà. Quần ngố cho em 35 ngàn mấy chị ạ. Lên liền cho em mã ngố 35 ngàn. Chút liền cho em mã ngố 35 ngàn dùng cho em. Quần ngố nha. Alo. Mua quần ngố này về mặc với áo thun đi mấy chị. Ngố em đang gọi cho khách mà chị không nghe máy được chị ạ. Chị đưa cho em 7 ngàn cho em gọi khách đi. Dạ dạ. Ai đó? Chị quên tay. Hả? Quên tay. Hả? Tôi chơi cái rầu đi. Em tìm bộ đem nghe máy được chị. Ngố của Lâm Châu Hoa Cộng mây. Tôi nãy anh kêu ai gọi quá. Ở Trương Thị Thu Hiền.
Ngố 35 ngàn là chú em bây giờ ngố 35 ngàn cho Phan Châu thôi coi. Nó liền trên mạng ngố 35. Ngố 35 cho chị Linh Nguyễn ngố hay không? Lên mạng ngố 35 ngàn chú em cho hai chữ nghĩa ba cái. Rồi lên liền trên mạng áo vét gì dùng lấy áo vét này mang nè chị xây mò nè. À, mấy chị con vé này 145 cho 1 149 ngàn, lên liền cho em áo vét 149 nè. Ngố cho bao kim 2 cái. Vét này xây mờ nha, 149. Ngố kim tuyết, ngố tỉ hình. Lên liền cho em áo vét 149 dùm cho em. Ngố liên trần. Cầu vai cho mình nè. Ngố bao kim có rồi ạ. À. Màu đẹp lắm. Ngố hay cũng nghĩa có rồi nha. Rồi lên liền cho em. Ok chị Lạc ra 220 ngàn chị nhớ. Rồi lên liền cho em mã vét 149 ngàn. Cái này hãy bán chị ăn luôn cho khách luôn á. Ngố cho Lan Trang 3 cái. Không biết là nhập bao nhiêu đâu mấy chị, không nhớ luôn á. Size M nha 149 ngàn. Chờ lấy vét ghi vét cùng cho em 149. Ngố Hồng Ngân có rồi nha. Quần ngố cho Đất Nguyễn. Rồi siêu phẩm này. Ngố 3 cái cho Lưu Thảo. Lên liền cho em mã vét dùm cho em. Ngố hai cái chi trần. Trời. Lấy mấy chứ nè. Ngố cho đến Nguyễn hai cái. Ngố An Yên. Hàng nó xịt nó có khác. Ở bên trong nó sẽ có một hạt nút để cho nó không có bị lộ cái. Không có bị mà kiểu giống như ngố là bị chặt cái ngực ra nha mấy chị nha. Trong đây nó có cái hạt nút để mình gài vô nha. Lên liền cho em 119 ngàn. Chúc em mã caro 119. Caro vét 149 như Nguyễn. Caro này mấy chị 55kg đổ lạc men ok. Lên liền cho em mã caro dùng cho em 119 ngàn. Caro này xịn sò luôn. Mấy cái vảy này nha mấy chị nha. Nó không phải là cái vảy mà dày ơi là dày đâu nha. Nha mấy chị nha. Vét Dung Nguyễn. Lên liền cho em mã dùng cho em. Vét Chu Sao Nguyễn My. Vét Phượng Trần. Lên liền cho em mã đầm caro 119 dùng cho em. Vét Thu Bùi. Rồi lên liền cho em mã đầm caro 119. Lên liền cho em mã đầm caro dùng cho em 119 ngàn. Lên liền cho em mã caro. Đất Nguyễn bỏ nó lại ra. Bỏ xót cái số nhân hề á. Cái quần ngố á. Caro 119 đi Dung Nguyễn. Thôi nè. Xịt nông mới chế thôi, nhưng mà mỗi tội sang S à. Caro 119 lấy cho em cho anh chi. Rồi cái này em có SM nè mấy chị. Caro đó cầm sai chưa đó. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. Ghi dùm em mã váy kem SM nha. 119 ngàn. Trời ơi. Caro cho Khoa Khoa, Caro lên hộ anh Dương. Thôi nghe, cái này mấy bạn phải đi sỉ là trên 300 đó. Đẹp lắm luôn à. Nè. Lên liền cho em mã váy kem kèm size SM. Caro xong út. Lên liền cho em mã váy kem. Caro leo. Váy kem kèm size SM nha. Lên liền cho em mã váy kem kèm size SM 119. Caro An Lê. Lên liền cho em mã váy kem lên size đi cả nhà kèm size SM nha. Ôi ôi. Cái này là đi tiệc là đúng bài luôn đó mấy chị. 119 luôn chứ. Caro Liên Hoàng. Lên liền cho em mã váy 119. Với kem kèm sai chứ em Caro Hoàng Phạm. Ủa thổ thổ đang giả rồi. À thổ thổ gỡ luôn rồi. Đừng gồm mấy đợt rồi luôn. Caro trong uống có rồi ạ. Với kem kèm sai lấy em đi chùa Nhi ơi. Nó liền cho em mà với kem kèm sai. Với kem ấy cho Nguyễn Minh Phụng. Rồi lên cái đầm chi cô. Miếng ngon mới nò. Miếng ngon mới chế ơi. Lấy kem với chị kèm xe hết mà lấy kem với kem xe mờ Dung Nguyễn. Xanh 109 dùm kem. Lên liền kem mã xanh 109. Lên liền kem mã với xanh dùm kem 109 ngàn để ngày mai à, để thứ mấy hè. Thứ tư. Kem xe mờ Hồng Nhật. Thứ tư chị gom chị gửi luôn nghe Thảo. Thứ tư nè. Lên liền kem mã xanh 109. Trời ơi, quá là xinh luôn mấy chị ơi. Mấy cái này vì mấy chị cần. Kem hết hồng lam.
cầm vải lên mới thấy giá trị nha, thấy giá trị của cái đồng hàng này nên mới chịu nha hàng này. Cái này em đi còn xe hết mờ rồi. Hết mờ lò ở trên lò đường mang ok. Xanh 109.000 có. Xem mấy cho Hồ Nhi. Xanh 109 giùm cho em ha. Ba bô luôn. Với kem em còn một con xe cuối cùng giờ lấy cho lại cho em có nói mà kèm số tờ với em mà kem hết cho mi vương. Lấy liền cho em mà với xanh 109. Với xanh 109 lấy cho em ạ. Hết mà kem mấy chị nhá. Còn lại là một con siêu phẩm nữa nè mấy chị. Con này size S không? Chị Phan thì Nhung chị lấy caro 119 thì là mã kèm số tờ cho em đi ạ. Rồi lên liền cho em. Xanh cho Nhung Nguyễn 109. Siêu phẩm dùng cho em nhưng mà có xanh lên hộp bao nhiêu 109. Siêu phẩm nhưng mà có S thôi nha. Xanh cho Nguyễn lên 109. Lên liền cho em mã siêu phẩm. Đi rồi dòm cảm em trừ luôn 200 ngàn bơm trước chị cọp rồi chị. Xanh cho Nguyễn có rồi à, Nguyễn có lên có rồi à. Lên hộp bao nhiêu có rồi, xanh cho Xanh Đi Dương. Chị có S không cả nhà ơi. Chị xanh có cho Kim Cương Tốn. Hết xanh ạ. Lên liền cho em. Siêu phẩm nhưng mà chị có S thôi mấy chị ơi, đẹp quá à. Đẹp như thế này đi mấy chế ơi. Nè kèm cho mình một cái tan hoa đây nha. Lên liền cho em mã siêu phẩm dùng cho em 109.000. Đẹp lắm. Đang phải mặc là 220 mấy chị ha. Có size SML. Giờ bán siêu rẻ như thế này đi mấy chị. Ít bữa là không có hàng hết. Giảm bao nhiêu? 109.000. Siêu phẩm 109 cho lên mà bao nhiêu? Ủa, đây tính còn nghe con này là khác. Ừ chi rồi sao cái con mà áo hết hết nè. Chính Nguyễn anh mới mà anh em sớm lợi với em đi ạ. Đây cái con một cái áo khoác nhỏ nhỏ này mấy chị, 119.000 lên liền cho em mã đen. Siêu phẩm như Trinh Nguyễn 648 mấy chị nhìn hàng dùng cho em phôm nó đẹp, nó sẽ mang cái body nha mấy chị nha. Siêu phẩm như Khoa Khoa, siêu phẩm như Đăng Trai. Kèm cái áo khoác ngắn ngắn đó trên top top đó nha. Trên top top mấy bạn. Siêu phẩm như Dung Nguyễn. Lên liền cho em mã váy đen dùm em 119.000. Lên liền cho em mã váy đen 119. Ở trên top top mấy bạn review sản phẩm đó vô Shopee đi mấy chị, 300 mấy ngàn đó, hàng lộ 1 ấy. Váy đen 119 cho Miu Moon. Lên liền cho em to to cái này chị giống cái một cái body với lại một cái áo khoác kém hết cái luôn để mà từ nó lên thì nó sợ lắm. Đen còn không? Đen còn. Đen mà hết rồi. Nè, si này là si tay là mấy chiếc. Hàng này viết lắm. Đen qua qua, đen heo nhõm nhẽo. Còn cái này em có được hai màu này, mấy chị nhìn hàng. Túi hết, có túi hết cho mấy chị nha, túi hai bên cho mình luôn. Lên liền cho em nãy dùng cho em nè. Mấy em quý vị thân na 109.000 lên liền cho em mã số 10 109. Tốt rồi. Rồi lên liền cho em mã số 1 dùng cho em. Mở đi vô đó em. Xem thì bởi vô đó cho một cái khu này. Rồi lên liền cho em mã số 1 109.000 có hai màu, màu đen với màu kem. Mã 1 kèm màu dùng cho em, đen và kem dùng cho em. Khác hả em? Có mấy mấy set giống. Rồi lên liền cho em mã số 1 kèm màu. Em có màu đen và em có màu kem. Trời ơi. Số 1 hai màu cho Lê Ngọc Ánh Dương. Cũng sò lắm chứ nha. 109.000. Thời tiết mà chịu lắm. 119.000 lên liền cho em mã caro. Chịu không nổi cái mẫu này luôn á mấy chế ơi. Lấy hai màu mang nha. Một đen cho Nguyễn Khánh Linh. Một kem cho Bảo Ngọc 392. Mấy chị ơi, cái này nó chưa có cắt nút vì mấy chị cắt dùng cho em ha. Chưa có cắt luôn á. Taro dùng cho em. Và trong đây nó sẽ có một cái hạt nút để mình gài cái này vô đây nha mấy chị nha. Nó sẽ vô phôm cho mình. Không có sợ bị tục tục như thế này đâu. Nó có cái hạt nút gài vô đây ha. Vì mấy chị gài nút dùng cho em. Lên liền cho em mã caro dùng cho em 119.000. Lên liền cho em mã caro 119. Dễ hơn lắm mấy chị. Thì mấy chị cầm con đầm đi nha. Nó nặng tay nhưng mà nó không có quá dày để mà bị nóng đâu mấy chị. Nha mấy chị nha, rất là xịn sò luôn. Vải mềm mà sướng lắm. Lên liền cho em mã caro dùng cho em 119.000. Lên liền cho em mã caro 119. Này là gì nè.
Là số này có hai set à? Hai set này giống nhau. Đây là dùng che mã caro dùng che. Lên mã caro 110 chỉnh lên giúp em đi ạ. Chị gắng vừa xem vừa chấn thương tái vừa chia sẻ lại với em chị ạ. Số 1 em hết ạ. Caro Ngân Thu, Caro Anh Chi. Tới công chuyện luôn đó mấy chị ơi, toàn hàng đẹp không mà. Lên liền che mã Caro nha. Caro Hạnh Phạm, Caro Khoa Khoa. Nhiều hàng đẹp lắm, mấy chị đừng có thoát ra. Caro 110 chỉnh lên giúp em đi ạ. Này luôn không đẹp. Không đẹp không lấy tiền hết luôn ấy. Caro Anh Chi có rồi nhỉ. Lớn mã đồng caro 110 chỉnh lên giúp em đi ạ. Này xây mờ nè. Xây ép. Xây mờ. Caro cho Trinh Nguyễn 570. Cái này em có được 3 con S, 3 con mờ. Caro 2 thái. Tặng luôn cho mấy chị con này 149.000. Thiệt là em không biết em nhập bao nhiêu luôn á mấy chị. Không biết con này là nhập bao nhiêu để bán luôn mà thôi bán đại luôn á. Tại vì hàng này hàng cao mấy chị. Lên luôn mấy chị 100 bao nhiêu hàng? 149.000 kèm size SM dùng chưa? Lên size SM nha, có cầu vai cho mình luôn, đẹp lắm. Chờ hết size gì mình size đó, size S, size M. SM nha, 149.000. SM đi ông Nguyễn 149. 149.000 kèm size dùm em, size S, size M dùm cho em, rất là xịn nha. S cho Phương Thi 149. Thật sự là không nhớ là. Đây chỉ còn size M 149 thôi chị ạ, hết hết rồi. Đen CM cho Dung Nguyễn, đen 149 cho Lê Ngọc Anh Dương, CM hết mà đen CM, hết mà đen 149 luôn ạ. Này chị nhỏ không? Con này nó bỏ toán rồi trong đây luôn. Đây, em có cái mẫu giống cái này nha. 119.000, lơ liềm kem mã trắng 119. Đen hết rồi bây giờ. Nó khác bột mấy chứ hơn, rất là đẹp luôn. Một con đầm body nè. Nha, chắc rất là dày dặn nha mấy chứ. Kèm cho mình một con áo nè. 119.000. Lơ liềm kem mã dùng kem. Lơ liềm kem mã set đen 119. À set trắng 119 dùng kem. Trắng 119 ha. Hot tốt 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 nha mấy chứ ơi. 350.000 không á. Hot tốt tốt đó mấy chị. À, đầm hải mang là 200 mấy. 220 có size SML còn đủ size không? Rồi lên liền cho em mã dùng cho em đầm hải mang là 220. Tổng cộng đó. Em mấy chị. Trắng cho qua qua. Cái hải mang, đầm hải mang là 220 có size S, size M, size L nha. Chị nào mặc size gì mua size đó thôi. Giờ đi trắng 119 là bà trắng 119 với em bây giờ. 220 lại phải canh mấy tháng trời đó mấy chị. Canh mấy tháng để tiêu đó. À, cái đầm này đăng hình rồi. Cái đầm này là đăng hình đây nữa chứ. Lên liền che mã váy đen 139.000 dùng che. Rồi mặc vào 220 kèm xe SML với em bây giờ. Đây. Đây nha mới chịu nha. Là cái con này nè. Nhưng mà hãy không có về được nâu, hãy chỉ về được đen thôi. Hãy về được đen thôi nha. Con này đẹp lắm. Nhưng mà hãy ôm trong sale nè. 100 bao nhiêu hàng? À, 139.000. Size của Hải đang cầm là size mấy chị 52 cái đổ lạnh men ok. Đẹp lắm nha. Con này mặc lên dáng rất là đẹp luôn. Ở bên hông cái này nè mấy chị này. Nó sẽ làm cho mình cái độ phồng hai bên này. Nhưng mới chịu nha. Lên liền che mã váy đen 139. Ở đây các bạn có lên. Ha no no no. À, có S có M luôn. Có S có M luôn. Bạn nào lấy size gì của mình sẽ đó S đúng không? Rồi lên liền che mã váy đen 139 kèm size SM. Size S size M luôn ha. Lên size đi cả nhà. Lên mấy chị kèm size với em mấy chị ạ. Kèm size luôn mấy chị ơi, SM luôn. Lên size dùng chứ, size S, size M. Lên liền chứ. Ừ, còn hai con M. Lên S cho Nguyễn Khánh Linh 139. Rồi cái này lên liền chứ, mã dùng cho em hồng 109.000 nè. Hôm nay mấy chị mà mặc mỏng có đây một cái Lê Hồng Anh Dương CM ha. Cái váy đen nó đẹp lắm. Đây một chính CM Dung Nguyễn hết mấy em luôn ạ. Rồi lên liền cho em mã váy hồng dùng cho em. Đây hồng nha, em về chủng hàng. Chủng hàng sang của cái con này luôn mấy chị. Chủng hàng mấy bạn mấy bạn cứ vô trong đây lấy hình nha. Nè.
hàng 300 mấy đổ lên không á, 300 mấy nha. Rồi lấy hồng ghi hồng dùm cho em. Cổ nó là phối xô cho mình. Bầu bí bông cho em vô tư luôn. Lấy liền cho em màu hồng dùm cho em ha. 109 ngàn, chúc em mã hồng 109. Lấy liền cho em mã dùm cho em ha. Hồng dùm cho em nè, 109 ngàn dùm cho em. Bầu bí bông cho em vô tư nha. Rồi lấy hồng ghi hồng dùm cho em 109 ngàn. Hồng 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 chứ ơi. Hồng hồng hồng. Ôi trời, để coi cái tép này thử xem. Hồng 109 lên cho em ạ. Có người xem mà nhấn tương tác lên cho em đi chị ơi, lên mà hồng 109 cho em ạ. Cái tép này được có mấy tép thôi. Đây. Kèm cho mình chân vái size M. Nguyên set luôn 149 ngàn. Lên liền cho em mã set 149. Set 149 size M. Được có 3 set hay 2 set gì đây thôi mấy chị. 3 set 2 set gì thôi nha. Lên liền cho em mã không 109 cái gì luôn. Lên liền cho em mã set size M 149 ngàn nè. Có được mấy set thôi. Em coi được mấy set nha. Tại vì nó lẻ lẻ. Không mấy chị ơi. Em có được coi set không. Set 149 cho Ngân Thu. Có một con size S nè. Bỏ hơi buồn thôi. Có một set size S này, chị lấy size S đi, size S. Chị nào lấy S đi S nha. Set size S mấy chị. Ờ, một lại dính cho An Yên. Rồi cái này lên liền cho em mã siêu phẩm size M. Lên liền cho em mã siêu phẩm size M dùm cho em. Siêu phẩm size M nha, M dùm cho em 139 ngàn. Lên liền cho em mã váy siêu phẩm size M 139. Rồi lên liền cho em mã dùm cho em. Váy siêu phẩm size M 139 ngàn, có 1 cái thôi, siêu phẩm size M. Xé xé cho Trinh Nguyễn. Siêu phẩm bao nhiêu? Siêu phẩm size M 139. Siêu phẩm Trinh Nguyễn 139. Rồi lên liền cho em con này ha. Rồi con này em cũng có nè. Con này em cũng có nè mấy ché ơi. Giờ thấy em đăng hình là biết em có màu trắng. Chứ bạn có một con mới chở hết rồi. Rồi 139 ngàn đen. Đen là đen là đen. Đen là M. S là trắng nha. Chị lấy gì chốt đi dùm cho em. Lấy liền cho em mã dùm cho em. Nè 100 mấy, 139 ngàn. Em có màu trắng là size S, màu đen là size M. À quên, màu trắng là size S, màu đen là size M. Lấy liền cho em mã dùm cho em. Đen cho đen là bao nhiêu? Em có y con này luôn mà em có màu trắng. Lên màu trắng 139 cho em ạ. Trong Nguyễn Nam 116. Hết màu trắng đây ạ. Ủa cái này là yếm. Yếm gì? Yếm không gì đó hả? Đây là yếm áo. Từ đồ em chút nha mấy cái. Không, cái này là yếm không mấy chị ơi. Yếm không nè, yếm không em được 3 cái này em tặng luôn cho cả nhà 79 ngàn luôn đi. Yếm không nha mấy chịu nha. Về cái này mấy chị mặc với lại áo á, áo trắng cũng được mấy chị, áo sơ mi cũng được, áo bèo cũng được ha, tùy theo mình phối nha. Lên liền cho em mã dùm cho em. Lên liền cho em mã yếm dùm cho em tặng mấy chị 79 ngàn. Size M 55kg mang được. Em này con này mấy chị 55kg mặc vô tư luôn á. Yếm nha, tặng mấy chị 79 ngàn. Áo thì ai cũng có hết trơn, thật sự luôn. Nếu bạn mua yếm á, mà nó có cái áo thì nó cũng phí mấy chị. Nếu mà chị nào có áo rồi thì mình mua cái yếm không. 79 ngàn rất là rẻ luôn, hãy bán tặng luôn á. Nè, hãy có con đùm nhung này nha, xịn sò lắm luôn á. Size M nè. Lên liền cho em mã đầm nhung size M, đẹp lắm luôn. Bà nào thấy yếm như Nguyễn. Em đăng cái hình cái form này là lên bao quyền luôn á nghe. Đầm nhung nè 109 ngàn. Yếm lắp lê trần 2 cái. Lên liền cho em mã đầm nhung size S dùm cho em 109 ngàn. Hãy mà đăng cái đầm nhung này cái form lên là siêu quyền luôn mấy chị. Form này lên mặt đẹp lắm. Size S đầm nhung dùm cho em. Nhung dùm cho em ha. Đầm nhung size này cho mấy chị nào mà tầm khoảng 52kg á, 52kg lấy được nha. Tại vì nó co giãn này. Cái đầm nhung này mặc lên là bao ghiền luôn nghe. Đẹp lắm luôn ấy. Xịn sò đó mấy chị. 109 ngàn. Nhung cho Lê Hồng ở Dương. Rồi cái này là set hàng NGN. Set hàng NGN nha. Riêng con áo không. Nhung cho Nguyễn Thanh Linh. Nè. Ok chị Kim Nguyễn nha.
mấy chị, riêng con quần nhung này mua ở ngoài 180 nè. Đây là em bán nguyên size LN bán 109.000 luôn. Size S, size M đều mang ok luôn nha. Quần nhung nè, đẹp lắm. Cái size này mấy bạn vô nhung vô Ngọc Bích đều biết. Cái size này là vô của à gì quên rồi. À Giang Du Du á, hoặc là mấy chị vô Kim Anh Bầu Bế là sẽ có nha, cái set nhung này nè. Đây mấy chị, Kim Anh Bầu Bế mặc y cái set này luôn, xíu hãy đăng hình cho mấy chị. Lên liền cho em mã giùm cho em. Set 109.000 siêu đẹp hàng LNG nha. LNG nha mấy chị nha. Lên liền cho em mã giùm cho em. Lên liền cho em mã set giùm cho em. Một con quần nhung phòng kèm cho mình một con áo, rất là đẹp luôn. 109.000, lên liền cho em mã giùm cho em. Lên liền cho em mã set 109, mấy chị lấy set này mang đi mấy chị. Cái quần là mình mang sướng lắm luôn, tại cái quần bấy rất đẹp mấy chị. Thật đẹp lắm. Có hàm phu cho mấy đen. Còn cái này là toàn là áo không em? Rồi em sẽ lấy một con áo này. Bạn nào mua cái hàng NB Beauty Wear là biết nha. Tất cả các shop bán trên 200.000 cái con áo này. Sẽ lên ở như trên 200.000 nha. Em bán tặng mấy chị con áo này 69.000. Lên liền cho em mã áo trắng 69.000. Hàng lộ 1 luôn nha mấy chị. Sẽ vô ngoạn. Áo trắng 69.000 bán chi ăn luôn 69.000. Rồi lên liền cho em áo trắng 69.000. Có được có mấy con không? Này áo không đẹp đi. Rồi có tổng cộng được 5 con. 5 con nha 69.000. Lên liền cho em mã dùm cho em. Rồi em lên con. Rồi lên cho mình cái gì nha. Áo trắng vô một bên đường viên. Em cho chị cái hình mũi ra 45. Áo trắng anh Phạm 45.000 có xe S mà lợi. Áo trắng Hương Hồn. Áo trắng Đoan Trang. Trắng này không nhẹo. Hết mà áo trắng ạ. Rồi cái váy này em có xe S, xe M, xe L nha. Đẹp nè. Con này xinh lắm luôn á mấy chị. Em bán cho mấy chị con này 220 luôn. Lên size dùm em. Size S, size M, size L. Con này đẹp. Trời ơi cái tài dưới này à. Hơi bị grip nha mấy chị. 220 dùm cho em. Lên liền cho em mã dùm cho em kèm size vô mấy chị. Size S, size M, size L. Lên liền cho em mã váy đỏ kèm size dùm em. S, M, L dùm cho em 220 dùm cho em. Con này xịn luôn á. Trời ơi lấy ngay vào liền trong này mang mấy chế ơi. Tay nè, tay ngắn nè. Ở đây của nó trên cái tay nữa chiếc nè mấy chị nha. Lên liền cho em mã dùng cho em váy đỏ kèm size SML dùng cho em 220 nha. Con này em có ít nha mấy chị nha. Lên liền cho em mã váy đỏ kèm size. Ở đây của em á là cái con quần này là dạng như là quần ngố lỡ nha mấy chị nha, chứ không phải là quần ngố đùi. Quần là quần ngố đùi chứ không phải là dạng mà dài đâu mấy chị. Đây. Cái con quần này là mặt nó sẽ như thế này nè mấy chị. Cái tầm nó tới đây nha mấy chị nha. Và nó đang rất là hot luôn. Em bán cho mấy chị với giá là 45.000 một quần. Mấy chị lên size dùm cho em ha. Lên size dùm cho em. Đỏ size L Nguyễn Thanh Linh. Rồi cái này lên liền cho em mã lên size dùm em ha. Quần này em có đủ size cho mình luôn. S, M, L, X, L luôn. Ok Nguyễn Thanh Linh có rồi ha. S, M, L, X, L nha. 45.000 một quần. Và cái này là em về để đầu năm em bán đó mấy chị nha. Để bán đầu năm cho mình đó. Chị lên rồi á, chị lên rồi á, chị nào quen chị mới vừa lên luôn. Mới vừa lên luôn á. Lên liền cho em mã dùng cho em. Ngố lên liền cho em mã quần 45.000. Size M L cho em nhẹo. Size S, size M, size L nha mấy chị nha. Về cái quần này để dành các bữa bán đầu năm á mấy chị nha mấy chị nha. Lên liền cho em mã quần kèm size S, M, L, XL. Quần size M Thúy Kiều. Chị nào ưng lấy size gì của mình size đó dùng. Quần S2 cho Nguyễn Nga. S, M, L, XL nha. Ở đây hai cái duyên duyên. Rồi lên liền cho em mã nâu 105. Ô lâm CM La Thảo Ngọc. CL Liên Trần. Cái anh này mặc dữ luôn lắm luôn á siêu cưng. Sẽ đeo cho Phan Châu. CM Lê Ngọc Anh Dương. Rồi lên liền cho em mã dùm cho em. S Ngọc Bích Hà Vi.
rồi lên liền cho em mã đầm nâu 100. Ủa, đeo cho Kim Phương Nguyễn Thị. Ôi cái đầm nâu này siêu siêu cưng luôn á mấy chế ơi, cưng lắm luôn á. Buồn. Chị đúng không mày? Nâu một đấy. Cái này vậy? Nâu thì dương. Mặt đơn giản mà đẹp lắm ấy, 109 ngàn. Siêu cưng nè. 109 quá trời đẹp lắm. 109 ngàn. Nâu thì nâu 16. Lên liền cho em mã đầm nâu 109 ngàn. Nâu cho Lê Hồ Bánh Dương. Nâu thì Dương có rồi, Lê Hồ Bánh Dương có rồi, Nguyễn Na có rồi ạ. Nâu Nguyễn Lê Khẩn không? Này con váy siêu phẩm này có cả tay mòi. Nâu Khoa Khoa. Rồi lên liền cho em mã đầm nâu 109. Siêu cưng luôn, cho chị ạ à. Nâu cho Nga Hồn. Cho chị cặp cái quần ống lê đó mình còn size gì vậy? Còn ít eo không à? Quần ống lê này còn ít eo không cả nhà ơi, bây giờ size bao nhiêu đây? Nâu Trịnh Hoàng Nguyên. Size luôn đi nè. Còn ít eo không em? Còn ít eo không, bây giờ size bao nhiêu đây? Này còn ít eo không mấy chị ơi? Các em bữa nay giảm cân hết trơn rồi, bây giờ size bao nhiêu đây? Xe luôn đâu Giang Nghi hết rồi đâu à. Xe luôn mấy chị 89 ngàn luôn set em. Dạ quần đó mặc váy cũng được nhưng mà em sợ nó bị cộm á, do nó dài. Nó dài á chứ không phải nó mỏng đâu nghe. Tại vì quần đùi mà. Đây cái này em xem mấy chị 89 ngàn luôn đi. Em còn set eo không mấy chị? Thiệt. Phải ít eo không mà, khổ ghê luôn á. Chị nào mà tầm khoảng 55kg là mặc ít eo được rồi nha. 52kg đổ lên là mặc ít eo được. Tặng mấy chị luôn 89 ngàn. Khổ đời mấy chứ giờ còn toàn cái eo không. Bữa nay khách giảm cân rồi nè. Giờ bán 89 ngàn đi còn được tầm khoảng mười mấy cái á. Quần 89 ngàn set eo lên cho em ạ. Lên liền cho em mẫu quần ống le 89 ngàn set eo. Cái quần này dán lên đẹp lắm luôn á mấy tình yêu. Đẹp thật sự luôn. SML em mới sạch rồi nha. Em chỉ còn ít eo thôi. Em chỉ còn ít eo thôi nha. Chị nào mà 52kg đổ lên là mặc ít eo được rồi mấy chứ. Lên liền cho em mã dùng cho em. Trời ơi. Quần set eo 89 ngàn cho Nguyễn Lê Cận Ân. Bán trên 150 ngàn không đó, bán giờ xe 89 ngàn. Còn 89 ngàn thì xuống đây. Quần sẽ đeo 89 ngàn là cho em như Dung Nguyễn. Chụp hàng vô đi. Cho chị con caro phía sau. Đang sẽ đeo như Duyên Duyên. Rồi nó liền cho em mà, nó dùng cho em. Quần đang sẽ đeo cho Thu Huyền 059. Dạ, 57kg vừa lên, vừa chị Ngọc. Em sẽ đeo cho Bảo Quen 89 ngàn, em bán lỗ đó, em nói thật luôn ơi. Em không có nhập được giá này đâu, cả nhà quần này. Mấy chị thấy rồi, nó đang rất là hot luôn á. Quần đeo cho em sẽ đeo 89 ngàn nha. Siêu hot nha, để em cho mấy chị coi dáng nha, và em cũng có mặt. Dung Nguyễn có rồi nha. Quần sẽ đeo cho Trân Trân. Quần sẽ đeo cho em 89 ngàn nha Lưu Thảo. Đó liền cho em mã quần size XL liền cho em. Chị Lưu Thảo ơi, khách mới chọn thay mày cọc với em 200 tài khoản đi rồi chốt tiếp chị nhá. Quần sẽ đeo 89 ngàn cho Thanh Ngân Nguyễn. Dạ lấy quần kia quần dùng cho em. Quần sẽ đeo 89 ngàn cho Thục My Trương. Quần sẽ đeo 89 ngàn cho Hồng Cẩm. Dạ hết rồi đúng. Còn lấy liền cho em mã quần đem đi tìm. Lưu Thảo khách mới chọn thay mày cọc với em 200 tài khoản đi rồi chốt em chị nhá. Đơn này em gom cho mấy chị đến thứ tư á. Quần này em cũng mặc rồi mà em cũng có đăng hình rồi mấy chị. Đây này. Quần sẽ đeo cho Thu Xuân Nguyễn, quần sẽ đeo cho HD Trần. Quần sẽ đeo cho chị Yên Nguyên Hoàng. Đó là dùng cho em mã quần size XL dùng cho em. Tục My Trương có rồi ạ à. Thu Xuân Nguyễn có rồi nha. Cho em mặc em lại nha, đây. Cái dáng quần này mấy chị. Mặc lên siêu hấp dáng luôn, em nói thật luôn á, hấp dáng lắm mấy chị. Quần sẽ XL 89 ngàn cho em ạ. 89 ngàn, chờ lấy chút đi dùng cho em mã dùng cho em. Rồi lên tiếp nha. Con sơ mi hồng dùng cho em. Quần hai cái sơ đây cho Ngọc Linh. 99 ngàn. 159, 89 ngàn. Rồi lên liền dùng cho em mã dùng cho em. Sơ mi hồng 99 ngàn dùng cho em. Rồi lên liền dùng cho em mã dùng cho em. Bữa đó em có đi đơn chưa chị Ruby Trương nè. Đi rồi. Đi rồi Ruby Trương. Rồi lên liền dùng cho em. Caro. Caro dùng cho em. Lên liền cho em mã caro 99 ngàn. Được mấy con thôi.
Quần sơ đeo 89.000 như hư ấu 765. Đó liền trên mã sao đô. Đây em lên cái váy này nghe. Ủa trời ơi có mấy sao. Rồi lên lẽ ra. Theo quần sơ đeo chắc đeo tròn. Ngọc Nhi rất mấy bạn kèm số điện thoại giúp em. Tà rô 99 rồi. Tà rô 99 nè. Tà rô nắng hoa. Còn một cái màu xanh thôi. Màu xanh còn một con rồi. Không màu xanh để gì nó hơn. Đây con đầm này nhau mới chịu nha. Nhưng mỗi còn em còn em có đen là. Ủa tính ra có được 3 con á. Em được đỏ là em có SM nè. Đen là em có 1S không. Em bán với chị con đầm này 139.000. 139.000 ha. Mấy chị lên size dùm cho em. Màu đen á là em có size S. Màu đỏ là em có SM. Em tặng với chị 139.000. Bán với em có 3 con rồi bán sale. Đang là size S, đỏ là SM, bây giờ 139 à. 139.000. Đỏ S Nguyễn Nam. Rồi cái này lên liền cho em mã dùng cho em. Rồi cái này là lên liền cho em mã áo vest dùng cho em. Áo vest nha mấy chị. Đỏ M ba kim. Rồi cái này là lên liền cho em mã áo vest dùng cho em. Áo vest đen. Đang còn một con đen hết rồi. Rồi lên liền cho em mã áo vest có cầu vai luôn mấy chị. Tặng mấy chị con này 129.000. Lên liền cho em mã 129 dùng cho em. Chốt đi dùm cho em mã 129 nha. Vết 129 có 2 con thôi. 129.000 chờ lấy chút. Trắng này còn dùm đây đó. Rồi lên liền cho em mã sơ mi trắng 99.000 dùm cho em được 3 con nữa. Sơ mi trắng dùm cho em ha. Đen 129. Đen gọi chính hồng không? Đen có 2 con thôi mấy chị. Có rồi Nguyễn Na với mọi chị con thu. Rồi lên liền cho em mã dùm cho em. Lên liền cho em mã sơ mi dùm cho em ha. Sơ mi 99.000. Sơ mi trắng bèo 99.000. Chị Thủy Lan. Ở bên chị nắng hoa lấy không? Còn được 3 con cuối đó chứ. 3 con cuối cùng. Sơ mi trắng 99.000 là cho em cho bảo quên. Cho Như Nguyễn 327. Rồi lên liền cho em mã váy siêu phẩm dùm cho em nè. Váy siêu phẩm dùm cho em 119.000. Có size M. Chị nào lúc nãy không có chốt được con này siêu phẩm size M lại. Trắng em còn một con 99.000 giờ là chốt được với em bây giờ. Trắng em còn một con cuối cùng đó cả nhà. Rồi cái này để em coi có cái gì. Coi cái này cái gì cái gì. Rồi lên liền cho em mã váy siêu phẩm. Trời ơi xinh lắm nha mấy chế ơi. Siêu phẩm lùm cho em đi mấy chế. Có nha chị Hồng Ngân không phải gì có ấy. Tay mờ không á mấy chị ơi. Mờ nha mấy chị nha. Lên liền cho em mã siêu phẩm tay mờ. Lúc nãy chị nào mà không có chốt được mờ thì ghi nha. Còn nha Như Nguyễn. Ok em, nhắn tin đi. Ngày mai chị ở cho chị Âu Anh. Đi chị báo đã ổn nha. Chị phẩm ra cái này rồi. Đó đó, ừ. Chị Như Nguyễn cho em có địa chỉ giúp em đó chị. Số phẩm CM bao nhiêu? 119.000. Số phẩm cho Dung Nguyễn. Rồi lên liền cho em mã váy đỏ 109. À, có sơ mi trắng nữ cổ bẻ con men. Siêu phẩm Nguyễn Na. Em hết rồi chế ơi. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. Lên liền cho em mã dùng cho em. Chưa. Rồi lên liền Nguyễn Na ơi đơn nào mình chọn nhiều thì cộng lại giúp em đi chị. Lên liền cho em mã váy đỏ 109 dùng cho em. Chị đến cuối rồi chị. Chị nào chọn nhiều thì cộng với em à. Chọn cho con ngu. Siêu phẩm cho Như đi. Quần jean có không? Không. Quần jean hãy mới vừa like rồi mấy chị ơi. Hết tập rồi. Rồi cái này em có hồng của em có vàng. Em có hồng của em có vàng nha. Cái đỏ bao nhiêu? Cái đỏ 109. Vàng và hồng 109. Đỏ hết mờ luôn rồi chị ơi. Nè đẹp không? Màu hồng với màu vàng nha. Đỏ 109 cho Ken Tiên. Rồi cái này đầm hồng với đồng vàng 109. Đỏ Trần Tiên. Hồng và vàng. Nè mấy chị nhìn ít tay đi nghe. Siêu đẹp luôn. Hồng vàng dùng cho em 109.000. Lên liền cho em mãi dùng cho em hồng vàng. Hồng vàng nha 109 dùng cho em. Chuẩn bị là tới chương 1 em sẽ lên mẫu lẻ nha. Mẫu lẻ siêu phẩm luôn. Hồng mẹ có lên.
toàn là mẫu lẻ nhưng mà toàn là siêu 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 phẩm luôn á. Toàn Nguyễn Lê Thuận không? Nè cứu em đi mấy chị ơi, đẹp như thế này mà em mỗi năm mình la cái này là 160 mấy ngàn đó, như năm ngoái là mình la mấy cái đầm này là 160-170 ngàn á. Bé còn một con hồng, một con vàng chờ lấy cho liền cho em bây giờ. 109 ngàn nâu hai con nha, nâu thiệt đó mấy chị, mấy con nè, nhưng mà không có đẹp được đợt này đâu nha, đợt này toàn là hàng mà hàng chính phẩm mấy bạn sale luôn á. Lên liền cho em mã dùng cho em Như Lê mà em ghé lấy nha, chứ em không ở Đà Nẵng nữa. Như Lê kìa, bỏ vô đi chứ không để quên mất công gửi ra gửi về á. Kìa nãy đầm nâu bỏ cái dây trắng này vô trong cái đầm trắng tư. Đầm ấy hả? Đây, mấy chị nhớ cái đầm này không? 189 ngàn, không có hàng để like. Bé nâu nè. 109. Nâu cho đây ở với Dương, nâu Dương Nguyễn. Rồi cái này em có màu kem và em có màu xám nha. Màu xám xám nâu nâu này mà đọc lại là màu xám nha. Nhưng mà nó là màu nâu 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 đất đó mấy chị. Thôi lên liền cho em mã số 3 kèm màu nâu với lại kem. Mã số 3 kèm màu nâu kem dùm cho em. Mỗi màu, màu này có được 2 con, màu kem có 1 con thôi. Lên liền cho em mã dùm cho em. Tao hỏi là có size SML chị My Nguyễn 220 ngàn chị nhá. Phải không? Đâu có giống đâu. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã số mấy? Mã số 3 kèm màu, màu nâu với màu kem. Con này là hàng được trước đây mấy chị. Em like là hàng 180 mấy ngàn. 180 mấy ngàn. Xinh lắm nha. Lên liền cho em mã dùng cho em. Mà nâu một lẻ thôi. Có đâu 109 cho Nana. Rồi thiệt là siêu phẩm luôn, thiệt là đẹp luôn mấy chị ơi. Mới vừa thấy cái bạn ở gì quên rồi đăng hình nè. Trời ơi đẹp, 109 nè. Lê liềm cho em mã set 109 CM. Ôi mới xuất sắc lắm mấy chị ơi. Có 2 set, 2 set luôn nha. Nào mua hàng online của mình quen chứ đi mua shop là 300 mấy ngàn. Chứ quần tóc ta không mà em thấy người ta đã bán 200 mấy rồi. 200 mấy rồi mấy chị. Nguyên set 109 ngàn. Set 109 vô pha pha 2 set. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. Lên liền cho em mã váy nâu dùng cho em 109 ngàn. Đơn giản, đơn giản dễ mang nha. Tay này. Lên liền cho em mã váy nâu 109 dùng cho em. Lên liền cho em mã váy nâu 109. Váy nâu nha mấy chị ơi nha. Đầm form A dùng cho em. Chị nào bầu bí hôn trang được nè. Lên liền cho em mã váy nâu 109 dùng cho em. Váy nâu nha mấy chị ơi nha. 109 ngàn dùng cho em. Xếp 109 hết rồi mấy chị ơi. Toàn là xếp không này mấy chị. Đẹp. Ủa con chị cái xếp. Để chị thấy như đây nó có cái cục gì không. Em có cái set B 109 nè. Chờ lấy chút đi dùng cho em mã set B. Đâu vậy đây? Set B 109. Đâu Quang Châu. Lấy đi dùng cho em mã set B 109 nè. Set B nha cả nhà ơi. Set B, set B, set B 109 có set nè. Giờ là mẫu lẻ đó mấy chị. Lấy đi dùng cho em mã set B 109 nha. Rồi cái này lên liền cho em mã set đen size S 109 nha. Thấy cái áo là gì mà đó. Sao mà có cái chân quái đó. 109 ngàn set đen size S. Bữa trước á là em sẽ like set nhiều hơn nha. Còn bữa nay á đa số là sẽ có váy nha mấy chị yêu nha. Và set thì có ít. Đợt trước là set nhiều, đợt này là váy nhiều nha mấy chị yêu nha. Set ít nè. Size S dùng cho em. Thề cái áo của nó rất là đẹp luôn. Đen S 109 cho Nguyễn Phương Hà. Em thấy con này xí. Đen Diễm Phúc. Rồi cái này là quần 2 lớp nha mấy chị yêu nha. 2 lớp bên trong luôn. 109 ngàn. Lên liền cho em mã set trắng 109.
Lên liền cho em ở set trắng 109 size size S, à, size M nè mấy chị. Để em coi size gì size nào. Rồi size M mấy chị ơi. Lên liền cho em ở set trắng size M dùm cho em. Set trắng size M nha, một con héo nè. Kèm cho mình một con quần nè, nha mấy chị yêu nha, quần ống suông. Lên liền cho em mã dùm cho em. Set size M. Rồi lên liền cho em mã váy tiệc size M 109 luôn. Con này là hàng thiết kế của mình nha. Lên liền cho em mã không. Rồi lên liền cho em mã váy tiệc size M 109 nha. Đây cái này kèm đai vô. Kèm đai vô nha. Duy nhất một con chị nào ưng lấy thì chốt lại đi mấy chị. Váy tiệc 109 giúp em nha. Lên liền cho em mã váy tiệc dùm cho em 109 nha. Con này đẹp lắm mấy chị nè. Chú gắng vừa xem vừa chấm tương tác vừa chia sẻ lại cho mấy chị. Ôi, cái này đúng xinh luôn. Rồi chú Mỹ nha, thôi giờ em qua, chú Mỹ em qua hàng sale đi mấy chị. Em biết thiệt trắng đẹp quá trời luôn á mấy chị nha. Còn này, lẻ không ạ nha? Còn lẻ hay là còn gì ạ? Rồi cái này lên liền cho em mã váy đen 109 này mấy chị. Rồi để em lên cái hàng lẻ nha mấy chị nha. Hàng lẻ đi nha, lẻ nhiều quá trời luôn nè. Nãy xếp đeo có ai chốt cho. Đeo lúc nãy. Lên liền cho em mã váy đen 109. Sắc đen S nãy còn không? Thôi lên nốt mấy chị hàng lấy lại đi mấy chị. Thấy Trương lại xuân nha, váy đen cho Lê Hồ Vĩnh Dương. Váy đen chiên chiên. Này cái set nào mà bán á. Trời ơi 159 ngàn nha. Lên liền cho em mã set 159. Lên liền cho em mã set 159 SML mang được. Trời ơi cái set này cái chân quái hôm mua chắc 250 rồi. Không có chân quái 250 rồi mấy chị, chân quái lò 1 á. Đây ăn cho Thủy, cho Thủy đâu ăn. Rồi cái này lên liền cho em mã áo size S. Lên liền cho em mặc áo size S dùm cho em. Cái đem 159 cho Dung Nguyễn. Rồi lên liền cho em mặc áo size S. Áo size S dùm cho em 79 ngàn. Lên liền cho em mặc áo dùm cho em size S dùm cho em nè. Lên liền cho em mặc áo Dung size S 79 ngàn. Áo 79 cho chị Như Nguyễn. Rồi lên liền cho em ạ. Ghi dùm cho em cái mã này là mã set một, mã số 1 đi mấy chị, 109 ngàn. Lên liền cho em mã số 1 109 ngàn dùm cho em. Mã 1 nha cả nhà ơi. Hả? 79 một rồi. Ừ. Rồi lên liền cho em mã số 1 109 ngàn size S nha. Chân quái thì tắt đi ra mặt đi làm chắc này. Rồi lên liền cho em mã set kem dùng cho em. Set kem dây 109. Lên liền cho em mã set kem 109 dùng cho em. Set kem dùng cho em ha, 109 ngàn 55 cái đủ lại. Hãy lên hàng lẻ lẻ nha, mỗi mã có một con thôi mấy chị. Số 1 109 là Lê Ngọc Ánh Dương. Cũng 109 luôn. Rồi lên liền cho em mã số 2 size M dùng cho em 109 ngàn. Có lộn mã số không, nó hay sách kem á. Này em like cái này mà bao nhiêu con rồi? 109 ngàn mấy chứ không lấy đi tiệc là mấy chứ sai lầm lắm luôn á. Thiệt. Đẹp xuất sắc luôn. Mã số 2. Sao em 109 nhưng mà bắt đầu bê. Rồi lên liền cho em mã số 3 hàng minh này mấy chị. Mã số 3 109 ngàn. Sai của họ đang cầm là size M này. Em bán mấy cái này là 109 ngàn mà mấy chế không lấy là thiệt. Nó quá là rẻ luôn ấy. Nè 300 ngàn là có rồi đó mấy chị. Không có vụ mà giá mà 109 ngàn một con váy đi tiệc như thế này đâu. Mã số mấy anh? Mã số 3. Rồi lên liền cho em mã số 4 size S màu đen. Lên liền cho em mã số 4 size S màu đen dùng cho em.
Mã số 4 size S màu đen ha. Lên liền cho em mã số 4 này. Mã số 4 size S màu đen 109. Rồi lên liền cho em mã số 5 109 luôn. Lên liền cho em mã số 5. Mã số 5 nha mấy chị được nha. Mã số 5 là một con chân váy này, kèm cho mình cái áo dạ này. Mã số 5 109. Tấm binh đi còn có 2% kìa. Mã số 5 là set đó. Rồi lên liền cho em mã số 6 này. Một cái set cổ đổ nha. Năm lên mà bao nhiêu? Kèm cho mình cái chân váy này mấy chị này. Chân váy nha, hơi bị xịn luôn. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã số 6 size S. Mã số 6 size S dùng cho em ha. Size S này mấy chị này. Một con chân váy này, kèm cho mình một cái áo cổ đổ luôn. Chân váy đẹp lắm. 109 ngàn. Rồi cái này còn được mấy con? Cái này được vào. Rồi lên liền cho em mã số 7 dùng cho em được 2 con này, 99 ngàn. Lên liền cho em mã số 7 dùng cho em 99 ngàn. Hai con cuối cùng luôn, caro này thì nào chưa lấy được con áo này thì lấy nha. Hai con duy nhất 99 ngàn, mã số 7 dùng cho em. Lên liền cho em mã số 7. Lại mấy chế rồi. 79 ngàn cho chị Như Nguyễn Mai 7. Còn mấy con thôi. Nè, lẽ nha, đẹp lắm luôn. Bảy cho Tu Nguyễn 101. Cái nào lấy cái áo này mang đi. Này, khoét ở đây nè. Xong mà kèm cho mình cái quần này. Dễ thương lắm. Lên liền cho em mã số 8, 109. Lên liền cho em mã số 8, 109 luôn cho em. Lên liền cho em mã số 8, 109. Mã số 7 hết rồi chị Thiên Long, em còn màu xanh được không? Cho chị cái xích hoa đó về, xích hoa với cái áo khoác. Còn số 7 là màu hồng. Còn màu hồng. Ờ quên lộ, còn màu hồng. Rồi lên liền cho em mã váy 79 ngàn. Váy đen dùm cho em. Lên liền cho em mã váy đen dùm cho em. Váy đen nha, 79 ngàn. Chúc em mã váy đen 79 ngàn. À. Ừ, bỏ cho anh có chốt rồi. Nếu kia bỏ cho khách sốt rồi. Có quốc kẹo mà 49 rồi rồi đợi tôi lái. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em nè. Lên liền cho em mã dùng cho em. Rồi lên liền cho em cái mã này là mã xếp hoa 100 mấy nè. Lúc nãy là cái xếp hoa này bao nhiêu vậy em? 149 nè. 149 nè. Lên liền cho em mã xếp hoa 149 dùng cho em. Ủa? Không, cái này 149 hay 139 gì á. Nguyễn Hồng Ti lấy váy đen 109 đúng không chị ơi? Không, váy đen nó 79 ngàn. Ờ 79 đúng không ạ? Size hoa 149 ngàn dùm cho em nè. Size này mấy chị nào mà 60kg đổ lạnh ok, S, M, L đều mang được hết nha. Hàng KBTY nè mấy chị. Số 2 cho Tiền Nguyễn. Hàng KBTY nha, 149 ngàn, dễ thương lắm mấy chị. Mấy chị được một con áo khoác rất là đẹp luôn. 139 ngàn mấy chị, 139 nha. Lên liền cho em mã xếp 139. Ừ, 139 ngàn, nhớ nhớ không biết bao nhiêu. Đi đi, nhầm chặt, bỏ qua. Lên liền cho em mã dùng cho em. Rồi lên liền cho em mã set đen dùng cho em 109 ngàn. Set đen hàng NGN. Bà nào bút cái set này về may nè. Size đang cầm là size S, size M đủ lại men ok. Đây, set này giống của mấy bạn hot girl bán nó 500 mấy một set. Cái set đen này nè. Cái set đen mà cái áo của nó là rất vai nè mấy chị nè. Xong mà kèm cho mình chân váy này. Cái set đen này rất là đẹp luôn, hàng NGN này. NGN nha, chờ lấy chút liền kem mà set đen 109. Cái này siêu phẩm luôn đó cả nhà. Còn Lê Thi Diễm có SML 220 ngàn. Cái đây 109 cho Bảo Ngọc 392. Em này có khi bái mấy cái đầm này mấy chị. Mặc dù là toàn mấy chị đi tiệc là mua cái đầm này không. Đen có hết rồi. Cái này em có màu kem, em có màu hồng và em có màu trắng. Em tặng mấy chị luôn 79 ngàn. Em bán lỗ luôn á. Không lời lãi gì, cái này riêng riêng lỗ sơ sơ mấy chục ngàn. Size của Hải đang cầm là size
mấy chị tầm khoảng 52kg đổ lại, 52kg nha. Em lại hết khi bán mấy cái hàng này lắm mấy chị ơi, nhưng ở trong đây nó có thì em like cho mấy chị á. Em có màu trắng nè, màu kem nè, màu hồng nè, em tặng mấy chị 79.000. Nhưng mà con này thế nào mấy bạn cũng phải mua trên mấy trăm ngàn hết á. Lên liền cho em mã dùng cho em. Đây. Lên liền cho em mã váy kèm màu dùng cho em. Màu trắng, màu kem và màu hồng dùng cho em. Đẹp nha mấy chị nha. Nè, đầm đi tiệc đó, mua rất là đắt luôn, 300 mấy ngàn đổ lên không ấy. Còn cái này like chưa? Trời, mới dính nữa đó. Còn set đen, áo ngắn, tai, rút dây một bên không ạ? Là cái gì? Em không nhớ luôn á mấy chị. Rồi yếm dùng cho em này, tặng mấy chị 109.000 lẻ. Không là em bán giá khác đó nghe. Này, suy nghĩ là bán giá khác đó, tại vì quá là rẻ luôn. 109.000 đó, thấy không? Số mồ. Còn cái đó khi nãy không chị, là cái nào? Yếm 109.000. Yếm Dung Nguyễn. Giờ ít người đó chốt lại em mới chế, suy nghĩ là hết không có hàng. Yếm Nguyễn Đức Linh. Linh này không? Sao phải cái Linh? Rồi cái này size M dùng cho em nè mấy chị. Nguyễn Đức Linh là Nguyễn Đức tủ xưa á. Sao không, em thấy gì nó khác. Đổi Linh dễ cho phụ hơi tiếng đây. Đây, đây mấy chị yêu nha, cái này là em có size S. Nhưng mà cái này em nói cho mấy chị nghe nè. Cái nền màu đen nó bị... Yếm màu là chính là hàng thiên trai. Em thấy nó bị lên hay chứ. Em bán size mấy chị 79.000 luôn. 79.000 em có size M ha. Cái này em có S M nha. Lên liền cho em mã sale 79. Có size S size M nha. Cái này dễ dễ tải lắm mấy chị. Nhưng mà không có lên nhiều nha. Một chút xíu 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 thôi nha. Lên liền cho em mã dùng cho em. À, 79.000 em có S có M, chị nào ông lấy thì kèm size vô S M dùng cho sale 79 đi, dùng theo chữ sale 79 nha. Ồ chị like hôm nay nữa, ngày mai nữa là chị nghỉ ấy. 79 khác đây Trần, 79 cho Trương Lệ Xuân. Tôi thật sẽ S hết mọi người. Ôi con quá à. Rồi lên liền. Ủa, size M là Trương Lệ Xuân ơi. Rồi cái này lên liền cho em mã số 1, 109.000. Ui. Xinh quá. Bởi chính xe cho Phường Tuyên. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã số mấy? Mã số 1, 109.000 con quái này nè. Con này nó giống với con màu nâu với lại màu nâu với màu xanh lúc nãy á, nha mấy chị nha, mà nó là màu đen full Barbidol. Thì nào ưng Barbidol thì lấy. Giờ là lẻ nha mấy chị nha. Giục cùng chị vô với nha. Chuyên chị mấy cái con này. Số 1 lại cho nó cho em ạ. Nhân Nguyễn Lê cảm ơn. Rồi lên liền cho em mã số 2 nguyên set 79.000 luôn. Lên liền cho em mã số 2 dùng cho em. Cái này em có thể cắt riêng ra em bán nó mấy chị, nhưng mà thôi em bán luôn. Mã số 2 79.000 có 3 set. Số 1 Nguyễn Khánh Linh. Okay, cái set này dễ thương nè. Cái set này dễ thương nè, chị quên rồi. Còn qua lấy không em? Lấy mang, cái này chụp hình dễ thương nè. Mã số mấy? Mã số 2 109.000 size M. Kèm cho mình một cái này nè mấy chị. Kèm mình một cái cây vạt nè. Mã số mấy? Số 2 size M 109.000. Mã số 3 đi mấy chị. Mã số 3 size M 109. Số 2 cho Ngọc Bích 259. Số 2 là set cam với Ngọc Bích nha. Số 2 là set cam nha. Cái này mà số 3 thì lên lại dùng cho em với Trương Lệ Xuân. Chắc là số 3 nha. Số 2 là set 1 cam, áo cam à. Số 3 cho Trương Lệ Xuân, ba đằng Hà Thiên Trang. Rồi lên liền cho em mã số 4 109 luôn. Trời ơi cái váy nó giá trị dễ sợ luôn á. Lên liền cho em mã số 4 109.000 SML mang ok. Số 3 em hết rồi.
giá trị lắm luôn nha mấy chế nha. Cái đàn caro này nè. Ủa số 2 là 79 nha. Ừ. Rồi lên liền cho em mã số 4 dùm cho em 109 ngàn. Số 2 là 79 nha cho phòng Phương. Mình số 4 109. Lên liền cho em mã số 4 109. 4 Dung Nguyễn. Rồi lên liền cho em mã dùm cho em nè. Lên liền cho em mã số 5 dùm cho em. Mã số 5 FML mang OK 109 luôn. Lên liền cho em mã số 5 set nâu. Số 5 dùm cho em ha, 109 nha. Lên liền cho em mã số 5 109. 4 Nguyễn Thanh Linh. Số 2 79 nha nha em. Rồi lên liền cho em mã số 6 CS 109. Lấy gì cũng gầm em mặc đi. Rồi lên liền cho em mã số 6. Giờ là mẫu lẻ không nha. Mỗi thứ có một con hoặc là hai con thôi, hoặc là một màu, à, một mẫu được hai màu, ba màu gì đó. Rồi lên liền cho em mã dùm cho em. Mã số mấy anh? Mã số 6. Đây mã số 6 này chứ. Phải không? Đúng rồi. Đây là 5 chứ. Là sao? Đã số 6 này. Điền quá. Thế thì mà số mấy? Em mà số 5. Biết chưa chốt mà lại ngõ hầu luôn. 5 cho lại ngõ bánh dương. 6 sẽ ép. Ok Lê Thí Diệm ha. Rồi số 7 xây mồ dùm cho em 109 nghìn. Mấy chế ô hãy lấy cái đầm này mang tiệc đi. 6 Kim Dung Trần. Thiệt ấy, nó đẹp lắm luôn ấy. Ba 400 ngàn đó cả nhà ơi. Thật sự luôn, xây mồ. Lên liền cho em mã số 7 xây mồ dùng cho em. Đẹp lắm luôn ấy. Xây mồ. Lên liền cho em mã số 7 xây mồ. Rồi chốt liền cho em mã số 8 xây mờ 100. 109 ngàn. Này con này là hàng. Lên mã số 7 và mã số 8 nha nó chị ạ, 7 là màu trắng á. Con này là hàng design nè. Ở đây nó có cái mút à, cái điểm vai nè mấy chị. Chị nào không thích điểm vai gì tháo ra nha. Xong rồi ở đây nó sẽ có mút ngực cho mình luôn nè. Mấy chị mặc con đầm này lên xinh lắm đó. Đầm hàng thiết kế size M mã số mấy? Mã số 8 size M có một cái thôi. Đẹp quá chứ. Không đụng hàng luôn á. Đẹp lắm. Rồi lên liền cho em mã số 9 dùng cho em sang S nè. 8 Dung Nguyễn. Rồi lên liền cho em mã số 9 sang S. Là phải mặc à đây. Rồi lên liền cho em mã số 9 sang S nè mấy chị nè. À, một con áo khoác như thế này, một con áo ngồi. Xong mấy chị một con áo ba lỗ bên trong như thế này, hot tốt tốt đó mấy chị. Tốt tốt đó mấy chị. Đây nguyên set luôn ha. Lúc mình mặc nó sẽ như thế này. Số 9 gì vậy? Rồi lên liền cho em mã số 10 109 ngàn. Mã 10 này còn một con cuối cùng luôn á mấy chị, ở đâu nó sốt lại. Chị chụp luôn cái bill chị gửi với em rồi lên liền coi lại là nếu như mà nó sai thì em chị gửi lại cho em ha. Rồi lên liền cho em mã số 10 với lại trái đầm đó chị gửi qua cho bà với em đi. Đúng rồi chị chụp cả cái lộn với lại chị thì cái gì mình nhận được chị cứ chụp với em. Kèm theo cái bill trắng ở trên đó luôn. Chứ mẫu lẻ nhiều hàng đẹp lắm á, đợt em một chút. Sale không lộn. Ai? Rồi lên liền cho em. Đến một lẻ chín cho Khoa Khoa. Có những chị còn như hàng sale mà. Ủa, tốn rồi đúng rồi đấy. Tốn được cái chén đúng không? Ừ. Tốn rồi nè. Ai yếm còn một cái nè mấy chị. Có gì một bánh đồ bê nha. Giờ lấy xanh ghi xanh chị nói yếm ghi yếm dùng cho em đi. Xanh yếm nha. Giờ em lấy mỗi thứ một con thôi. Nó là em lên từ từ nha. Đây nè. Chị ông lấy yếm ghi yếm. Chín hết rồi mấy chị ơi. Giờ lấy yếm ghi yếm dùng cho em đi mấy chị. 109 ngàn yếm. Rồi. Yếm cho bạn thị. Thiệt. Mới ở trong lũ mới mua con này màu đỏ nha. Mới mua màu đỏ luôn 590 ngàn chưa mặc luôn để Tết mặc á.
nha mấy chị nha, để tết mặt nha. Còn bây giờ thấy ở trong đây có một con màu đen size S nè, bán mấy chị 109 ngàn. Đen size S một lên liền che mã váy đen size S nha. Em mua con này 500 590 nha mấy chị nha, màu đỏ hai bơ như thế này, chưa mặc luôn dòng để sắm tết mấy chị. Đen cho tôi quyền 059. Dạ trong này có y như vậy đúng không, size tiệu này hết á. Vui ghê là vui, vui lắm luôn ấy. Rồi lên liền cho em mã set size S 109 ngàn luôn mấy chị. Lên liền cho em mã set size S 109. Lên liền cho em mã số 15 đi mấy chị. Lên liền cho em mã 15 size S 109. 15 nha, 15 size S 109 ngàn. Chúc em mã 15 size S 109. 15 lên cho em 109 ạ. Lên liền cho em mã 15 size S 109. 15 chung không? Rồi lên liền cho em mã set siêu phẩm dùng cho em mã 16 nè. 16 size M này, hồi nãy Hồng Khoa nó lấy hai set rồi mấy chị. Chị nào lấy set nào đi. Mã 16 size 16 size S 109. Mấy bạn ơi, cái này nó là hàng sale ấy. Nó là hàng sale mà, cái hàng này nó có mỗi thứ một con thôi. Đâu có mà nhiều đâu. Hết là hết luôn á nha, chứ không có đợi sale mà sẽ rẻ hơn mấy chị. Không có hàng. Rồi lên liền cho em mã, dùng cho em mã 17 size M này. 17 size M dùng cho em 119 ngàn. 16 cho Liên Hồ Vĩnh Dương. Rồi lên liền cho em mã 17 size M 119 nè. 17 size M 119 này có la một con rồi nè. Rồi lên liền cho em mã 18. 18 size S này cả nhà. 18 size S dùng cho em 109. Cái set này mới vừa lai 149 ngàn. Giờ trong đây nó có set 109 ngàn mã số 17 hoặc 19 cho Lê Hồng Anh Dương. Rồi lên liền cho em mã 18 size S. 18 size S 109. 18 size S 109 dùm cho em. Mã 18 cho em 109 ạ. Cho Khoa Khoa. Rồi lên liền cho em mã 20 dùm cho em này. 20 nha, con đầm này đang làm mưa làm gió luôn á nha mấy chị nha. Lên liền cho em mã dùng cho em 20 dùng cho em 109 ngàn. 20 này mấy chị 52 cứ đổ lên. Cái con đen này nó nhìn nó sai dễ sợ luôn. Rồi lên liền cho em mã 21 109 ngàn. Quá là đẹp luôn á mấy chị. Đẹp chưa? Rồi lên liền cho em 20 mã 23. Rồi lên liền cho em mã 21 vì gà nút dùng cho em nha. Đây gà nút nha mấy chị. Nguyên hàng nút luôn. Và ở đây của nó làm cho mình nguyên cái cườm này luôn. Tình lóc mấy chị. Tình lóc. Lên liền cho em mã dùng cho em hai mấy. 21 dùng cho em. Chốt liền cho em mã 21 nha. Lên liền cho em mã 21 đi. Cái đầm này xịn này mấy chị nha. 21 một bên NB. Lên liền cho em mã 21. Rồi chốt liền cho em mã 22 set 31 của hàng LNG nha, LNG này. Đó, set 34 luôn, vì mấy chị mang vô dùm cho em ha. Đem coi size S không. Lên liền cho em mã 22 size S này. 22 size S ha, một con sơ mi tơ nè, một con chân váy nè, một cái đai nè, một con áo lót bên trong nè. Lên liền cho em mã 22 size S dùm cho em 109 ngàn. Hai Lê Ngọc Bánh Dương. Hàng lẻ mấy chị, nó đẹp nhưng mà nó một cái rồi mấy chị ơi. Trời ơi, bà nào múc được cái set này thôi nha. Em chúc mừng luôn á. Oh, amazing, good job luôn á, đẹp chưa. Ai cái này giống cái gì? Cái gì hoa, hoa cương gì đó nhảy tốt tốt đó mấy chị. Nhưng mà đây là hàng lộ 1 luôn á. Đẹp lắm. À, size M nè. Cái mà quấn cái đai vô đây nè mấy chị. Còn cái áo là áo tơ nè. Một set hơn 139 ngàn. Lên liền cho em mã set 139 dùm cho em. Set 139 ngàn size M. Lên liền cho em mã set 139 size M. Set em mã 23139 lên cho em ạ. Rồi cái này lên liền cho em mã set vàng dùm cho em. Set vàng 109 ngàn size M luôn. Ai bao nhiêu quyển? Thì cái áo tơ nó xịn lắm luôn á mấy chứ. Cầm vô cái hàng nó viết. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em set vàng dùng cho em
109.000 luôn. Lại mấy chị ơi, lại lẻ không. Rồi cái này lên liền cho em mã set 34 109 luôn. Lên liền cho em mã set 34 1 cho là Nga Thiên Trang. Cái set lên liền cho em mã set 34 109 nè. Set 34 nha, 109.000 60kg mang ok. Lên liền cho em mã set 34 109. Rồi lên liền cho em mã đầm body 109.000. Trời ơi em thấy cái body này chị à, chị Dương rồi. Chị gì mà thích mặc body mà kiểu mà nhũ nhũ như thế này lấy nè mấy chị. Lên liền cho em mã body 109 dùng cho em. Lên liền cho em mã body dùng cho em. 34 109. 34 như Huyền luôn. 34 biết lắm á chị. Lên liền cho em mã đầm body dùng cho em. Body 109. Body cho Nguyễn Thủy. Rồi cái này lên liền cho em mã. Đây cả nhà ơi, siêu phẩm đây. Đây lên liền cho em mã set đen 109 nè. Set đen 109 dùng cho em. Một con đầm này, xong rồi kèm cho mình cái con áo như thế này nè. Mình mặc lên cái dáng này nó đẹp lắm nha. Đây. Kiểu như là mặc lên nó sẽ hở hai cái vai nè. Đó, xong nó sẽ như này. Lên liền cho em mã set đen dùng cho em. Set đen dùng cho em ha. Set đen. Set đen 109.000. Ui dễ thương quá. Con chân vái kèm cho mình một con áo sơ mi. Chị nói lấy set đen đi. Set đen cho đàn Hà Thiên Trang. Rồi cái này lên liền cho em mã set sơ mi trắng dùng cho em. Set sơ mi trắng SML men ok 109.000. Em nói là 109.000 có được một cái set siêu đẹp để mang luôn á. Giờ có mua 109.000 cũng một mặc một lần hai lần. Mấy chị có mua 500.000 nha. Mà mấy chị mua hàng chính phẩm, còn đây là em bán hàng sale nha mấy chị. Hàng sale á, nên là nó có một cái thôi mấy chị. Nhiều thì em lên rồi ha. Wow, Quỳnh Anh lấy không em? Lên liền cho em mã số 10 nè mấy chị. Số sơ mi trắng với đàn Thiên Trang. Mã số 10 sang M nè, thấy không? Đẹp lắm nè. Ngáo bán riêng cũng được nha. Mã số 10 sang M nè, chị nào đi làm ấy. Nè, mua cái set này về lấy chân váy mặc cái sơ mi mặc đi làm cũng được. Set này đẹp lắm, mã số 10 sang M 109. Mời cho Khoa. Ui, siêu VIP luôn mà, mỗi tội mắc đai mắc tiêu rồi. Chắc cái này phải mặc cái yếm bên trong á mấy chị. Mặc cái yếm bên trong nha, xong rồi kèm đai. Mặc mấy chị 79.000. Lên liền cho em mã ghi lê đỏ 79.000. Lên liền cho em mã ghi lê đỏ 79.000 dùm cho em. Lên liền cho em mã ghi lê đỏ 79.000. Rồi cái này lên liền cho em mã váy nâu size L dùm cho em. Váy nâu CL tặng mấy chị con này 79.000 luôn. Lên liền cho em mã váy nâu CL. Mã mua được cái này rồi. Đó ghi lê đỏ đó, bạn ghi lê đỏ cho em ạ. Chị nào lấy ghi lê đỏ dùm cho em. Lên liền cho em mã váy nâu, em tặng mấy chị con này 79.000 size M có 3 set 3 con. Nâu 109 lên cho em, cho Thanh Ngân Nguyễn. Cho Nguyễn Lê Thợ Ngân. Nâu 79 rồi. Ừ. Đây là tiếng ngon mà. Hả? Đây là tiếng ngon, đưa đưa lửa nó ngon lắm. Rồi lên liền cho em mã đầm beo. Đây cái này chị quên rồi. Nâu là ngày Thiên Trang. Chị Kim Cương có còn xem không? Mấy con đầm nâu, đó quên con đầm beo này mang chứ. Đầm beo 109. Lên liền cho em mã beo 109 này. Chị Kim Cương có còn xem không? Bê một lại cho Nguyễn Thanh Linh. Wow. Hai hải cứu đi mấy chị ơi. Đẹp quá. Nghe. Để nhau em hết rồi. Về đang dai nghe. Ở gì quên rồi. Cái này là chu ngăn nè. Thấy không ngăn. 109.000 đen dùng cho em. Cái này mấy chị đang dai phía sau nè. Đang dai dùng cho em ha. Lên liền cho em mã váy đen 109 dùng cho em. Đen 109 size S. Lên liền cho em mã váy đen 109 size S. Có mút ngực luôn. Có mút ngực nha.
Rồi lên liền cho em mã đầm body size M. Lên liền cho em mã đầm body size M. Body size M. Lên liền cho em mã body size M nhìn cho em. Trời, cái váy lụa đen nó đẹp lắm luôn mấy chế hồi. Xuất sắc luôn. Lắm thì kiếm lén gì lên cái mã nào chị ơi. Rồi lấy váy đen là mã váy đen mới chị ạ. Rồi lên liền cho em mã body đen size M 109. Con này nó giống với con màu nâu lúc nãy. Con màu nâu mãi để lại mang á. Đây này, size M body dùng chị. Lên liền cho em mã body đen size M. Em nghe chị. Lên liền cho em mã body đen. Trần Diễm My gì đây chứ. Rồi cái này lên liền cho em mã váy kem dùng cho em nè. Váy kem này 79 nghìn. Váy kem 79 ngàn. Size M. Nhưng mà con này mấy chị về mang yếm cũng được. Cái này mấy chị ưng thấy thì mình mặc yếm, không ưng thì mình mặc không cũng được nha. Rồi rồi đem đem báo vô tá cho chị. Đi tự vô tá gọi em rồi em báo cho chị. Sao vậy? Ủa nó vô tầng những mây có chuyển khỏi cho mình không thấy cực vô luôn. Body đó, body đen là 109 nha. Body đen 109 vô Phương Trần. Cái hồi đẹp lắm luôn. Em mà chỉ như ngồi ở đâu bên. Thì mấy cái vest này mấy chị cũng như là keo mẫu vậy đó. Dính vô một chút xíu ở đây nè. Vậy mấy chị phải ra thôi nha. Với lại nó bị mắc đai á. Mắc đai nha, tặng luôn mấy chị luôn. Tặng mấy chị con vest này 89 ngàn. Ghi dùng keo mã 89 ngàn dùng keo. Nó giống như là keo mẫu á. Xong nó bị bụi một chút xíu ở đây nè mấy chị. Màu trắng thì dễ tẩy nha. Tặng luôn 89 ngàn. Trắng nó giống như Dung Nguyễn. Trời ơi, siêu phẩm nè. Lên liền cho em mã size S nè mấy chị nè. Lên liền cho em mã set belt size S đi. Về mấy chị mặc riêng cũng được nha. Mua cái chân quá này mất tiêu là mấy rồi mấy chị. Lên liền cho em mã set belt size S thôi. Set belt size S nha, 109 ngàn. Lên liền cho em mã set belt size S 109. Rồi lên liền cho em mã set nâu dùng cho em nè. Set nâu nha mấy chị nha, set nâu nè. Set nâu này của Hải đang cầm là size em size S luôn mấy chị. Nâu S dùng cho em 109 ngàn. Chị nào mua set này về may nè. Giống set của hàng mấy bạn, hàng của Loan Lâm đó mấy chị. Đây. Đây cả nút dùng cho em ha, mà có chân vá cho nè. Lên liền cho em mã set nâu 109 S. Chị nào mua set nâu này may mấy chị. Set nâu này đẹp nè. Set nâu cho các bạn. Ai còn xét em. Nâu này còn xét. Nâu này nắng rồi. Rồi con này siêu phẩm này size S này mấy chị. 109 ngàn này. Con này lúc nãy có lai màu kem rồi. Nhưng mà đây là màu, đây là màu đen ha. Nãy là màu kem đó. Siêu phẩm đó mấy chị. 109 ngàn. Lên liền cho em mã váy đen 109. Váy đen 109 dùng cho em. Tới liền cho em mã váy đen 109. Nè, hàng design nè. Phương Kiều design nè, cả nhà. Phương Kiều design nè, đó. Hàng người ta bán hàng đắt không đó mấy chị. Chứ chân vá này không đi mua 300 ngàn. Chân vá này không mua 300 ngàn rồi cả nhà. Rồi cái này size mấy chị 52kg đổ lại. 52 cái đổ lại nha, 109 nha. Cái chân váy dạ này đen rất là chạy luôn. Lên liền cho em mà xét dạ dùng cho em. Xét chân váy dạ 109 nha. Xét chân váy dạ 109 lên chứ em mấy chị lên đúng mãi đó mấy chị nhá. Lên liền cho em mã dùng cho em. Cái dùng cho em mã này là mã số 10 dùng cho em. Mã số 10 nha, 89 nha. Con này nó giống với con màu đỏ mấy chị. Con màu đỏ nha. Con này là giống cái con màu đỏ nha mấy chị nha. Nhưng mà đây là màu đen. Lúc nãy em có like màu đỏ cho mình á. Đây 89 ngàn. Size của Hải đang cầm là con này mấy chị 52-53 cái đũa lại. Chị dạ lên rồi bánh dương. Em tặng mấy chị con này 89 ngàn. Vì mấy chị tự bỏ đai rồi vô dùng cho em ha. Đây có mấy gì em đọc cái này mã 10 đúng không? 89 ngàn. 10 giống đê trần. Rồi em có một con áo dày gắm. Em để mặt mắt tiêu. Áo dày gắm này mấy chị. Áo dày gắm size S thôi. Tặng mấy chị con dày gắm này 109 ngàn hả?
Dán có nhỏ hơn cái kia hỏi chị. Rồi cái này lên liền cho em mặc áo dày gấm, hàng xịn nha. Size S 109.000. Chị nào có con gái mua cho con gái cũng được nè. Em cái này em cũng áo dài luôn này tao ơi. Đi tốt rồi anh đi đơn. Rồi mua con áo dài trắng này 109.000 mặc nè. Bỏ dây đỏ 109 cho em à. Rồi lên liền cho em mà dây trắng size S 109. Trời ơi siêu đẹp luôn. Cái này lấy quần mang cũng được. Cái này mang quần cũng dạ. Được nha. Dạ bỏ dính nhất đi trời. Alo. Dây trắng nè. Dạ, cái này chị nào mà lấy quần mang cũng được nha. Dây trắng 109.000 size S. Tên gì ạ? Nè nguyên ba nguyên cục áo dài dì, luôn. Giòn. À ý là anh là 18 hay sao? Anh là lấy một cục. Ờ về đi nhắn tin mua cho anh. Tầm chị mặc là 220 nha. Đúng, ok đi nhắn tin mua cho anh. Ui xinh quá. Rồi lên liền cho em mã hoa vàng dùng cho. Rồi lên liền cho em mã hoa vàng một lệ cho. Hoa vàng này size M nè. Lên liền cho em mã hoa vàng một lệ cho. Rồi rồi. Ok chị hôm nay chẳng có rồi nha. Giờ trắng trang yên một lệ cho. Giờ trắng một lệ cho luôn thôi. Lên liền cho em mã hoa vàng một lại chứ. Đấy công chuyện không biết chết. Thiệt đẹp xuất sắc. Có gì đỏ nè. Size L nè 109 nha. Này là quần. Áo dài đỏ size L. Hoa vàng cho Nguyễn Canh Linh. Áo dài đỏ size L. Size L 109 nha. Này là quần. Quần. Lên liền. Đi đỏ lên chứ em ạ. Đỏ size L. Rồi lên liền cho em mã set kem dùng cho em. Set kem nha mấy chị ơi nha. Set kem dùng cho em đi mấy chị. Lên liền cho em mã set kem. Hồi nãy áo dài trắng cho ai vậy? Không yên. Áo dài trắng chị nói hiên ren không có chị ơi. Lên liền cho em mã set kem 79.000 dùng cho em. Dưa hấu mà bị chậm mà chị ơi. Lên liền cho em mã set kem 79.000 dùng cho chị luôn. Chị gì cục bé cục này. Hết vàng rồi chứ không cái này mỗi mã có học em. Chị đẹp chưa. Này size M 109.000. Ừ set kem 79.000 như vậy. Rồi lên liền cho em mã váy đen 109 size M. Váy đen 109 size M. Ôi tự nhiên nó mỗi cổ dễ sợ luôn á thôi. Đúng rồi. Là anh chuyển hàng hết thì giúp em cả cái đơn hàng luôn. Chị gom hết, anh gom hết cái đơn hàng đó, chuyển hàng hết thì giúp em đi. Đen cho Dung Nguyễn. Rồi lên liền cho em mã nhung đen, cái nhung đen này đẹp. Nhung đen này ốp hình rồi nha, mặt hơi bị kiểu như là ta có đăng hình rồi cột dây lên đây nè. Xong là mấy chị ơi size của Hải đang cầm là coi có cái gì em SM hả. Rồi cái này em có SM nha. Em tặng mấy chị 109.000. Lên liền cho em mã đầm nhung 109 kèm size SM. Có SM mấy chị ơi. Cái này là cái đó là em đi lấy gì vậy? Em đếm rồi hả? Hay là sao? Em chụp qua đi đếm đi. Kìa có size SM. Nãy giờ lên màu quá trời mà mấy chị. Ê tự nhiên bữa nay sao tự nhiên mình mỏi cổ ghê đi. Mỏi đi massage cổ tự. Ui mỏi cổ một cách khủng khiếp. Ê cái này đẹp nè. Nhung kèm size với em đó mấy chị ạ. Nhưng mà cái set này size M mấy chị ơi. Set đen size M nè. Cái gì, à, gì con rồi? Hôm qua lấy không em? Lên liền cho em mã set đen xây mòn. Máy mời. Không. Đấy là máy. Ủa cái này chốt rồi mà sao anh không bỏ hả? Có không? Cái đen này nè. Cái này báo ấy thì bóng mà. Bóng mà. Vậy cái này là cái gì? Cái ấy thì nè. Lên liền cho em mã với nhung kèm sao. Nhung SM cho qua qua. Nếu mà một chị lệ nha. Chị nào mà kiểu như là cái đầm nhung nó cũng có cái đen mờ lên là bánh dương. Nhung mờ bánh NB.
Hồi chị những cái áo dài này xong mấy chị không lát với chị. Máy hãy mặc ai chưa còn không? Máy hãy mặc còn SML 220 nha chị Thiên Trần. À, size này là size M này. Chị nào lấy áo dài size ông. Con này tầm cho mấy chị nào mặc size S không nha. Tại vì mấy cái quần nó hơi nhỏ nè. Size S con. Lên liền cho em mã giày đỏ size S 109. Giày đỏ size S 109. Giày đỏ size S 109 bao nhiêu em ạ? Lên liền cho em mã giày đỏ. Ở bên áo giày đỏ size S 109 liền cho em. Rồi lên liền cho em mã váy xanh size M dùng cho em. Cái này mấy cái ôi tại là hàng design xịn không à. Design siêu xịn luôn. Nghe hơi bị cưng luôn á nghe. Hồi nãy nó rớt cái gì vậy? Cái này mấy chị cọc eo nè. Cái gì? Xanh 109 dùng cho em nè. Cái này nó có size S mình để lại một con mặc đi dễ thương lắm luôn á. Cái này mấy chị nó có quần bên trong nha. Nó có quần bên trong mấy size M mấy chị ơi. Cô con này này dễ luôn á. Đầm chị mặc là size L. Size L 56kg chị ơi. Size L nha. Lên liền cho em mặc váy xanh đi. Dễ thương lắm luôn nè. M á, M đúng không? M. Lên liền cho em mã xanh M đi cả nhà. Xanh M 109 với chị Thanh Trà. Còn lên liền cho em mã set caro của Nam lấy set này em cưng nè. À, size L. Em coi giùm chị cái set caro này size gì. Có cái quần. Xanh size M cho chị Phượng Tuyên. Áo xô chân vái nè 109 nè. Chị luôn chữ luôn. Size L coi chân vái size gì em. Rút ra từng cái coi. Trời ơi, thấy cái áo dễ thương lắm luôn á mấy cái hồi. Cái áo siêu cưng luôn. Caro size L dùm chứ. Size gì nhỉ? L. L nha, chị lấy caro ghi caro size L dùm chứ. Cái dùng cho em cả caro size L nha. Xách caro cho chị Dung Nguyễn. Xách caro cho chị Lê Ngọc Ánh Dương. Lên liền cho em mã set caro size L cả nhà. Set caro cho chị Ghi Ghi. Váy đen 79 ngàn. Set caro cho chị Phạm Hồng Phương. Váy đen này về mấy chị Phú Yếm đi cho xinh nha. 79. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. Lên liền cho em mã váy đen. Váy đen dùng cho em 79 ngàn có 1 cái thôi. Nó miếu cho em tặng luôn 79 ngàn luôn nè. Lên liền cho em mã số 1 79 ngàn size L nè. Mấy chị mặc ML nha. Mặc size S thì hơi bị rộng ấy. Thì mà cũng có đai mà. Yên tâm có đai mà. Dễ mà mấy chị. Thì mã này là mã số mấy mã 1 đúng không? Lên liền cho em mã số 1 79 ngàn. Nó không có áo mà là sale luôn. Sale đủ ấy. Mã 1 79 ngàn chị Ngân Thu. Rồi lên liền cho em mã số 2 set hốt này mấy chị. Cái set này mấy chị biết sao không? Mấy chị có cái áo xinh này. Xong rồi cái chân vái nha. Cái chân vái như thế này nó dài như thế này. Lúc mình rút lên mình thấy được cái đồ đẹp nha. Nhưng mà cái chân vái này nó ngắn như thế này. Lúc mình rút lên nó sẽ không có cái đồ nhũ nhũ nha mấy chị nha. Rất là đẹp luôn. Đây. Lên liền cho em mã set. À set 6 dùng cho em 109 ngàn. Mấy chị càng rút lên là càng đẹp. Lên liền cho em mã set 8 dùng cho em. Chân vái siêu đẹp luôn. Đó. Rút lên là nó như thế này nha mấy chị nha. Chị nào ưng rút lên cao thì rút nha mấy chị nha. Lên liền cho em mã set 8 dùng cho em 109 ngàn. Set này mặc cưng lắm nha. Để mình mang tiêu. Chị nào ưng rút ngắn thì rút ngắn lên nè mấy chị. Lên xinh lắm luôn. Ê có quần bên trong luôn kìa. Hơi bị vít nha mấy chị. Lên liền cho em mã dùng cho em. Set 6 nè.
109.000. Mà số 2. Mà số 2 109 cái gì chô ngăn. Rồi lên liền cho em mã số 3. Số 3. Ai con đầm hốt này mấy chị 109.000 này. Lên liền cho em mã dùng cho em. Lên liền cho em mã số 3 dùng cho em đầm nhung này. Cái đầm nhung này siêu cưng nha mấy chị, nhìn cái form này thôi chứ em nó thật luôn ấy. Mặc lên là siêu dễ thương luôn. Lên liền cho em mã số 3 đầm nhung size cho mấy chị 50kg thôi. 50kg rưỡi lại nha. Rồi lên liền cho em mã váy. Váy size L dùng cho em. Lên liền cho em mã váy tơ size L dùng cho em 79.000. Mã số 3 cho chị Khoa Khoan. Cái đầm hãng của nó này mấy chị này. Hãng nha. Lên liền cho em mã dùng cho em. Tơ size L dùng cho em 79.000. Em có tơ size L nha. Tơ 79 nha chị Lê Ngọc Ánh Dương. Rồi cái này em có cái set của nhà, của nhà Đô La nè mấy chị. Đô La size M nè. Hàng Đô La size M nha. Lên liền cho em mã set Đô La size M dùm cho em. Tặng mấy chị set này 109.000. Cái áo siêu cưng luôn. Cái áo yếm như thế này ha. Xong rồi tặng kèm cho mình cái quần chắc lên mình. Size M á. Lên liền cho em mã set hàng Đô La 109. Nè tôi nha. Trời ơi, móng tay gì nó gãy trơn cái hoa đào á. Rồi có cả tơ size S này, chị lấy tơ size S dùm cho em bao nhiêu vậy em? Chị lấy 79.000. Rồi lên liền cho em mã tơ S 79.000. Thề mấy chị bán trên mấy con đầm này hàng người ta bán 600-700.000 một con đó mấy chị nha. Tại vì mấy cái hãng như thế này mấy chị lên á, mấy chị bấm cái mà LTA rồi sẽ có, sẽ có luôn á mấy chị nha. Cái này người ta mẫu, người ta thuê mẫu á mấy chị. Mặc lên rất là đẹp luôn á. Size của Hải đang cầm size S nè, 79.000. Lên liền cho em mã hoa tơ S 79.000 dùm cho em. Hàng chỉ giống như là xịn sò mấy chị. Lên liền cho em mã tơ S. Wow. Trời ơi, đẹp quá mấy chị ơi, 109.000. Lên liền cho em mã nâu 109. Lên liền cho em chị Nguyễn Diệu Lý. Rồi cái này lên liền cho em mã set nâu 109 dùm cho em. Hồi nào lấy cái đầm này đi, hàng CN nè. Được một con ghi le rất là đẹp luôn. Tơ sẽ lấy cho chị Bích Thật. Lấy đi mấy chị ơi. Nâu một. Nào 109 cho chị Viên Mung. Cái này bỏ cho chị cái nịch vô luôn. Lên liền cho em mã nâu dùm cho em. Nâu nha mấy chịu nha, 109.000. Bỏ nịch vô luôn. Lên liền cho em mã nâu dùm cho em. Nào 109 cho chị Trung Nguyễn. Nào cho chị Thảo Bùi. Rồi em có cả xanh. Lên liền cho em mã xanh dùm cho em 109.000. Giờ lấy xanh ghi xanh dùm cho em. Có nịch nha mấy chịu nha. Ủa em coi ở trong đó có nịch sẵn cho em. Thì xanh đẹp chưa nè. Trời ơi, cái thề luôn cái body nè mấy chị. Mấy chị nhìn cái hàng lộ 1 nha. Nhìn cái body của nó nét luôn nè. Siêu nét luôn. Lên làm em mã xanh. Xanh nha mấy chịu nha. Lên liền cho em mã xanh dùm cho em. Ba cái này chưa có nịch. Lên liền cho em mã rêu hay xanh gì cũng được hết nha. Ôi sắc luôn á cả nhà ơi. Xanh 109 nha chị Kiều Dung. 109.000 em. Xong rồi tặng kèm cái con ghi lê sần sò hai lớp nữa chứ. Xanh 109 nha chị Bảo Ngọc. Lên liền cho em mã xanh 109. Mình sẽ lấy một con đầm body này mình nghe. Cái mặt là 220 á mấy chị. Nè, chị nào lấy váy kem đi, tặng mấy chị con này kem 99.000. Kem 99.000, size M. Body kem nha. Body kem 99.000, size M. Em, cái cục hàng mà bên trước có cái váy rinh á, cái rinh mà khoát á. Nó có phối cho mình cái đầm rinh, cái là phối cái tay mình còn ở chỗ đó đi thôi. Chị ấy nhìn ra chuyện này.
luộc ốc quá. Này, Quỳnh Anh lấy không em? Kem chiên chiên với chị Nguyễn Thanh Linh. Em cảm ơn chị Linh nha. Rồi lên liền cho em mã dùm cho em nha. Quy xét luôn 99 ngàn. Cái váy rinh đó em kìa, cái khoác rinh đó. Lên liền cho em mã xét kem này, tặng với chị 99 ngàn luôn, size M. Hết M mang được đó mấy chị. Rồi cái này em có cả đen. Chờ lấy đen ghi đen dùm cho. Cái đen này là hồi lúc mà hè là hàng em like là hàng 165 ngàn đó mấy chị. 165 ngàn nha, chắc của nó đẹp lắm. Đen. Đen là kem. Đó đúng rồi đó em. Thì cái nhà này nó bán toàn hàng cao cấp không? Cho liền cho em mã số 15 đi mấy chị. 109 ngàn. Lên liền cho em mã 15. Thà luôn con áo lên là hơi bị viết nha mấy chị. Xếp đen cho chị Hương Phan. Chị Hương rồi. Dùng lấy xếp này mang chứ. Đẹp lắm luôn á chứ. Cọt xém nè. Kèm cho mấy chị cái chân váy nè. Tay này mấy chị nào mặc xay mờ đổ lại mang được luôn. Hết mờ mang ok 109 ngàn. Lên liền cho em mã xếp kem 109. Tay con này đi mấy chị. Hải lai là 119 ngàn. Lên liền cho em 119 này. Chị Linh lấy không? Hàng lộ 1 luôn nha mấy chị yêu nha. Hàng xịn sò luôn á, chứ không phải là hàng thường thường đâu nha. Đây, không phải là đăng hình hàng Quảng Châu mà bán hàng thường đâu. Hay là hàng mình lên đâu mấy chị. Anh ở đây là rinh nha, sao mà kèm cho mình phối nè. 119 ngàn. Lên liền cho em mã rinh 119 ngàn. Chốt liền cho em mã rinh 119. Rộng mấy chị ơi, phun rộng á, khoát á. Đẹp đó. 119 ngàn. Cái này mấy chị làm khoác cũng được, mấy chị làm váy cũng được nha, dễ thương lắm. 119 ngàn. Lên liền cho em mã rinh 119. Mặt hơi bị dế nha, mặt là không có đụng hàng đâu mấy chị. Rinh 119 nha chị Xuân Ly. Kiểu như là không có đụng hàng đâu nha mấy chị nha. Rồi lên liền cho em mã xét 119 nha chị Mỹ Linh. Rồi lên liền cho em mã xét 119. Một con váy body nha, xong rồi kèm cho mình thấy em cái đầm chị mặc tay lời nha Diễm nè. 220 nha chị Diễm. Và bấm cho chị Diễm đây. Tầm hẳn hoa em đang đi. Rồi cái này lên liền cho em mã xếp dùng cho em nè. Mấy chị nhìn hàng nha. Một con đầm body nè. Nó may cho mình rất là chuẩn nha. Em chị Như Nguyễn. Mặc vô là yêu nha mấy chịu nha. Yêu rồi này kia cho mình luôn. Ôm này. Xong rồi kèm cho mình một con áo khoác này. Lên liền cho em mã set 24 dùng cho em một con áo khoác, kèm cho mình một con đầm body luôn nha. 109 ngàn. Chờ lấy chốt liền cho em mã set 24 109. Lên liền cho em mã dùng cho em. Dạ không, em đâu có bán váy bé đâu mấy chị. Rồi lên liền cho em mã váy em mang. Em có SML 220 kèm size vô nha. Lên liền cho em mã váy hải mang 220 kèm size. Size S, size M, size L nha mấy chị ủ nha. Ơ lộn, cái này 249 với 220. Khùng quá. 249 mà. 249 mà. Khùng quá, 249 chắc nhầm rồi đó. Ừ. Ê, sai sai rồi đó. Mình chỉ thấy nó sai sai sao á. Thì 220 là bán lỗ sắp mặt lờ luôn ấy. Đầm này là 249 nha mấy triệu nha. Ô, không phải đâu, cái này nhập vô cao lắm luôn. Không, 249 ngàn chập co đi, đầu ra chị có này rồi. Bữa trước em cũng mua nhưng đó 249. Ồ, hãy bán 249 đó. Không, hãy... cái này lại bán đầu lai là 249. Em rút bằng chị đầu lai nó ở bên trong rồi. Ở túc ở bên trong rồi mấy chị. Hồi mà đầu lai em bán cái mã này là A2 đúng không? Cái này là A2 là như là 249 á. Đầu lai luôn là 249 á. Xong rồi giữa lai mà em quên, mấy chị hỏi em đang lai xong em quên mất tiêu rồi. Rồi lên liền cho em
Không, nãy giờ mới like được cái hai này là hai cái của sau đúng không? Còn vậy đây là đầu like tới giờ đúng không? 249.000 đó mấy chị, chứ không phải là 220 đâu. Không, đầu like á, chị nào mà xem đầu like mà lúc mà A2 á là sẽ biết ấy. Rồi lên liền cho em mã set dùm cho em nè mấy chị. Size S nha cả nhà ơi, size S nha mấy chị. Lên liền cho em mã dùm cho em, size S dùm cho em. Rồi lên liền cho em mã dùm cho em, size S dùm cho Hải nè mấy chị nè. Lên liền cho em mã size S với giá là 109.000. Lên liền cho em mã set size S 109 dùm cho em. Không mấy chị, mấy chị xem lại cái mẫu mà lúc mà A2 á, chứ không phải là lúc này em nói là em bị quên rồi á, quên từ lúc đó luôn á. Xếp 109 nha chị Khoa Khoa. Rồi lên liền cho em mã váy đen 109 size 1 này, con này đẹp. Con này nó giống cái con đầm đỏ lúc nãy like nè. Chờ lấy gì chốt liền cho em. Lên liền cho em mã dùng cho em. Lên liền cho em cái mã này là mã váy đen dùng cho em, váy đen. Váy đen size M nha, 109.000, con này đẹp nè mấy chị. Váy đen size M 109. Toan 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 rồi. Lên liền cho em mã váy đen size M. Rồi lên liền cho em mã siêu phẩm size M. Trời ơi, xuất sắc luôn á, chị nào múc cái con này đi, đẹp lắm luôn. Nè, yeah, con này nó làm mốt ngực cho mình sẵn rồi đó. Váy đen 109 nha chị An Nhiên. Cái này lúc mình mặc đó thì nó sẽ căng vô ha, và nó sẽ làm nè. Trời ơi, này đẹp lắm luôn á cả nhà ơi. Ước gì cái này mà nó có màu đỏ ha mấy chị em. Màu đỏ mà size S ha, tại vì màu đen em mặc em bị ốm ấy. Lên liền cho em siêu phẩm đen size M 109. Ôi đẹp lắm luôn á cả nhà. Nó sẽ khoét ở đây cho mình ha. Xong nó co giãn ở đây nè. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. Mô hoa nắng là gửi hay là sao? Gửi dùm cho chị hả? Mấy bữa là chị gửi anh rồi đấy hả? Đây này nãy chị nào lấy vé vậy em? Hãy là vé màu gì vậy? Đây, em còn một cái set vé size L nè, bà nào lấy không? L nè, 109.000. Có một cái thôi. Thì cái này hàng to bao nè. Hàng to bao là nhìn nó nét không? Đơn em bữa cọc rồi mà. Hãy gửi về địa chỉ cũ á chị Hồng Cẩm. Hãy gửi về địa chỉ cũ cho mình á, để xíu hãy báo view cho. Vé size L nè. Cái nào mút đi, đẹp lắm. L. Hàng to bao đó mấy chị. Hàng to bao đó là phải order 300 mấy ngàn hoặc là đắt hơn. Tại vì lúc nào hàng to bao nó mấy chị lấy về mẫu á nha mấy chị, yêu nha, lên mẫu á, nhưng mà hàng to bao lúc nào nó cũng sẽ nét hơn nha, nó nét hơn hàng của mình nha mấy chị yêu nha. Rồi cái này trắng size L nè. Trắng size L là trắng là áo trắng quần đen nha. Áo trắng chân váy đen size L. Lên liền cho em mã trắng đi mấy chị. Lên liền cho em mã số mã khác dùng cho em đi. Lên liền cho em mã khác dùng cho em. Mã khác nha, y như vậy luôn, mà áo trắng nè, chân váy đen nè. Lên liền cho em mã áo trắng chân váy đen. Rõ rõ ra để nhận nha. Xếp vé trắng cho chị Phương Phương Trần. Rồi lên liền cho em mã nhung đen dùng cho em nè, 109.000, có một con duy nhất không? Một con nha, hàng LNG Hồ Hải nha. Lên liền cho em mã dùng cho em. Đây. Lên liền cho em mã váy đen size L dùng cho em nè. Váy đen size L nha, 109.000. Lên liền cho em mã váy đen size L 109. Đen size L 109 dùng cho em. Rồi lên liền cho em mã số 10, 109.000. Mã 10 dùng cho em ha, 109. Rồi, đem dùm chị cái sọt đó đi. Cái sọt này được không? Xíu em mới gửi bill nha mấy triệu nha. Giờ xíu em like xong. Đó, hai chị nó đây. Ừ đúng rồi đó, hàng chị đó. Đây mấy chị ơi, em tặng mấy cái hàng này nha. Mấy cái mẫu này á, là mấy cái mẫu mà em để lại like mấy chị. Nhưng mà
nhiều lúc em không có đem vô nhà mấy chị xong rồi bây giờ nhân viên em xếp lại em đi cầm hết luôn. Những cái set mà em để lại may á mà em không có đem vô nha mấy chị nha, nhiều lúc em quên nó mấy chị kìa, mà em nhiều đồ quá trời luôn mấy chị thích thì để mấy chị kìa, ra nhiều lúc là thích đó mấy chị, size M nè, tặng mấy chị cái set này 79.000 nha. Tại vì là nhiều lúc là thích mấy chị, nhiều lúc là để lại size M để đi bốt á mấy chị, đi bốt về mặt luôn ấy, mà nhiều lúc là bận á mấy chị kìa. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em, lên liền cho em mã set size M tặng mấy chị 79.000 nè. Một con quần kèm cho mình một con áo ha, cái áo này dễ thương lắm mấy chị, mặc cưng lắm luôn, 79.000. Sếp phải chính cho chị Lan ở Anh Dương. Rồi áo này cũng vậy luôn nè, áo này tặng mấy chị 49.000. Cái này trên 100.000 đúng không? Dạ. Thôi tặng đi, không cái tại vì cái này chỉ có một cái màu xanh chị mua của hàng Zara, y như vậy luôn, cái vải y như vậy luôn ấy. Nói chung là người ta cũng kiểu như là thuê thiết kế này kia mấy chị. Đây này tặng mấy chị 49.000, cái này trên 100.000 đó. Mà em có y cái này màu xanh rồi mấy chị, nên là em để lại luôn á. Áo bông chính nha chị, căng căng. Rồi lên liền cho em mã váy hàng bôn size S nè. Đây nhiều lúc mà để lại may nó mấy chị kìa. Đây, trời con này dễ thương lắm nha. Con này siêu cưng luôn. Lên liền cho em mã dùng cho em mấy chị nè. Lên liền cho em mã váy đen hàng bôn này, tặng mấy chị con này 69.000 luôn. Váy đen hàng bôn 69.000, có khi nào có đơn nha em. Mấy con mấy cái hàng này không có đơn, mấy con mình xả ra mình like ngày mai này, tối nay với là ngày mai nữa. Còn mình nghĩ rồi mấy con mấy bạn không có đơn. Váy đen, váy đen 69.000. Váy đen như chị Lan ở Ánh Dương nè. Con này nay dành nhau của khách luôn á, dành nhau của khách đó mấy chị. Không tới lúc đi tìm để đâu mất tiêu, giờ lò ra. Size S này mấy chị, lên liền cho em mã dâm 79.000 size S. Cưng lắm luôn ấy, siêu dễ thương luôn. Đây, nhưng mà size S thôi, size S này mấy chị tầm khoảng 50kg mang vừa đó, cưng lắm. Lên liền cho em mã dâm nha. Ở đây nó sẽ có cho mình này, có cái mà để kiểu như là chống tục có mấy chị kìa. Đây là dâm nha mấy chị nha, siêu cưng luôn, có túi nè, vải đẹp lắm. Dâm 79.000. Dâm 79 nha chị Mỹ Hiền. Rồi cái này lên liền cho em mã set dùng cho em nè. Lên liền cho em mã set nha, tặng mấy chị set này luôn nè. Lên liền cho em mã set size M đi cả nhà. Set xanh size M nha, tặng mấy chị 59.000. Chúc em mã set xanh size M 59.000. Set xanh size M nha, có 2 set nè. Tao lòi ra được 2 set nè. Đây bộ lụa gấu nữa nè. Lên liền cho em mã set xanh size M bao nhiêu? 59.000. Xét xanh cho chị ghi ghi, xét xanh cho chị căng căng. Đây cũng để mặc mà chưa bao giờ mặc luôn. 89.000. Lên liền cho em mã gấu 89.000 đi, bán vừa bán vừa tặng luôn á. Gấu 89.000 ha. Gấu 139.000 đó phải nè. Gấu 139.000 đó. Rồi lên liền cho em mã áo kem dùng cho em 39.000. Gấu 89 nha chị căng căng. Rồi lên liền cho em mã kem dùng cho em. Kem nha, kem dùng cho em. Kem nha cả nhà ơi, bao nhiêu em? 39.000. Kem 39 nha chị Mỹ Hiệp. Rồi cái này lên liền cho em mã khoác vàng dùng cho em nè. Khoác vàng này em tặng luôn 89.000 đi. Lên liền cho em mã khoác vàng 89.000. Khoác vàng dùng cho em ha, 89.000 dùng cho em. Lên liền cho em mã khoác vàng 89.000. Lên liền cho em mã khoác vàng 89.000 đi mấy chị. Đây xinh xỉu luôn. Biết cái này là gu của bà nào luôn nè. Nhưng mà cái kia ô nó bị à. Giờ đây chị chiêu. Thôi tâm chính với chị Ngọc Chi lên. Chị chiêu thôi, cái này bị giặt cắt ra luôn. Thẳng luôn mấy chị 79.000 con đồng luôn. Lên liền cho em mã váy 79.000. Lên liền cho em mã váy dùng cho em 79.000. Có con duy nhất thôi. Con này phải trên 300 đó. Rồi cái này lên liền cho em mã quần xanh dùng cho em. Đồng kem 79 cái chị Khoa Khoa. Rồi lên liền cho em mã quần xanh ngố này tặng với chị 49.000. Quần xanh ngố 49.000 ha. Chốt em mã xanh ngố 49.000. Không phải chốt cái này để lại cho chị. Cái quần đó đẹp lắm luôn á.
Rồi lên liền cho em mã váy dùng cho em. Váy hàng bôn xây mòn. Quần bông chín nha chị Trăng Trăng. Con này hàng bôn xây mòn. Xây mòn nha cả nhà ơi, tặng mấy chị con này 99.000. Lên liền cho em mã váy body hàng bôn nha. Hàng bôn nha. Lúc hàng bôn thì mấy chị đã biết rồi đúng không? Lên form thì nó sẽ đẹp hơn cái hàng mà hàng thường mấy bạn lên xưởng nha mấy chị nha. Cái hàng này nó chuẩn lắm, xây mòn. Body xây mòn với chị Mỹ Hiệp. Rồi em có một cái len bé nè mấy chị. Len bé chắc để cho bo không, giờ không vừa nó đâu mấy chị. Cái này tầm khoảng 15kg thôi. 15kg nha, cho bé 49.000 luôn mấy chị. Lên liền cho em áo len cho bé. Cái này tầm khoảng 15kg thôi nha. Bữa nay bo còn 20kg rồi không vừa nè mấy chị. Để nhưng mà không có đem vô nhà luôn á. Tặng luôn đi, bán nè. 49.000. Lên liền cho em áo len bé 49.000. Len bé 49 với chị Thu Hiền. Rồi cái này túi này mấy chị nè. Túi này có mấy con nè. Rồi lên liền cho em mở túi đi tặng với chị 39.000 luôn. Lên liền cho em mở túi 39.000. Cái này kẹp nắp cũng được nha, đeo chế cũng được. Không em nói trong sọ trong thùng này. Cái này túi này như còn 3-4 cái này. Lên liền cho em mở túi đi tặng với chị 39.000 luôn. Lên liền cho em mã túi đi mấy chị, 39.000. Túi 39 nha chị xí mũi tí ha. Ui 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 ui. Nó là dành gì mà dành của khách xong rồi giờ để y đây. Tem máy luôn, size M 89.000 caro. Luôn luôn cái sọc đỏ đó liền đi em. Đó sọc đó. Rồi lên liền cho em hai cái sọc đó là gì em. Cái sọc xanh kia đó là cái gì em. Nó cũng có cái độ xe. Rồi lên liền cho em mã váy caro tặng 89.000 trên hết với cái sọc đó lại đây. Váy caro 89.000 chị Lê Ngọc Anh Dương. Mịn nha. Rồi lên liền cho em mã len hồng 39.000. Chốt liền cho em mã len hồng dùm cho em 39.000. Rồi chị có cái túi đó ra. Lên liền cho em mã len hồng 39.000. Ui, thằng nâu. Quần nâu dùng cho em 39.000 luôn, size M luôn. Quần nâu 39.000 size M. Ủa khăn này nó sao nó lẻ lẻ đi em, như hơn 10 cái rồi. Không có để lại rồi. Để một lóc rồi. Còn cái này ghi khăn ghi tặng 39.000. Khăn hồng 39.000 chị Phương Trần. Còn cái này khăn 39.000. Nhớ chút chị nào có đơn nha. Chút ra mất công. Quần 39.000 chị Viên Mung. Bóng bóng này có đơn nè. Ở đâu? Cái này nè. Rồi ưu đúng không? Con cắt cái hàng cục ra đúng không? Rồi cái này để em coi cái kia là mặt nó bị gì? Mặt nó sao? Em mặt dùng chị với nó sao vậy? Rồi sao vậy? Nó giống đơn bôn đi. Lệ hàng rồi nè. Lệ hàng nè. Như đơn bôn nha. Cái lệ hàng nó bữa trước cái đây là mua điện sáng này. Cái gọi nó sao em? Bình thường. Ủa? Cái lóc ở trai không có gì trên em. Ủa sao? Bà kêu là nó bị gì mà không được. Là bị gì? Bữa trước em kiểm tra nào em không thấy bị gì. Hả? Mà vô cái lóc ở trai cũng nó bị lậu hay là bị gì đâu. Không bị gì đúng không? Dạ, bị gì. Ủa chứ đang chụp hình qua cho chị. Chị Ngọc bất ngờ bé ý là cái này nó bị gì chị? Chính nha chị Chu Ngân. Chị Ngọc bắt đầu bê cái áo này chị gửi lại cho Hải nó bị gì á. Không có thấy bị gì hết trơn à. Thôi chốn em. Lên liền cho em mặc áo đi mấy chị ơi. Áo nha mấy chị ơi nha. Tặng lốt luôn cho mấy chị con này 89.000. Em bán 100 mấy á mấy chị. Không bị gì hết nha. Không rồi khách nào lỗi mà giờ em mặc nhân viên nhà em cắt cho em mặc thử mấy chị. Hồi chị thấy bình thường mà đâu có gì. Thì cái áo này chỉnh lắm luôn ấy. Cái áo này là cái bao của nó là cái bao chỉnh eo ấy. 89.000 nha. À 89 nha chị Phương Trần. Như sắp kêu là bị gì lắm ấy chứ. Mẹ không thấy nó bị gì hết trơn ấy. Không có bị gì hết. Chị kêu là chỉ mặc sao ấy. Chứ không phải là bị lỗi mà. Chỉ như rách hay là gì hết đó.
Rồi lên liền cho em mặc áo này 39 ngàn. Lên liền cho em mặc áo kem 39 ngàn dùm cho em. Áo kem 39 ngàn. Đây có mấy cái túi này, mấy đôi dài cho bé nè. Dài này chút nào có đơn nha, size 31 này tặng 39 ngàn luôn. Lên liền cho em ở về bé size 31 nè. Size mấy vậy em, 31 rồi. Ba mốt ba hai ba sáu ba chín ngàn nốt đi mấy chị ơi. Cái này bán không đủ tiền xếp đâu nha, cái này bán vui đó. Vậy bé 31 32 36 nha, bán 39 ngàn vậy nhỏ kìa. À 39 nha chị Chinh Chinh. Về bé 31 32 36 nè. Về bé xe 31 cho chị Phương Trần. Ôi cái này bao nhiêu ông ta. Chị Hương chưa. Ba ba sợ bị rộng ấy. Rồi cái này 59 ngàn. Lên liền em mà bút đen xe 33 nè. Bút đen xe 33 59 ngàn. Cái này cái gì thấy không. Về đôi 36 cho chị Đất Nguyễn. Bao em cũng có một đôi mà đôi đó nó lên đây nè. Nó lên nó cao hơn đây một chút xíu. Xe 32 cho chị Nguyễn Thùy. Cái đô này dễ thương lắm mấy chị. 39. Cái này là 59 size 33. Cái đô này cưng lắm nha. Bốt đen size 33 59 nha. Cái này hàng trên 180 của Nhãi đó. Rồi xanh 39 ngàn 34 nè. Xanh 39 ngàn 34. Thì hôm qua có bỏ cái đô bốt đen đó vô cho gì cũng được. Cái làm tạm đó. Chị nói mà không nghe. Cái đô bốt đen hôm bữa chị có để chừa lại một đôi á. Để đâu à. Cái bộ này mà nó có thun ở trên nó kìa. Hai đô mà chị chốt một đô chị để là một đô. Rồi size 34, xanh size 34, 39 ngàn có đôi. Mốt đen 59 size 33 cho chị Thanh Ngân Nguyễn. Thì cái này nhớ size số 5 là size số mấy đấy. Số 5. Cái nhà em 20 tuổi. Này nó bay màu mẹ rồi. Cái này em nhớ số 5 là size bé size 34 với chị Huỳnh Trang. Ủa rồi số 5 là size 38. Số 5 này là size 38 mới tặng nốt luôn cho mấy chị 49 ngàn luôn. Cái này nó tương đương 38, 39 đó mấy chị. Số 5 mình như 39 đấy. Số 5, 39, số 1, số 2, số 3, số 4, số 5 đúng rồi. Lên liền cho em mã size 39 đấy. Tặng mấy chị con đèn luôn. Mấy ngày chị mới về đọc bao nhiêu rồi. Tập vui như vậy mấy chiếc 49 hay 59 giờ. Lên liền cho em mã size 39 đi mấy chị. Giày trắng size 39 nè. Em mới đọc bao nhiêu mấy chị. Size 39 nha. Em đọc bao nhiêu mẹ quên rồi. 49 ngàn 49 này mấy chị. Giày size 39 49 nha chị Lê Ngọc Ánh Dương. Rồi cái này lên liền cho em mã dùng cho em váy kem dùng cho em. Cái kem này tặng luôn 89 ngàn luôn. Cái kem này là 169 nè mấy chị. 169 nha, em tặng luôn cho cả nhà luôn đi. Tặng luôn 89 ngàn cái kem nha. 89 ngàn 169 nè. Cái này không biết đơn của chị lệ hàng sao bị ngại xuống đây hoài lắm đó chứ ơi. Hàng em 3 bình khác luôn. Lên liền cho em mặc áo đen 39 ngàn. Áo đen 39 ngàn, chúc em mặc áo đen 39 ngàn. Áo đen 39 ngàn dùng cho ai nè. Cái kem 89 nha chị Tết Chiên Nguyễn. Rồi lên liền cho em mã số 1 dùm cho em. Đơn em mai em sẽ lấy nhanh luôn. Còn cô thả đơn này em muốn à. Thì xíu kẻ ra ghi dùm chị. Đơn. Đơn ngày mới ngày mai luôn cho chị nha. Kẻ ngày mai cho ra sẵn luôn. Mấy đơn cũ á kìa. Đơn mà cũ ôi là cũ luôn á. Phải ngó mấy cái đơn mà cách cũ mà thấy lâu để lấy nhá, xả luôn đi. Chưa chắc mình người ta ghé lấy đâu, xả trước hết luôn. Ở trước khi nghỉ chứ giờ chị nghỉ thôi, bữa không ai lấy máy thôi. Lên liền cho em áo kem 59 ngàn. Áo kem 59 với chị Diễm nè. Rồi lên liền cho em áo xám dùm cho em nè. Lên liền cho em áo xám, xả mấy chị 69 ngàn. Lên liền cho em áo hô đi xám 69 ngàn. Chúc em áo hô đi xám 69 ngàn. Chị nào mà ghé lấy mà mua hàng mà ghé lấy đẹp đẹp là người ta hay ghé lấy lắm mấy chị.
còn bà nào để thì ai gặp nó mới chết. Để lâu ô là lâu đi. Ghi lê dùng cho em đi, cặp với chị 79 nha. Lên dùng cho em ở ghi lê 79 nha, dùng cho em. Khách, khách ở tỉnh, khách ở tuốt, ở đâu mà ở Đồng Nai nè, ở tuốt, ở cánh miền Tây nè, cánh ở trong miền Nam nè. Người ta nhận hàng người ta mặc rồi mới chứ. Sao sao chị nghe chị Thu Hiền mà có nhiều bà ghé lấy nha, cả tháng trời chưa ghé luôn. Có nhiều chị hình như ê cái đơn nhiều rồi bưng chứ có mấy cái túi chị để lại á. Ừ. Cảm ơn chúng chưa ghé lấy luôn hả? Trời, ý là đem vô cho chị luôn, để chị xả luôn. Ghi lê 79 nè. Ghi lê 79 nha chị Minh Minh Ly. Cái váy này nó bị lỗi cái gì không biết chị. Lỗi gì em kiếm ra cho em. Không bị lỗi gì em mới bỏ qua đây đúng không? Có mua hồi nãy có mua lỗi là anh xử dây dẫn mùa chị lỗi. Lỗi gì nè. Thôi cái này em bán tặng với chị 39 nè, rồi mấy chị coi thử em có lỗi hay không nha, mà bán đại 39 đi. Này như không có lỗi gì hết á, 39 nè luôn đi cho chị nào nhanh nè. Làm tơ nha mấy chị nha, 39 nè. Giờ ông ngồi kiểm tra lỗi mấy chị. Lên liền cho em hả? Đây, về mai lại thôi mấy chị. Đây, cái này về mấy chị mai đạp lại thôi mấy chị, 39 nè. Rồi cái này lên liền cho em hoa size L con này. Mấy bài chị nha chị Lan ở Anh Dương. Rồi con này là hoa size L dùng cho em ha. Hoa size L nha cả nhà ơi. Hoa size L tặng luôn cho mấy chị 69 ngàn. Hoa size L 69 ngàn. Bố Nguyễn này là bà này. Kể cho nghe cái sự tích thôi. Sự tích của chị này nha mấy chị được nha. Một cái đơn bưu điện người ta dán nhầm. Người này qua người kia mấy chị. Hoa 69 nha chị Lan ở Anh Dương. Cái xong cái đơn này người ta gửi lại là không đồng nha. Xong mà chị không có nhận hoàn về tiếp. Mà lúc mà cái đơn kia chỉ nhận là chị chuyển khoản, chị nhập tiền vô rồi mấy chị. Cái đơn này là gửi không đồng. Không đồng nha, không đồng nha mấy chị nha. Tới không chịu nhận, từ chối nhận hàng. Xong bên bưu điện người ta, bên bưu điện bên em á, người ta chuyển khoản cái tiền đó lại luôn. Người ta không có cần chỉ nhận cái đơn này luôn mấy chị. Không cần chuyển khoản, không cần nhận cái đơn này cho hàng về luôn. Mà bên em đã chuyển khoản lại cho chị cái đơn 300 mấy rồi đó. Cái xong cái đơn sau chị mua tiếp cho mấy chị nha. Đơn sau chị mua tiếp. Xong rồi chị cũng không có nhận luôn mấy chị. Chị không có nhận luôn. Chị bảo là cái gì quên rồi. À, cái đơn này phải không đồng nữa. Là trong khi đó là những em đã chuyển khoản trả lại rồi mấy chị. Đã chuyển khoản trả lại 300 mấy rồi. Xong cái đơn tiếp theo như thế này cũng biểu là sửa lại không đồng nữa mấy chị. À, trong khi đó là những em phải mất 300 mấy đúng không? 300 mấy cho mấy chịu nha. Thế mà không có chịu nhận mấy chị. Không có chịu nhận tới. Sao hoàn về đây, sao cái bữa vô mua hàng không có được có mấy chị kìa. Sao cái nhắn tin chửi mấy chị. Chửi quá trời quá đất luôn. Phong tặng luôn 39 ngàn luôn. Tranh đánh 39 cho chị Lan ở Anh Dương. Không mua hàng được cũng chửi. Mua được rồi sao mà bôn cũng chửi. Khổ. Cái đang mặc 220 á chứ. Ấu lộn không. Không chịu bán nha, tối bán lại mấy chị. Có bán lại nha, xíu em coi ở trong cái kệ kia còn giờ nó không ra. Ngày mai bán. Rồi lên liền dùng che mã, dùng che áo phong cho Quỳnh Anh hai con luôn nè, cho Quỳnh Anh hai con luôn đi. Bao nhiêu rồi? 39 ngàn chốt cho Quỳnh Anh hai con luôn. Rồi lên liền che mã chân vái dùng che. Chân vái nhũ tặng với chị luôn. 39 ngàn, chốt khi nào có đơn nha. Nhũ 39 ngàn. Chân vái nhũ size cái này cho mấy chị mặc size S thôi, 39 ngàn đi. Cái nào có đơn nha, mất công xả ra xả vô mấy chị ơi. Cho mấy 39 nha chị Diễm Hà. Ôi ôi, mua về mặt ngủ nè. Lên liền cho em mã vàng 39 ngàn đi. Vàng 39 ngàn. Vàng 39 ngàn, chúc em mã vàng 39 ngàn. Vàng 39 ngàn. Em chịu cái sọc này ra bỏ sọc tới rồi. Rồi lên liền cho em mã sơ mi. Sơ mi này đang chạy hàng 101, 102. À mấy chị 59 ngàn. Sơ mi 59 ngàn. Chúng em mã sơ mi 59 ngàn. Rồi giờ là chuẩn bị tới hàng mà để lại mang nhưng mà tiếc mà chưa bỏ bao nha mấy chị. Rồi 39 ngàn chị Bùi Xuân Diệu. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. Chân vái size S nè mấy chị. Chân vái này siêu dễ thương luôn. Size S dùng cho em 49 ngàn. Học bỏ đi, bỏ vô sổ đi. Cái vàng, cái trắng nó bị phối.
Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. À chị Nho Nguyễn ơi, chị mua đi hả, chứ hãy bỏ cái nịch vô cho chị nha. Em à, chú gì nha. 59 nha chị Nhỏ Nguyễn. À Nhỏ Nguyễn. Đúng không? Em nội chị cái nịch đúng không? Chứ em bỏ vô luôn ở trong cái áo trắng đó luôn đi. Bởi vì cái nịch đen á, nịch đen á. Chân vá dùng cho em đi, chân vá em đọc bao nhiêu vậy? Chân vá 59.000 size S. Chân vá 59 nha chị. Bởi vì chị cái nịch luôn đi. Ủa cái này có cái chân vá 59 nha chị Nguyễn Phương Hà. Cái này có cái áo không à? Rồi cái này cho bé này mấy chị, sao nó còn cái áo không à? Size 120 này mấy chị. Tặng luôn 19.000 đi. Lên liền cho em áo bé size 120 nha, 19.000 luôn nè mấy chị. Ui. Cái hàng tao lao nè, trả luôn 59.000 luôn. Lên liền cho em ở số 159 áo bé cho chị Nguyễn Thùy. Nè thấy không, cái hàng của mình lên nó không bao giờ nó đẹp bằng cái hàng tao bao ấy, kỳ lắm luôn á. Nè không bao giờ nó giống được cái kiểu như là dáng đâu mấy chị. Hàng này của mình lên có mấy chị nha, tại vì hàng tao lao thì nó rất là đắt luôn, nó rơi tầm khoảng 200 mấy ngàn một cái áo, là 200 mấy lần mấy chị. Nhưng mà đây là hàng tao lao nè, hàng miên này 59.000. Rồi lên liền cho em mã số 2 này, tặng với chị luôn 59.000. Rồi lên liền cho em mã số 2 69.000. Ư ư ư không được, cái mã này không được nữa. Nó này dễ mặc đi. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. Lên liền cho em mã trắng dùng cho em này, 39.000 luôn. Lên liền cho em mã số 2 39.000. Số 2 dùng cho em 39.000. Rồi em có mấy cái áo len bé này mấy chị. Len bé này là 20kg mang vừa nè. Gấu cho bé 20kg ha, tặng luôn 39.000. Số 2 là cái mẫu này. Số 2 là ợt mà chị. Cái nhỏ này là không mấy chị ơi, lên lại dùng cho em đi. Cái áo len đó nó bị, cái áo len nó bị lỗ rồi mấy chị. Em bỏ ra từ nha, lai nốt cho mấy chị luôn. Giờ lấy trắng ghi trắng đi chị, nào lấy áo len bé ghi len bé. Len bé chị bán bao nhiêu vậy? Gấu bé 39.000 dùng cho em. Rồi cái xanh này cho bé tầm khoảng 12kg rồi nè mấy chị. Lên bé 39 nha chị Lê Trâm. Chị nào lấy mà áo trắng ba, áo trắng 39 thì ghi áo trắng 39 dùng cho nha. Rồi cái này lên liền cho em mà áo xanh. Xanh này tầm cho bé tầm khoảng 12kg thôi. Xanh nha, 39.000. Lên liền cho em mà xanh hàng 12kg. Rồi lên liền cho em mà quần xám dùng cho em, quần xám thôn này tặng luôn 59.000. Xanh 39 nha chị Bùi Xuân Diệu. Rồi lên liền cho em mà xám 59.000 dùng cho em. Xám 59.000. Ôi tự nhiên bữa nay nó mỗi cổ thật sự luôn á. Mệt kinh khủng. Rồi lên liền cho em mà áo xô 49.000. Áo trắng 39 lúc nãy cho chị Thu Hiền. Rồi lên liền cho em mà áo xô dùng cho em 49.000. Ủa? Ủa alo, alo nha, hôm áo xô này bán 39.000 nha. Mắc cái nút mới chứ, về gài nút vô dùm cho em thì thêm cái nút vô cũng được mới chứ. Tặng luôn 39.000. Xô dùm cho em 39.000 dùm cho em, mắc cái nút nha. Quần xám cho chị Diễm Hà. Áo xám, quần xám 49.000. Áo xô dùm cho em 39.000. Còn lên liền cho em ở chân vá dùm cho em 69.000 luôn. Số 39 nha chị Binh Binh Ly. Chân váy này mấy chị nào mặc size S, size M đổ lại tặng luôn đi, 69.000. Chân váy 69.000. Rồi lên liền cho em mã đầm body dùng cho em nè. Đầm body nhưng mà size S thôi nghe. Tặng mấy chị con đầm này 59.000. Cái này đẹp lắm, hãy cũng có một con luôn ấy. Cái này hãy để lại nhưng mà hãy nhớ hãy có một con. Nên lại không có mặc ấy. Không có để, không có like mấy chị. À, không có mặt lại, không có lấy mặt ấy. Đường tối, chị nào lấy chân vái đi, xinh lắm luôn. Đường tối hôm kia đi chưa? Dạ đi rồi chứ thôi. Body 59 với chị Ngọc Bích NP. Rồi lên liền cho em mã đầm body 59.000. Rồi lên liền cho em cái quần 59.000 size M. Đẹp vậy, quần này đẹp. Quần này đẹp được mấy chị. Size M ấy 59.000.
Quần này xinh lắm luôn. Cái này là em mà vô hè là em chỉ cần một cái quần nâu này, một cái quần đen với lại một con chim quái thôi, là suốt ngày chỉ nhìn đó thôi mới chỉ xong mặc cái áo phông của này đó. Đẹp lắm. Quần năm chín với chị Mỹ Hiệp. Thôi chị nào lấy cái quần này của Hải không? Quần này là không, cái quần này là của Hải nha. Chưa mặc lần nào luôn. Thầy luôn đẹp lắm luôn á mấy chị. Sang S này Hải mua 400-500 ngàn gì đó không nhớ nữa. 400-500 ngàn đó Hải tặng luôn 89 ngàn luôn. Lên liền cho em mã quần 89 ngàn. Chưa có mặc luôn ấy. Nè, nói chung lại order như 400-500 ngàn gì á. Size S nhưng mà cái size S này to lắm luôn. Hãy mặc đó tương đương với size M luôn á nghe. Tương đương với size M đó mấy chị. Chị hỏi gì chốt cho Hải nè. 89 ngàn, quần 89 ngàn, xịn sò nha. 400-500 ngàn đó mấy chị. Quần 89 với chị Nhỏ Nguyễn. Em dục cái hàng đó lên đi. Cái này chị lấy. Còn hãy có cái váy này nè mấy chị. Hãy có cái váy này, chị nào ưng lấy mặc thì lấy nha. Tặng luôn mấy chị cái váy này luôn. Tặng mấy chị con váy kem này luôn nè, 69 ngàn luôn. 300 mấy nè. Lên liền cho em mã váy nâu 69 ngàn. Hàng chuẩn, hàng nhà, hàng nhà Ngang Ngọc luôn á. Mà cái hàng này không có like đâu nha mấy chị nha. Hàng này hàng đắt. Rồi chi một cắt bôm nha. Này là hàng bôm. Rồi cái set này tặng một con áo khoác. Váy nâu sao chiến cái chị Bing Bing Ly. Nhưng mà buồn cái là cái dùm này nó bị dính gì ở đây xíu nè. Xíu xíu thôi mấy chị, nguyên set luôn, tặng luôn mấy chị 39 ngàn. 39 ngàn. Đây là hàng bôm nè. Lệ hàng. Một lệ hàng sẵn gì cũng nhiều luôn. Rồi lên liền cho em mã ghi lê dùm cho em nè. Ghi lê tặng mấy chị 89 ngàn. Lên liền cho em mã ghi lê 89 ngàn. Xếp 39 nha chị Thanh Trà. Ghi lê dùm cho em 89 ngàn. Cho em mã ghi lê 89 ngàn. Rồi ngố xoay mờ tặng luôn mấy chị luôn 59 ngàn. Ngố xoay mờ 59 ngàn. Ghi lê 89 nha chị Mỹ Hiệp. Ngố xoay mờ 59 ngàn dùm cho em. Mấy cái này nó lẻ lẻ nó là em bán tặng nha mấy chị nha. Rồi lên liền cho em mã áo trắng kiểu dùm cho em. Áo trắng kiểu nha. Áo trắng kiểu này em chiếc này 59 ngàn. Ủa 59 nha chị Viên Mung. Rồi lên liền cho em mã dùm cho em áo trắng kiểu 59 ngàn. Lên liền cho em mã áo trắng kiểu 59 ngàn. Rồi dùm này em có hai màu trắng xanh nè 59 ngàn. Lên liền cho em mã dùm 59 ngàn kèm màu trắng xanh. Rồi cái dùm này nó đẹp lắm á. Chị nào mà mua một kiểu cái kiểu chị Duyên Ngân. Chị nào mà mua một cái này thế nào cũng phải mua thêm hai ba màu để may nhé. Mặt hơi bị dế nha mấy chị nha. Dung trắng và dung xanh dùng cho em 59 ngàn dùng cho em. Lên màu nha, màu trắng và màu xanh 59 ngàn dùng cho em. Đẹp lắm á cả nhà. Rút dây nha, chị nào mặc tới đâu cũng được hết, mặc tới đâu rút dây tới đó. Size S, size M, size L đều được hết. Lên liền cho em mã dùm kèm màu dùm cho em ở dưới nè, bo chân màu xanh với màu trắng nha, chờ lấy kèm màu dùm cho em. Lên liền cho em mã dùm kèm màu trắng xanh nha mấy chị, định sò lắm. Rồi lên liền cho em mã set này tặng mấy chị 89 ngàn. Lên liền cho em mã set đen 89 ngàn. Set đen nha cả nhà ơi, 89 ngàn dùng cho ai. Đây một con áo crop top này mấy chị, kèm cho mình một con quần này tặng mấy chị luôn 89 ngàn. Lên liền cho em. Chị nào mà chưa đủ đơn á mấy chị ơi, tối vô lên nha, tối em lên bữa nữa sau là ngày mai nữa là đi đơn nha. Xếp đen 89 ngàn. Xếp đen 89 nha chị Cao Viên. Rồi size M nè, trời size này là xả bao nhiêu. Này size L mấy chị ơi. Size L nha cả nhà ơi, tặng mấy chị size này 139 ngàn nha. Size L dùng cho em 139. Của nó là như vậy nha mấy chị ơi nha. Màu áo của nó sẽ đậm hơn một chút xíu. Nguyên set luôn 139 ngàn size L. Này em bán là trăm mấy đó mấy chị, 170-180 luôn.
kỳ giống cái áo này giống bữa hôm trước chị để mặc quá vậy, phải không? Con áo này nè. Rồi lên là dùng cho em mà áo len tím nha mấy chị. Len tím nha, len tím dùng cho em nè. Cái này giờ xe bao nhiêu mấy chị? Tặng mấy chị 79 ngàn nè. Lên là dùng cho em mà len tím 79 ngàn. Có 1 cái thôi, không phải lấy gì em để mặc nè. Cái mẹ mở lên tím 79 ngàn. Xem 139 cho chị Nguyệt Võ. Lên tím 79 cho chị Duy Ngân. Trời ơi, tôi lại bà Linda Linda đi, mới không có bán nữa đâu nghe. Em còn like 3 like nữa mà mấy chị. Khổ ghê luôn ấy. Mấy chị đọc cái đó mấy chị không thấy thương hải đô luôn ấy. Em bảo là em còn like 3 like nữa. Mấy chị mà không có chọn đủ đơn nữa thì tối mình vô nha. Tối mình vô xong hoặc là mai mình vô mấy chị. Xong bây giờ mấy chị xem cả buổi live mình chốt được một cái xong giờ xả. Ngày mai biểu anh Vương xả đi ra 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 luôn. Cái gì đó xả ra mình xong. Trời ơi em còn like nữa mới đi đơn chứ phải chi mà em trưa nay em ngày mai em đi đơn đâu mấy chị. Em còn like hôm nay, tối nay, ngày mai nữa, ngày mai 2k nữa. Ngày mốt em like buổi sáng tầm khoảng 9 giờ. Rồi ngày đó em đi đơn, làm đơn luôn. Rồi lên liền cho em mã lên tím 59 ngàn. Lên tím cho mấy chịu nha, 59 ngàn dùm cho em. Lên liền cho em mã lên tím dùm cho em nè. Lên tím 59 ngàn dùm cho em. Mà nãy giờ mấy cái mã kia mình bán trên 100 ngàn mà đâu có gì để đâu đúng không? 26 hình như cũng đắt mà, trên 100 mà. Ừ, 99 hay là gì đó chứ đâu phải để đâu. Rồi lên liền cho em mã xám dùm cho em. Lên liền cho em mã lên xám 59 ngàn. Lên tím 59 nha chị Linh Nguyễn. Rồi lên liền cho em mã lên xám 59 ngàn. Lên xám 59 ngàn luôn mấy chị. Lên liền cho em mã lên xám 59 ngàn. Rồi cái này là sao? Mà ở trong đây mình mất cái thứ hai này. Gãy mất luôn rồi. Quay ấy. Anh Kim đi chất quen mà. Thì là cái này đơn sao không đi hay là hoàng về. Hoàng là vương trước đây hết rồi. Rồi cái này lơ liều che mã này em tặng với chị 99 ngàn luôn, 169 ngàn. Nhung hình khách mới thích cô nha. Đây. Tặng với chị con này 99 ngàn luôn. Lơ liều che mã đen 99 ngàn, 160, 170 gì mấy chị, hàng hai lớp. 99 ngàn luôn. Áo đen 99 nha chị. Căng căng. Đây có mòn còn mấy lớp. Lên sáng 59 nha chị Nguyễn Diệu Lý. Này em có đôi bốt màu đỏ nè, tặng mấy chị luôn nè. Size gì? Size 30 nè. Size 30 nha. Size 30 tặng cho bé luôn 59 ngàn. Lên liền cho em mã bốt size 30 59 ngàn. Đôi bốt này đẹp. Dễ nha. Lên liền cho em mã bốt đỏ size 30 59 ngàn. Bốt đỏ size 30 dùm cho nha, 59 ngàn có đôi. Lên liền cho em mã bốt đỏ size 30. Rồi cái này nha, cái này em tặng không đồng luôn đi. Em tặng không đồng về mấy chị lao dùng cho em á. Bốt năm chín nha chị Na Hiên Giang. Em có cái bao tóc màu. Có cái bao tóc màu gì rồi đó nữa. Còn màu mà mấy cái màu á chị còn rồi đó không? Mấy cái túi này nó lỗi nhẹ nè. Tặng luôn đi. Đây mấy cái túi này nó lỗ nhẹ thôi nha, không có sao hết đó mấy chị nè. Không có gì bên ngoài luôn, tặng luôn đi. Đây nó đi, tặng luôn ha, chốt mẹ mã tặng đi. Tặng cho chị Nguyễn Phương Hàm. Rồi lên liền cho em mã tặng liền kia. Tặng cho chị Ná Hinh Giang. Nè cái túi này hơi bị cưng đó nghe. Nguyễn Danh Đa này sao kỹ lại đi. Tặng cho chị Hồng Cẩm. Mấy đôi em. Chị nhét ở trong đó xong rồi không muốn kể ra chị ra. Rồi cái này túi đen này không có gì hết mấy chị ơi. Tặng với chị luôn 59 ngàn.
lên liền cho em mã túi đen 59 ngàn. Túi đen 59 ngàn. Cái túi đen này là của khách xã ra nè, 59 ngàn. Còn cái nữa kìa. Rồi cái này lên liền cho em mã tóc nè, em tặng luôn cho mấy chị 79 ngàn lố luôn. Lố này của Hải 10 thôi á. Ở ngoài mấy chị mua 15 ngàn. Tặng cho chị Mỹ thì ở ngoài rẻ rẻ mà bèo bèo cũng phải là 10 ngàn, 12 ngàn một đôi tóc nha. 10 ngàn, 12 ngàn đôi tóc cho mấy chị nha. Em tặng mấy chị 79 ngàn một lố 10 đô luôn. Một lố 10 đô. Không, cái đó là bán đấy. Cái con này bán này. Con này bao nhiêu? 59 ngàn. Tóc này em xả mấy chị 79 ngàn. Cái đen 59 cho chị gọt bánh NP 79 ngàn 10 đô. Đây là tóc 10 đôi nha, là tóc cái tóc này. Tóc này là tóc đẹp á mấy chị, chứ không phải là đừng có so với tóc gấu hay là mấy cái tóc mà 39 ngàn 10 đôi hay là này kia đâu nha. Đẹp lắm ấy. Tóc 79 nha chị Văn Huỳnh. Tóc này là mấy chị đi chợ thôi. Là mấy chị mua phải là tóc 79 nha chị Diễm Hà. 12 ngàn một đôi á. Tóc nha chị Niêm Nguyễn. Hôm trước mà Noel á kìa. Đi tìm tóc tóc màu trắng cho bo cho Noel á, mua con đôi tóc này 15 ngàn một đôi. Đó. Tóc 75 ngàn. Tại vì mua có đô nên người ta bán 15 ngàn. Rồi cái này tóc nam màu đen 35 ngàn. 35 ngàn 10 đôi. Lên liền cho em mã tóc đen. Nãy chiều em chốt được một váy đúng không? Như Lê. Đúng rồi chị Như Lê. Tóc này đúng xịn đẹp luôn. Đẹp lắm á mấy chị ơi. Cái tóc này 79 ngàn nhưng mà nó tóc dai nó đẹp lắm. Rồi lên liền cho em mã tóc này là tóc nam nghe. Tóc nam dùng cho em luôn 35 ngàn còn nhiều không? Tóc này là hàng bao nhiêu hàng? Hàng bảy mấy á, hôm mày bán tặng 35 ngàn đi để em bán tặng cho cả nhà luôn 35 ngàn 10 đô. Cái này tóc nam. Nam nữ mình đều mang ok á mấy chị. Nam dùng cho em. Tóc nam cho chị Na Hinh Giang. Tóc nam 35 ngàn. Tóc nam cho chị Trần Duyên. Còn cái đó là đây chị đi. Rồi cái set này. Tóc nam 35 cho chị Nguyễn Phương Hàm. Cái này bán 10 set nha. 10 set. Tóc nam cho chị Nhỏ Nguyễn. Đây cái set này nó bị lỗi đây nè. Lỗi cho cái cổ đúng không? Đây cái cổ nó bị tụt này. Bị tụt nha mấy chị nha. Vì mấy chị mai là một set cũng một chút xíu không. Tặng mấy chị set này 99 ngàn. Tóc nam cho chị Xuân Lập Hoàng. Rồi lên liền kê mã set 99 ngàn. Lên liền kê mã set 99 ngàn. Giờ nhà em like sớm giờ quá chờ hàng đúng mấy chứ. Giờ là em chỉ xả bớt cái hàng lẻ lẻ nha. Chín chín nha chị Vân Vân. Hãy chưa có coi được tin nhắn chị Chiên đổi gì chấm giùm em tìm chị không có được. Em không có tìm được tin nhắn của chị tới vô tin nhắn chờ cũng không thấy luôn. Tin nhắn spam cũng không có luôn. Này là lỗi nè. Này lỗi đúng không? Đâu em có đâu rồi. Đâu là cái gì nãy chị để đâu rồi. Cái gì đây nè. Ở đây kìa. Cái này nó đơn giản lắm luôn á em. Đột sâu một chút xíu thôi. Chưa tới 5 ngàn luôn á. Mà khách cũng gửi lại bó tay thiệt luôn á. Mấy chị nè. Cái này kiểu giống như là nó bị tụt cái đường chỉ thôi. Em nói thật luôn á. Nó không phải rách nha. Mà nó chỉ tụt cái sới chỉ ở đây nè. Cái gì cần đạp lại một chút xíu thôi mấy chị. Cái này chị bán sale 159 ngàn thì sale rồi đó em. Mà khách cũng như vậy luôn á, thật sự luôn á. Chị bà thật sự khó tính thật sự luôn. Thế chị biết cái đầm này em nhập vô là hàng 200 rồi đó. 200 nha, em xem 159 mà em không nghĩ. Tại vì hàng cao như thế này nó ít khi có lỗi á mấy chị. Ở đây nó tụt cái đường chỉ thôi mấy chị ơi. Bán có 159 ngàn à. Nếu mà chị thật sự xích là người ta sẽ sửa liền luôn á. Tặng nốt mấy chị luôn đi. 139 ngàn về đặt vô thôi nha. 139 ngàn. Nam phố 139 nha chị Hoa Nguyễn. Thầy cái tình đó mấy chị ơi. Quá trời quá đất. Đang là làm sao nè. Không có việc gì hết. Đây cũng vậy nè. Kì mà sao cái chị này vô lý lắm luôn á em. Cái nào nó cũng bị tục tục này thôi. Thôi là đó. Thấy vô lý không? Như là mua về không thích sao có cắt cái đường chỉ. Thiệt. Chờ khách. Ừ. Rồi lên liền em tặng cái này 39 ngàn luôn nè.
Cái này cũng vậy nha. Cái này cũng vậy nha mấy chị nha, cùng một chị luôn. Đây nè. Đâu rồi? Đâu nhỏ? Đây. Đây cũng vậy nha mấy chị nha. Cũng là tục cái đường chỉ thôi nè, chứ không bị rách gì hết nha. Tục đường chỉ thôi, đem ra mai một chút xíu thôi, 5.000 hay là mình tự móc cũng được mấy chị, tự móc cũng được luôn. 39.000 luôn. Đây 39 nha chị Bùi Xuân Diệu. Một cái đậm mấy chục ngàn mấy chị ơi. Không như vậy không gửi lại, buồn dễ sợ luôn. Rồi cái này là sao nè? Đây đúng không? Rồi cái này còn chấp nhận được nè. Rồi cái này là nó bị nè mấy chị nè. Đó, mấy chị thấy không? Nhưng mà ở bên trong của nó là có một cái lớp này mấy chị nè. Đó. Xíu xíu thôi, mình mặc áo khoái thì bình thường nha. Tặng luôn cho mấy chị luôn. Sao đâu gửi lại. Rồi lên liền cho em mặc khoác đi. Tặng luôn mấy chị con này 69.000 luôn. Khoác 69.000. À đây, cái đầm này nữa mấy chị. Khoan sao chính cho chị Hoa Nguyễn. Cầm này là đâu đấy? Ở dưới á. Đấy, dưới có một cái lỗ. Chị chụp ra đây. Đâu đây á? Có. Từ từ nha mấy chế, từ từ nha. Nhưng mà nó nhẹ lắm luôn, không thấy đâu mấy chị. Mặc hai bạch cái tờ dưới xuống thêm làm gì đúng không? Có. Không có, chị có chụp ra cho chị á. Có cái tờ dưới á. Trời ơi, em coi cái váy này nè. Cái váy này xịn sò lắm. Em coi cái tài dưới đi. Đó, chị có chụp qua cho chị á. Từ từ nha. Coi đi, từ từ để em coi cho mấy chị. Coi nhắn tin cho chị. Ngay dưới cái chân luôn á. Dưới sát cái chân luôn. Sát cái chân á. Ừ, không ai dỡ ra coi cái này. Cái này là khách đã bạch ra rồi đó mấy chị. Có bị xíu đây nè. Mấy chị thấy không này. Nhưng mà cái này là khách đã căng ra lắm luôn. Và em cũng để sát cho mình nè. Mà giờ em tìm không có ra nè. Đây cái này bán tặng luôn đi chị nào luôn. Thì bây giờ em không thấy luôn á. Ê sao chị không thấy đâu hết trơn vậy? Chứ là khách banh ra kìa. Nào. Không mà khách banh ra kiểu như là người ta làm ra đây như thế này nè. Ủa sao mình kiểu không thấy. Ủa sao? Từ từ đi, em coi đi lại đi, em mất công bán cho khách về khách kêu lỗi á. Em coi cái chuỗi tay tiếp. Từ mấy chị nha. Minh Lê là hàng bôm đúng không? Không phải. Ngay chỗ cái xà. Đây cái này là phong, em bị bôm này mấy chị. Minh Lê là em bị bôm nè. Ê quên. Có chưa? Hoa Nguyễn, ý là nó không có thấy đâu chị, nói thật luôn ấy. Cái này là chắc là khách chị ấy là kiểu như là việc ý là gỡ ra như thế này nè mấy chị này, kiểu như là rị ra như thế này để thấy luôn. Trời ơi nó gì chỗ cái tay tay cái tay chỗ cái tay này mấy chị, tay xíu xíu chỗ cái tay thôi. Trời ơi mấy bà làm khó ghê luôn quá trời ơi, sợ thật luôn ấy, thiệt luôn nè, ngay cái tay nghe. Trời ơi bây giờ tặng mấy chị cái đầm này 129.000 nghe, 129.000 luôn nè, 108 đó, 107 nè, à luôn 129 nè. Trời ơi làm nãy giờ mất mấy phút, 10 phút 5 phút rồi ngay chỗ cái tay á mấy chị. Em tưởng đâu chị, tưởng nó là dưới cái tà như thế này. Trời ơi thiệt sự luôn mấy bà ơi, cái đầm này mua 300-400.000 đó, bán coi 107.000 à. Sợi nha. À đây em có quần jean này mấy chị. Để
sợ thật sự. Đây cái này nha. Mấy 129 nha chị Hoa Nguyễn. Cái này mấy chị về mấy chị có thể cắt quần lên mặt được nha. Đây nè, cái quần trên này nè, em về hàng á nó bị lỗi mấy chị. Nhưng mà em lười trả lại cho người ta quá à. Người ta kêu gửi lại để người ta trả tiền á mà giờ em lười gửi lắm mấy chị. Mấy chiếc quần trên này trên cô ba. Cái này về mấy chị có thể cắt nè, hay là mấy chị đi gì quên rồi. Tẩy màu cũng được nha mấy chị nha. Đây size 28 nè. Cái này em bán tặng á, chị nào ưng lấy thì chốt nghe. Về mấy chị có thể giặt ra này kia cũng được nè. Hoặc là cắt quần đùi gì mang tùy theo nha mấy chị nha. Đây, nó bị len nè. Cái này đi quách màu lại được chứ bộ đúng không? Quần rinh đi tẩy màu lại được đúng không mấy chị? Có quách màu lại được không? Cái này em bán, em tặng đi nghe, chị nào được cái gì được nha. Còn chị nào ưng lấy thì lấy thì đúng không? Mà quần rinh là gì có thể đi ủ màu lại được đúng không mấy chị? Này, nó bị như thế này nè. Bây giờ em bỏ em cũng tiếc lắm mấy chị. Thật sự luôn ấy, tiếc lắm luôn. Tại vì cái quần rinh cô ba này nó đẹp. Được không mấy chị? Thì nhiều lúc em tặng vậy mấy chị kêu mặt không được, mấy chị chửi em nữa em sợ ấy. Size M, size 28 nè. Cái này đi quách lại được không mấy chị? Quần rinh đẹp không mà, quần rinh cô ba không mà. Size 27 nè. Hay là bạn nào ưng lấy không em tặng hết luôn, để về mấy chị cho ai cho. Thì cái quần đen này bị gì vậy? Quần đen này bị gì vậy? Cái này về mấy chị có thể giặt ra được ấy. Tại vì em lười gỡ lại quá. Này, tặng cho chị nào ưng lấy thì tặng cho. Tặng cái gì Thủy Huỳnh? Có 28 hay 90. Chị nào ưng lấy thì chốt nha. Rồi, này cái này là bôm nè. Chắc có tặng cho rồi. Chị Cao Viên. Chị còn lại cho hết chị Cao Viên luôn. Em cho chị hết luôn nghe. Tặng cho chị. Bà Thanh Thảo ơi, bà mua nào có đủ đơn đâu. Hôm trước có đôi giày bé có 39 nghèo không đủ đơn, cũng mới vừa xả đó bà ơi. Hồi bữa nay cũng đâu có đơn đâu mà tặng mất công, về xả ra mất công lắm. Còn lại cho hết chị Cao Viên đi em. Tặng hết chị Cao Viên đi. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. Lên liền cho em mã dùng cho em nè. Xé sọc dùng cho em nè. Sọc nha mấy chịu nha. Bấm lên chịu thôi. Bấm cái chữ đó thôi. Đó, mấy coi đâu mà con mấy dùng. Đó. Đây, lên liền cho em mã dùng cho em. Xét Dior nè. Cái xét Dior này em xả mấy chị 99 ngàn. Dior này 160 nè. Cái này là hàng bôm nha. Còn sọc này là 69 ngàn. Lên liền cho em mã xét sọc dùng cho em. 69 ngàn dùng cho em. Xét sọc nha cả nhà ơi, 69 ngàn. Rồi xét Dior 65kg đổ lọc men ok nè, 99 ngàn. Dior này là hàng đắt nha mấy chị nha. Dior này hàng 100, 200 ngàn hết, gần 200 ngàn hết. Dior 99 ngàn. Dior 99 nha chị Vinh Vinh. Nó vừa bóc cái quần này ra là cái gì nè. Cái quần này. Cái này không được. Cái quần này gì lên trầm nữa. À đây, mấy chị nãy bóc cái áo này này kéo lên. Đây, mấy cái áo này là mấy cái áo xịn luôn ấy. Tặng cho chị nào có đơn luôn, tặng mấy chị à. 49 ngàn luôn. Lên liền cho em mặc áo 49 ngàn. Rồi bà Minh Lên này, xong bà bô mình cái cục hàng bưởi chát kìa em. Này mấy chị, tặng mấy chị 49 ngàn, giờ lấy đen ghi đen này. Giờ lấy hồng ghi hồng, giờ lấy nâu ghi nâu nha. 49 ngàn, áo phông xịn đó. Áo phông hàng 90 ngàn đó. 90 ngàn nha, chứ không phải là hàng mấy chục bình thường đâu mấy chị. Toàn là phong hãng không à. Nâu nè. Hồng này mặc quần mối đẹp nè. Đen này cũng không nâu cho chị Linh Nguyễn. Toàn hàng tịnh không à. 49 ngàn. Chị nào lấy hồng kia hồng. Hồng này là mấy chị ơi, hồng này là mặc quần mối đâu được nha. Đen cũng vậy nha. Vàng là mặc bầu nè. Tình xạo lắm ấy. Đen dùng cho em bộ địa hồng. Chờ con này có con này mấy chị. Phong đen cho chị. Rồi con này là size S. Phong đen cho chị Duy Ngân. Rồi cái này là đen size S này cả nhà. Nhưng mà con này nó bị loang. Nó bị loang nha. Tặng luôn 49 ngàn.
Lên liền cho em mã váy đen 49 ngàn. Váy đen 49 ngàn. Có cái hồng đẹp mà mấy chị. Hồng với sao là đen 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 nữa. Đẹp lắm đây nè. Đây nè. Con hồng này mặc giá đó mấy chị. Mặc quần ngố đi đẹp lắm ấy. Phía sau của nó là đen như thế này. Phía sau là đen nha. Đang qua đang lại đó mấy chị. Đầm đen 49 nha chị Căng Căng. Cái này là ai đó. Rồi cái này caro này mấy chị. Cái này về mai cũng được làm mà. Mai được đúng không? Rồi cái này về sửa được này mấy chị này. Sửa được nha. Tặng luôn mấy chị 29 ngàn. Caro vàng 29 ngàn. Bị tụt cái chỉ ở đây này. 29 ngàn. Đó liền em ở caro vàng 29 ngàn. Caro vàng 29 nha chị Bing Bing Ly. Tráng khá tặng luôn. Cái này có gì gì đâu nha. Do một chút xíu xìu xìu ở đây đâu mấy chị. Xíu xìu xìu thôi. Màu trắng này giặt ra được nha. 39 ngàn. Sơ mi trắng 39 ngàn dùm cho. Cái gì đó? Thì cái này là gì nhở? À thuộc ra đó hả? À bên trong này nó thấy gì không? Rồi cái này lên liền cho em mã dùng cho em này mấy chị. Không có. Đây nè, nó bị tụt cái đường ở đây nè mấy chị nè. Nhưng mà cái này mình mặc khoác ra đây mình không thấy gì chưa. Tặng luôn 29 ngàn luôn. Lên liền cho em mã xanh 29 ngàn. Chờ lấy sơ mi đi, sơ mi đẹp lắm luôn ấy. Thầy. Nó đẹp luôn. Giờ lấy chốt đi dùng cho em mã dùng cho em. Khoác dùng cho em nha. Sơ mi trắng nha chị Bích Đoan. Tao sẽ lên. Tối nay là thiệt sự mấy chị luôn nghe. Không say mà tiếc luôn á. Thiệt. Tối nay là 29, 39, 49 nha mấy chị nha. Quấy xét về sale banh nóc. Xin 29 nha chị Phương Trần. Đây em có cái này. Để mấy chị giặt nha. Cái đầm này mà bỏ thì nó tiếc quá à. Thiệt sự. Mấy chị về giặt ra thôi. Do là em bị rách cái bao á. Xong rồi nó bị dính nè. Tặng luôn. Lên liền cho em đã tặng váy xanh liền chứ. Lên liền cho em đã tặng váy xanh. Bỏ thì tiếc quá chị. Lên liền cho em mã tặng váy xanh liền cho em. Do là nó bị rách cái bao ấy. Xong rồi nó bị dơ mấy chị. Rồi lên liền cho em mã lên hồng tặng 39 ngàn. Lên hồng 39 ngàn luôn. Đây này em còn cái quần rinh nữa nè. Kìa cho nó. Tặng váy xanh cho chị Vinh Vinh. Đúng rồi chị Câu Viên. Chị lấy cho mấy chị nào ở trên mũ đi làm này kia. Đi làm á. Đi làm rẫy này kia mặc được. Rồi lên liền cho em mặc áo miêu nè cả nhà. Áo miêu nha, áo miêu này tặng luôn 39 ngàn luôn. Áo miêu 39 ngàn. Lên liền cho em mặc áo miêu 39 ngàn dùm cho em. Miêu 39 ngàn. Miêu 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 miêu. Sức hồng này là sao nhỉ? Sức cao này là sao? Rồi lên liền cho em mặc sức cam 59 ngàn. Lên liền cho em mã xếp cam 59 ngàn. Hồng đi em. Hồng kìa. Áo miêu 39 cái gì tình lương. Lên hồng bao nhiêu? Lên hồng 39. Cam. Lên hồng 39 cái gì Hoa Nguyễn. Cam 59 ngàn. Rồi lên liền cho em mã chân vái 39 ngàn size S này. Chân vái 39 ngàn size S. Rồi lên liền cho em mã hoodie xám dùng cho em. Hoodie xám. Cam 59 cái gì tình lương. Hoodie xám dùng cho em. Hoodie xám 39 ngàn nha. Lên liền cho em mã hoodie xám 39 ngàn. Cam quái cho chị An lên. Hoodie xám mấy? 39 ngàn. Rồi lên liền cho em mã váy vàng 59 ngàn. Lên liền cho em mã váy vàng 59 ngàn size S. Váy vàng 59 ngàn size S dùm cho em. Vàng 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 59 ngàn size S. Vàng này đẹp. Mua về mang đi tiệc. Hôn đuôi cá. Thôi đi sáng cho chị Nguyệt Võ. Cái con này là hàng ta bao nha. Lúc mình mặc lên thì nó mới vô eo như thế này nè. Thì nó mới nhúng nhúng ở phía trước này nha. Mới chịu nha. Lên liền cho em mã dùm cho em. Váy vàng
59. Mấy vàng 59 với chị Minh Minh lên. Rồi lên là dùng cho em mã chân váy lên. Chân váy lên 39.000. Chúc em mã chân váy lên 39.000 màu xám nhìn cho. Chân váy lên 39.000. Rồi lên liền cho em mã con áo nâu tặng với chị con này 59.000 thì con này 200, con này 145 á, 145 á. 145 nha, thôi tặng luôn đi. Tặng bao nhiêu chị đọc bao nhiêu vậy? 79.000. Lên liền cho em mã áo nâu 79.000. Áo nâu dùng cho em. Nâu nha, ủa nâu 59 là mới chứ. Thành trắng tâm lý luôn. Rồi 59. Cho mấy bà chị cái gì tình lưu, có cho Quỳnh Thanh đi. Chỉ xỉu nâu 59.000. Trời ơi trăm mấy ngàn luôn. Nâu 59 cho chị Quỳnh Anh. Anh đọc chị Lê Ngọc Ánh Dương. Rồi cái này lên liền cho em mã trắng dùng cho em nè. Lên liền cho em mã áo trắng. Cái này vì mấy chị mặc với là yếm màu đẹp lắm nè. Hoặc là mấy chị mặc cái này bên trong, xong mấy chị mặc áo khoác sweater á, mặc với chân váy đó, đẹp lắm. Trắng dùng cho em tặng luôn 59.000. Lên liền cho em mã trắng 59.000. Trắng 59 cho chị Bing Bing Lay. Rồi lên liền cho em mã len thổ cẩm dùng cho em tặng với chị 29.000. Len 29.000. Cái này là vì gì em? Rồi cái này em bị dơ đây một chút xíu này. À đây nó bị rồi, không có tay rồi. Có ơi em. Tại có váy đen này. Váy đen này có con tặng 79.000. Nó lên 29 nha chị Phương Trần. Lên váy đen 79.000 đi. Không biết con này chắc nãy lai 100 mấy đó. Mà chiều cuối lai tặng mấy chị 79.000. Chị nào múc nhanh Quỳnh Anh lấy không em này. 79.000 có con thì tốt ra. Chị nào lên nhanh thì có nha. Lên liền cho em áo váy đen 79.000. Áo váy đen. Ê vậy bấm cho chị Kim Dung Trần cái len tí này đi. Tặng cho chị luôn. Ok chị nha. Ý là cái đó về chị giặt cái xong rồi chị giá phía sau thôi. Cái này mình mặc khoác này kia. Tặng lên tí cho chị Kim Dung Trần. Cái chân váy này của mình thích lắm luôn á. Nè. Đây 79 cho chị Tình Lưu. Trời ơi cái chân váy này đẹp lắm luôn mà hết hàng rồi mới chị hết từng lâu rồi, thì nó dễ mặc. Chị nào lúc nãy chưa chốt được con caro này không? 100 mấy ngàn, 109.000. Lên liền em mã caro 109 nha. Tối em lên tiếp. Em cứ về chị cái trắng này bên. Đây cái này hãy có con này mấy chị. Cái này về mấy chị mặc mấy con áo ống nè. Hay là mấy chị mắc mấy con đầm body á. Xong mình mặc khoác cái này vô nè. Đang hốt lắm luôn ấy. Từ từ mấy chị. Lên liền cho em mã trắng dùng cho em tặng với chị con này 39.000. 39.000 nha. Caro 109 nha. Caro 109 nè. Chị nào lúc nãy chưa chốt được caro này chốt nó bị sốt lại nè mấy chị. Lên liền cho em mã đầm caro 109. Đầm này có phình rồi. Tặng cho chị Mỹ Hiệp. À nó tặng đầm 39.000. Lên liền cho em mã dùng cho em. Tặng 39 cho chị Mỹ Hiệp. Phải không? Hay là chị lên cái tặng kia. Chị Mỹ Hiệp chị lấy cái áo đúng không? Trắng đúng không? 39. Rồi lên liền cho em mã caro dùm cho em 109. Trắng 39 với chị Mỹ Hiệp. Hẹn với chị tối nha. Bánh đốc nhà luôn nha. Rồi cái này có một con nè mấy chị. Con này của Hải đang cầm là size S nè mấy chị. Size S nha. Bỏ chồng bỏ con canh like chị à. Lên liền cho em chị like ngày tối nay nữa, ngày mai nữa là chị nghỉ đó. Lên liền cho em mã trắng dùng cho em. Trắng nha, tặng 79.000 luôn. Lên liền cho em mã đầm trắng 79.000. Rồi em tắt like nha. Tối lên cho mấy chị. Tắt nè. Lấy trắng 79 cho chị Mỹ Hạnh. Tắt 35. Tắt 35 10 đô nè. Chị nào lấy tắt đen 35 của Nam 10 đô nè. Rồi lên liền cho em mã áo ren nè 39.000 luôn. Cái áo ren này hàng NGN. Áo ren 39.000. Chị nào lấy tắt Nam đi tắt Nam nha. Áo ren đi 39.000 luôn. Lên liền cho em mã áo ren nha mấy chị nha. Tắt
4.000 mình bắt ngay. Ôi anh 39 cho chị ăn lên. Rồi em tắt like hẹn mấy chị tối nha. Tối nay là kiếm với mấy chị hết mình luôn. Rồi bye bye mấy chị nha.